Lại sau đó, lại là một nói không gian ba động vang lên, cái lối đi kia chậm rãi khép lại, lại thành một mảnh tuyết cốc không thể nghi ngờ. Bạch! Cốc bên ngoài, một đạo băng lãnh bóng hình xinh đẹp lóe qua, chính là Bách Lý Ngự Vũ không thể nghi ngờ, hung hăng nhìn chằm chằm chỗ đó, lại là hừ lạnh lên tiếng, hừ, trốn vào Hải Dương Tông đi, bản cô nương liền ở chỗ này chờ lấy, các người người nào trước đi ra, bản cô nương trước hết cầm người nào khai đao, lại dọa ngươi một chút tiểu tử thúi này, không tin ngươi không sợ. Trong cốc, Trác Phàm đội xe bọn họ vừa mới đi vào, liền nghe ào 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 một tiếng, đã là trong nháy mắt thoát ra hơn 50 người, đều là dung hồn cao thủ, bỗng dưng thì đem bọn hắn vây quanh, mỗi cái khí thế cường thịnh, tràn ngập vẻ cảnh giác. Một người cầm đầu là cái thân mang áo bào trắng trung niên nhân, có chút đầu trâu mặt ngựa, hai liếc rear map treo bên miệng, lại là lộ ra một tia khôn khéo. Các vị đừng lo lắng, làm theo phép mà thôi, xin đem các vị lệnh bài lấy ra, chúng ta muốn kiểm tra một chút, nhìn các vị là có hay không là người nhà họ Tiền. U, đây không phải Tào chấp sự a, chúng ta làm sao có thể không phải người nhà họ Tiền đây, ta đều đã cho Quý Tông vận chuyển nhiều lần vật tư chiến lược a, hắc hắc hắc. Lúc này, một gã hộ vệ nhất thời cười lớn một tiếng, một bên móc lấy lệnh bài, đưa cho trước tới kiểm tra Hải Dương Tông đệ tử, một bên đi vào bên cạnh người kia, đùa cười rộ lên. Thật sâu liếc hắn một cái kia Tào chấp sự cũng là khẽ gật đầu, nguyên lai là võ hộ vệ, lão hủ xác nhận biết ngươi, đến không ít lần. Chỉ là gần nhất không yên ổn, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hướng người khác đánh cái ánh mắt, những người kia tâm lý minh bạch, từng cái dò xét trên lệnh bài linh hồn ba động cùng bản thân linh hồn ba động phải chăng nhất trí, để tránh có người đục nước béo cò. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là không có gì sai lầm, mà Trác Phàm cũng cầm lấy một khối ngọc giản đi vào cái kia Tào chấp sự bên người, khom người nói, Tào chấp sự mời xem qua, đây là chúng ta lần này thương đội nhân số cùng danh hào, kính thỉnh thẩm tra đối chiếu. Ngươi là, tại hạ Tiền Phàm, là Tiền gia quản sự, khóe miệng xẹt qua một đạo nụ cười quỷ quyệt, Trác Phàm không khỏi đạm mạc lên tiếng. Mi mắt không khỏi hơi nhíu nhăn, cái kia Tào quản sự một mặt nghi ngờ nhìn về phía hắn Tiền Phàm. Tiền gia có người như vậy à, ta làm sao không rõ ràng. Ha ha ha, tại hạ luôn luôn là tại nơi khác làm việc, chỉ vì gần nhất thần thái khẩn cấp, gia chủ mới đem ta gọi về, Tào chấp sự không biết cũng tại thanh lý bên trong. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm biểu hiện được rất bình tĩnh, không có chút nào bối rối, cũng nhìn không ra mảy may manh mối, cho nên tại cái kia Tào quản sự tuy nhiên nghi hoặc, lại không có bất kỳ cái gì nhưng là hoài nghi phương hướng. Còn có, đây là nữ nhi của ta, bởi vì đơn độc thả trong nhà thực sự không yên lòng, thì mang theo trên người, không có ở danh sách kia bên trong, Tào quản sự sẽ không để tâm chứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, Trác Phàm lại đem Tước Nhi gọi vào bên người làm bia đỡ đạn, điều này không khỏi làm cái kia Tào quản sự hồ nghi càng thêm lớn giảm. Dù sao, cái kia địch nhân thám tử tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm, còn mang theo cái oa oa làm vướng víu, đây không phải phiền phức sao? Thế nhưng là hắn lại làm sao biết, cái này oa oa cũng không giống như mặt ngoài như vậy người vô hại và vật vô hại. Thật sâu liếc hắn một cái kia Tào quản sự khẽ gật đầu, ta là tin tưởng ngươi, chỉ là thông lệ công vụ, vẫn là muốn xác nhận một chút thân phận tốt, chớ để ý, ha ha ha. Bất giác khẽ cười một tiếng, cái kia Tào quản sự hơi hơi khoát khoát tay, gọi thủ hạ tới, sau đó đem Trác Phàm trong tay lệnh bài đưa cho hắn, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu, liền đánh ra hắn đi. Nhìn lấy hắn bóng lưng dần dần biến mất, cái kia Tào quản sự mới vừa nhìn về phía Trác Phàm, hình như có ý, giống như không có ý nói, tiên sinh theo nơi khác trở về, có thể hay không biết từ khi biết được Trung Châu hành động về sau, chúng ta Bắc Châu Ngũ Tông đã tăng cường thân phận xác nhận biện pháp. Các đại gia tộc thành viên trọng yếu danh hào cùng linh hồn ba động đều có thu nhận sử dụng, mà đối đãi kiểm tra thực hư. Cho nên nếu muốn xác nhận tiên sinh thân phận lời nói, chỉ là một phút mà thôi, tiên sinh không cần thiết lo lắng, chỉ cần chờ đợi một hai. Nói, cái kia Tào chấp sự nhìn chằm chằm vào Trác Phàm nhất cử nhất động, muốn xem hắn chỗ nào có gì không ổn chỗ. Đáng tiếc, cái này tất cả mọi thứ, Trác Phàm đều đã biết, mà lại Hải Xuyên Thương Hội cũng cho hắn làm đủ bối cảnh, cho nên hắn không lo lắng chút nào cái này không lý do địa thăm dò. Cái quy củ này, tại hạ sau khi trở về đã biết được, làm phiền Tào chấp sự. Hơi hơi một gật đầu, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, đi bộ nhàn nhã, từ chối cho ý kiến.
nhìn chằm chằm hắn không thả, Tào Chấp Sự hơi hơi nháy mắt mấy cái, cũng là cười khan một tiếng, không nói thêm gì nữa. Dù sao thăm dò lâu như vậy, cũng không có dò ra cái nguyên do về sau, hắn đã 99% tin tưởng Trác Phàm thân phận, tiếp theo liền chờ kết quả cuối cùng đi ra liền tốt. Một phút sau, lúc trước phái ra người kia rốt cục trở về, khom người đem lệnh bài đưa lên, bẩm báo nói, khởi bẩm chấp sự đại nhân, tiền ra danh sách bên trong thật có tiền quản sự danh hào, mà lại linh hồn ba động cũng chênh lệch không hai, thật là người nhà họ tiền. Hả, vậy ta trước kia làm sao chưa từng nghe nói? Không khỏi khẽ giật mình, Tào quản sự hỏi. Khom người run lên, người kia tiếp tục nói, Bắc Châu vật hy hữu sinh rất nhiều đại gia tộc đều có phái đi hắn địa vực, đổi lấy sản vật sinh ý, hiện tại cục thế đột nhiên khẩn trương, các đại gia tộc ào ào đem người trong nhà triệu hồi, cần bổ quay danh sách nhân viên cũng đã rất nhiều. Mấy ngày gần đây nhất, rất nhiều đại gia tộc thường thường đều đến bổ quay mới danh sách nhân viên, tiền quản sự cũng là 5 ngày trước mới bổ quay. Ừ, thì ra là thế, hiểu lầm, ha ha ha. Không sai gật đầu, cái kia Tào quản sự cuối cùng 100% tin Trác Phàm thân phận, không khỏi cười khẽ một tiếng nói, tiền quản sự chớ để ý, vừa mới tra hỏi được nhiều, đều là vì an toàn cân nhắc a. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm đã sớm chuẩn bị, sao lại kinh hoàng, chỗ nào, đều là vì Bắc Châu an toàn cân nhắc, có thể lý giải, ha ha ha. A, đúng, hiện tại Tào quản sự có thể tiếp nhận nhóm vật tư này, mở ra chứng minh a. Chúng ta còn muốn đi tiếp theo tông môn vận chuyển đây. Đương nhiên, cái này không có vấn đề. Bật cười lớn, cái kia Tào quản sự nhất thời xuất ra một khối ngọc giản, đem chính mình linh hồn ba động khắc ở phía trên, biểu thị một cái biên lai, sau đó lại đem Trác Phàm lệnh bài kia lấy ra, đem trên lệnh bài kia Trác Phàm ba động cũng thuận tiện dẫn vào ngọc giản này bên trong, biểu thị đây là mở trả thù lao nhà tiền Phàm quản sự biên lai. Cứ như vậy, Trác Phàm thân phận xem như càng thêm xác định, dù sao hiện tại không chỉ có là tiền ra dưới đáy có hắn thân phận chứng minh, liền Hải Dương Tông cũng mở cho hắn chứng minh cớm. Tiếp đó, hắn liền muốn mang theo đoạn đường này chứng minh, từng cái hướng các tông bái phỏng, vận chuyển vật tư, thu lấy càng nhiều thân phận chứng minh, đem thân phận của hắn triệt để chắc chắn. Lớn nhất sau tiến nhập Bắc Hải Chi Tân, mới không có phiền toái nhiều như vậy. Mà Bắc Châu chỗ lấy có như thế một hệ liệt rườm rà thủ tục. Cũng là vì dần dần điều tra Trung Châu thám tử, không buông tha một cái. Dù sao, thân phận của ngươi làm giả có thể thông qua một cửa, chẳng lẽ quan quan đều có thể thông qua? Đây chính là một cái đại công trình, ngươi nếu là có thể không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất địa đả thông tất cả khớp nối, cái kia Bắc Châu trực tiếp đưa cho Kiếm Tinh đế quốc đến, không có nhiều như vậy tất yếu kháng tranh đi xuống. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, Kiếm Tinh đế quốc không làm được đến mức này. Đã trở thành xác chết Hải Dương Thương hội, buôn thông Nam Châu, lại có thể tùy tiện làm đến. Mà trước mắt cái này tối sầm lại giấu thế lực cường đại, thì trong tay Trác Phàm nắm chặt. Cái này cũng sẽ trở thành sau này quyết chiến Nam Châu thứ 5 phe thế lực gia nhập, chỉ bất quá bây giờ còn không người chú ý thôi. Đem cái kia ấn giám cất kỹ, Trác Phàm ngược lại đưa lên một chương vận chuyển danh sách, khiến người ta đem cho Hải Minh Tông hàng hóa dỡ xuống. Liền phất phất tay, khiến người ta vội vàng bốn chiếc xe muốn rời khỏi. Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn xe cộ kéo động, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên, chậm rãi, chờ một chút. Tiền quản sự, cái này, con hàng này vật không đúng. Mi mắt nhìn không được run run, Tào chấp sự không khỏi một mặt kỳ quái nói, vì sao lần này các ngươi vận đến vật tư, thiếu hơn một nửa đâu. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm tựa hồ có chút ngượng nghịu, trầm ngâm rất lâu. Mới thở dài một hơi, lôi kéo cái kia Tào quản sự thấp giọng nói, Tào quản sự, sự kiện này ngươi trước giúp huynh đệ đè ép, đợi quay đầu ta lại vận chuyển thời điểm, cho ngươi bù đắp cũng là. Thế nào, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không khỏi sững sờ, Tào quản sự một mặt kỳ quái nói. Thật dài địa ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, thực không dám giấu giếm, lúc trước muốn vận chuyển đến Quý Tông cái kia nửa xe hàng. Trên đường ra điểm phiền phức, đều bị Trung Châu thám tử cho hủy. Cái gì, người nói người gặp phải Trung Châu thám tử? Không khỏi giật mình, cái kia Tào chấp sự hét lớn lên tiếng, thế nhưng là còn không đợi hắn kêu ra, Trác Phàm đã là vội vàng che miệng hắn, một mặt cầu khẩn nói, Tào chấp sự, Tào đại ca, người đừng kêu a, việc này muốn là truyền đi, gia chủ trách ta hộ hàng bất lợi, ta thế nhưng là ăn không được đi. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta tông môn đinh một xe hàng,
ngươi chỉ đưa tới nửa xe, ta sao có thể? Xuyệt, Khác lộ ra. Cẩn thận từng ly từng tí cùng hắn làm im lặng thủ thế, Trác Phàm vội vàng nói, ta không phải nói a, lần sau cho ngươi bù lại, dù sao các ngươi tông môn hiện tại chấp sự đồn hàng, lại không cần đến, lần sau ta cho ngươi nhiều bù một điểm, thêm ra đến chính ngươi giữ lấy không phải, ta coi như còn cá nhân ngài tình. Mi mắt thật sâu nhíu lại, cái kia Tào chấp sự suy nghĩ một chút, vẫn là dao động cái đầu, không ổn không ổn, vấn đề này quá trọng đại, cái kia nửa xe hàng cũng không ít, truy cứu tới ta sai lầm lớn, ta không có lý do gánh như thế lớn phong hiểm. Được được, vậy ta lại tiễn ngươi cái công lao, ngươi giúp ta gạt được thôi. Hơi hơi trầm ngâm một lát, Trác Phàm tựa hồ có chút chần chờ, nhưng rất nhanh liền cắn răng một cái, dường như hạ quyết định cái gì quyết tâm giống như, đau lòng nhức óc nói, cái kia Trung Châu thám tử, ngay tại chúng ta đội xe sau lưng lẻn lấy, xem ra là chuyên môn phá hư vận chuyển vật tư. Lần trước bị hắn hủy nửa xe hàng, tựa hồ để hắn nếm đến ngon ngọt, hắn chả không cam tâm, lại vẫn tại đằng sau theo, chỉ sợ là đang tìm thời cơ lại phá hư. Cho nên ta dự định đặt bẫy, bắt hắn. Phải biết, tại tình thế này nguy cấp phía dưới, bắt cái thám tử là như thế nào thiên đại công lao. Hiện tại ta phân ngươi một nửa, chúng ta liên thủ bắt hắn, nghĩ đến lúc đó ta tổn thất này hàng hóa sai lầm chẳng những có thể miễn, có thể được khen thưởng, gia tộc cũng sẽ bằng vào ta làm vinh. Thật sâu liếc hắn một cái kia Tào chấp sự nắm bắt rear map, một mặt khôn khéo tính toán, lẩm bẩm nói, thám tử kia. Tốt bắt sao? Không dễ bắt, hắn chạy rất nhanh, lần trước hắn phá hư xe cộ, chúng ta mười mấy người đều không vây quanh hắn. Nhíu mày, Trác Phàm tỉ mỉ suy tư một chút, lại là khó xử địa lắc lắc đầu. Không khỏi hận hận phun ra một miệng nhiệt khí, Tào chấp sự bất đắc dĩ liếc hắn một cái, mắng chửi nói, không dễ bắt cũng đừng bắt, miễn cho lại tổn binh hao tướng. Tốt, các người đi thôi, nhớ đến lần sau đem cái kia nửa xe hàng cho ta bổ đủ, nếu không ta tìm tới các người tiền ra đi, tìm ngươi tính sổ sách. Ha ha, ngài không bắt. Bắt cái gì bắt, chúng ta chức vị quan trọng là thủ vệ tông môn, không phải cho các người bắt thám tử. Bất giác giận hừ một tiếng, Tào chấp sự không kiên nhẫn phất phất tay, đi mau, hắn tông môn còn chờ các người vận chuyển vật tư đây, loại này lúc khẩn cấp quan trọng. Nhưng là không cho phép một chút qua loa, vẫn là trên đường cẩn thận một chút tốt. Người tới, mở kết giới, để bọn hắn mau chóng rời đi lên đường. Là, hét lớn một tiếng, nhưng nghe ông một tiếng, kết giới mở ra, đã là có lệnh đuổi khách ý tứ. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm tựa hồ vẫn không rõ, bất đắc dĩ khoát tay chặn lại, lắc lắc đầu, cùng lấy thủ hạ lên xe, chỉ là trong miệng lầm bầm lại là không ngừng, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Thiên đại công lao cũng không muốn, những thứ này lăn lộn tông môn thật sự là đầy đủ lười biếng. Hừ, tức giận hừ lấy nhìn lấy hắn, Tào chấp sự một mặt tái nhợt, lại là dầu dĩ không nói, tựa hồ đột nhiên không thể gặp hắn giống như. Chờ Trác Phàm một đoàn người lên đường về sau, cái kia Tào chấp sự mới chợt biến sắc, vội vã vẫy tay, đưa tới hơn 50 dung hồn cao thủ dặn dò, mấy người các ngươi, ở phía sau nhìn chằm chằm xe kia đội, nếu là phát hiện có lén lén lút lút người theo. Cho ta cùng tiến lên đi đem hắn bắt được, tận lực bắt sống, nghe đến không có. Ách, là, Tào chấp sự, lẫn nhau nhìn xem, mọi người so sánh mê mang, nhưng vẫn là bình tĩnh gật gật đầu. Mà một phương diện khác, Trác Phàm tại xa giá bên trong, khóe miệng cũng là lộ ra vui vẻ đường cong, nhìn về phía hắn người nói, không cần quá khẩn trương, dê đã ra vòng, mang đến miệng hổ, đoán chừng con cọp cái kia đang ăn hết cái kia dê trước đó. Là không biết để ý tới chúng ta có mấy ngày thanh tĩnh thời gian nhưng là qua, ha ha ha. Không khỏi sững sờ, tất cả mọi người vẫn là không rõ ràng cho lắm, chỉ là nhìn lấy Trác Phàm thật dài giãn gân cốt một cái, một mặt yên ổn địa hợp mắt hướng, về sau nằm xuống, kinh thế như thế thoải mái dễ chịu. Mang đến trạm thứ nhất, Trác Phàm đội xe tại đằng đẵng trong gió tuyết tiếp tục tiềm hành, thật dày trên mặt tuyết, là cái kia rõ ràng mà lại sâu sắc vết bánh xe. Thế nhưng là tại cái kia vết bánh xe phía trên, một đạo băng lãnh bóng hình xinh đẹp lại là bỗng dưng một cái lắc mình, hung hăng đạp lên. Xa xa nhìn qua cái kia không ngừng xe Mercedes đội, khóe miệng đột nhiên nhếch lên một cái tà dị đường cong. Hừ, số tiểu tử, lại tiễn ngươi một món lễ lớn, để ngươi ít hơn nữa một chiếc xe, mấy cái con linh thú cùng mấy người, hừ hừ hừ. Chậm rãi nâng lên một cánh tay, tại băng lãnh trong gió tuyết. Bách Lý Ngự Vũ một cái kiếm chỉ phía trên lại là càng thêm hàn mang lạnh thấu xương,
rất là bức người, trong mắt càng là lộ ra một bộ tà dị kiệt ngao chi sắc. Xoát xoát xoát, còn không đợi nàng động thủ, mấy chục đạo hắc ảnh nhất thời xuất hiện ở trước mặt nàng, đem nàng bao bọc vây quanh. Trong mắt đều là vô tận chế giễu, khí thế cường đại toàn bộ hướng nàng chỗ đó cuồn cuộn áp đi, một bộ ta ăn chắc ngươi bộ dáng. Không khỏi trong lòng cả kinh, Bách Lý Ngự Vũ chút hít nhíu mày, nhìn lấy mọi người tại đây, nghi ngờ nói, các ngươi là ai, dám chặn đường cô nãi nãi. Ha ha ha, chỉ là một cái Trung Châu thám tử, lại dám tại chúng ta Bắc Châu tiến hành dạng này phá hư hành động, còn dám hỏi chúng ta là ai. Thật sự là mù ngươi mắt chó, ha ha ha. Cầm đầu một cái vóc người Hán tử cao lớn lúc này hướng một chạm trước, lồng ngực một cái, dung hồn đỉnh phong khí thế nhất thời phóng lên tận trời, không nói ra cuồng ngạo, cùng bên người mọi người liếc nhau, đều cười ra tiếng, các huynh đệ, cô gái này thám tử làm thám tử còn thật không hợp cách, liền tại người nào địa bàn cũng không biết liền hành động, còn dám hỏi chúng ta là ai, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Các ngươi nói, chúng ta là trước giáo huấn nàng một trận, để cho nàng trước vững vàng nhớ kỹ chúng ta là ai, vẫn là. Soạt. Thế mà, người kia kêu gào còn chưa rơi xuống, nhưng gặp một đạo hàn mang nhất thời theo thân thể ở giữa xuyên qua, người kia liền đã thân thể lắc một cái, bỗng dưng trệ ở, không nhúc nhích, hai mắt giật mình lo lắng, trong mắt chỗ sâu đều là vẻ không thể tin. Trời lạnh gió thổi qua, soạt một vang, đúng là bỗng dưng từ trung gian một phân thành hai, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Bên trong thân thể đã là một mảnh cháy đen, liền một máu đều không có, thậm chí liền thần hồn cũng không kịp đào tẩu, đã vẫn diệt, triệt để không có âm thanh. Sư huynh, tê, nhịn không được hít sâu một hơi, tất cả mọi người nhìn lấy cái kia thoáng qua liền không có sinh cơ bóng người, không khỏi nhất thời thì ngây người, sau đó không thể tin nhìn về phía Bách Lý Ngự Vũ chỗ đó, da mặt co lại, trong lòng bỗng dưng oa lạnh, sắp khóc đi ra. Tên này đến tột cùng ai vậy? Không phải nói 10 cái dung hồn cảnh thương đội liền có thể đuổi đến nàng chạy tán loạn khắp nơi à, làm sao cùng ngay từ đầu nói không giống nhau à. Mình cái này gần 50 nhân mã, vừa mới lộ diện, liền đã bị người ta một chiêu dây cái mạnh nhất dung hồn đỉnh phong sư huynh. Tào chấp sự còn để bắt sống, em gái người à, này làm sao bắt à, chết chúng ta đều bắt không được. Trên mặt tất cả đều là khổ bức khuôn mặt, tất cả mọi người nhìn lấy đối diện cái kia băng lãnh đứng thẳng Bách Lý Ngự Vũ. Lại đều có chút hai chân như nhũn ra, trong lòng chửi mẹ, có loại muốn quay đầu chạy trốn xúc động. Bọn họ làm sao có thể sẽ nghĩ đến, lần này nói tốt là bắt thám tử, làm sao lại đá trúng thiết bản đâu. Trên đời có như thế cường hãn thực lực thám tử sao? Nhẹ nhàng địa vuốt một chút bên tai mái tóc, Bách Lý Ngự Vũ một mặt tà mị nhìn về phía bọn họ, lại là cười khẽ một tiếng, vừa mới cho các ngươi tự giới thiệu cơ hội, lại là cho ta lại nhảy cả ngày một đống lớn. Hiện tại bản cô nương không muốn nghe, thì để cho các ngươi tại cái này mênh mông thiên địa bên trong làm vô danh quỷ a, ha ha ha. Bạch, cười lạnh một tiếng, Bách Lý Ngự Vũ lần nữa phất tay vạch một cái, nhưng người một đạo ầm ầm tiếng vang phát ra, tại chỗ tất cả gần 50 cái dung hồn cao thủ, đã là trong nháy mắt bao phủ tại cái này gió tuyết đầy trời bên trong, chỉ là giây lát công phu, liền lại không có sinh cơ, liền cốt thi thể thậm chí máu tươi đều không lưu lại, liền đã bao phủ không còn. Dường như thế gian chưa từng có những người này đồng dạng. Rầm rầm rầm, từng tiếng cự động chấn địa thiên địa tiếng vang, Trác Phàm chỗ xa giá cũng là đang không ngừng rung động động không ngừng, mấy vị hộ vệ thông qua cửa sổ, nhìn lấy đằng sau chấn động mãnh liệt, không khỏi kinh dị lên tiếng, tiên sinh, đằng sau không biết chuyện gì phát sinh, tốt đại động tĩnh a. Cọp cái đang bão nổi, nấu dê làm thịt ăn, không liên quan chúng ta sự tình, tiếp tục lên đường. Vẫn như cũ dựa vào trên ghế ngồi, Trác Phàm vẫn là hai con người khép hờ, một mặt vẻ đạm nhiên, chỉ là hơi nhếch khóe môi lên đường cong, lại là như thế quỷ mị. Mọi người không hiểu, liếc nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, tiếp tục dựa theo Trác Phàm nói tiến lên. Thế nhưng là bọn họ bên này không quan trọng, Hải Dương Tông chỗ đó thế nhưng là có cái gọi là, mà lại là 10 phần có cái gọi là, tương đương có cái gọi là. Trong miệng hô lấy bạch khí, trong mắt là tuyết lành năm được mùa, Tào chấp sự yên tĩnh địa đứng ở tông môn trước, trên mặt một trận tùy thiện rong chơi, hồng quang đầy mặt, trong mắt là không nói ra tự đắc. Cùng ta phân công lao, hừ hừ, một giới thương nhân, cũng xứng. Từ khi nghe Trác Phàm tin tức về sau, hắn liền đã âm thầm quyết định, đem cái này bắt một cái cầm Trung Châu thám tử công lao cho tham xuống tới, một phân một hào đều không cho người khác cướp đi.
Thế nhưng là hắn lại làm sao biết, hắn điểm ấy tiểu tâm tư toàn ở Trác Phàm tính kế bên trong, mà lại Trác Phàm còn không phải chủ động cho hắn cung cấp tình báo, mà chính là để chính hắn đón lấy cái này khoai lang bỏng tay, đến lúc đó cho dù xảy ra vấn đề gì, hắn cũng không nắm chắc được Trác Phàm tay cầm, chỉ có thể chính mình ăn cái này người câm thua thiệt. Rất hiển nhiên, cái này người câm thua thiệt, rất nhanh liền đến. Tào chấp sự, Tào chấp sự. Một chuỗi dài thất kinh quát lên xa xa truyền đến, một tên vừa mới phái đi ra đệ tử, lộn nhào địa thì xông về bên trong cửa, hướng về vẫn như cũ kiên quyết tại tông môn trước, chờ lấy tin tức tốt Tào chấp sự chạy như bay, đầy mặt thất kinh bộ dáng. Bất giác mỉm cười cười, Tào chấp sự cũng là nhịn không được xoa xoa tay, tuét miệng nói, bắt được sao? Ha ha ha, nhất định là điều cá lớn a, nhìn đem ngươi kích động thành cái dạng này, ha ha ha. Người đâu? Không. Không phải, ách, là, bờ môi bất giác lắc một cái, người kia mặt mũi tràn đầy bối rối, lại là ngay cả lời cũng sẽ không nói. Thấy tình cảnh này, Tào chấp sự không khỏi hơi hơi tức giận, vẫy vẫy tay nói, là thì là, không phải cũng không phải là, người đến tột cùng muốn nói gì. Tào chấp sự, người kia là, điều cá lớn, có điều. Chỉ là cái gì? Chỉ là cũng quá lớn điểm, chúng ta ăn không vô a. Mặt mũi tràn đầy khổ bức chi sắc, người kia một mặt ủy khuất nói, sư huynh bọn họ đi, liền đem nữ tử kia bao bọc vây quanh, muốn bắt lại nàng, ai ngờ cái này đúng là cái cọng rơm cứng, không có một cái nào hội hợp công phu, bọn họ thì toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Ta bởi vì xa xa trốn tránh xem, không có bị người kia phát hiện mới trốn về đến. Tào chấp sự, chúng ta nên làm cái gì a? Trong mắt nhịn không được co rụt lại. Tào chấp sự nhất thời giật mình, người nói cái gì, chết hết, cái này sao có thể? Phải biết bọn họ đều là dung hồn cảnh cao thủ, đi đầu vẫn là dung hồn đỉnh phong cường giả, làm sao có thể một hơi chết sạch đâu? Đối phương chỉ là cái bị 10 cái dung hồn cảnh thương nhân thì đuổi đến đổ ra chạy. Thám tử a, chấp sự đại nhân, ngài tình báo có phải hay không có sai a? Nữ ma đầu kia có thể bị người đuổi theo chạy. Chúng ta gặp phải nàng, thế nhưng là muốn chạy đều chạy à không? Ra mặt bất giác rung động, người kia một mặt thút thít tướng. Cái kia Tào chấp sự cũng là hoàn toàn mộng, không rõ ràng cho lắm, nhưng là rất nhanh lại kịp phản ứng, thì thào lên tiếng, 50 cái dung hồn cảnh, một chút không, cái này nhưng là không tiện bàn giao a, xem ra cái này thiên đại công lao không gạt được, nhất định phải tìm kiếm viện trợ. Lý trưởng lão, đúng, cũng là hắn, Lý trưởng lão. Dường như nghệ đồng giảng, Tào chấp sự một bên nhớ kỹ tên, một bên thất kinh địa hướng tông môn chỗ sâu chạy tới, thất tha thất thểu, mất hồn mất vía. Một phút sau, một gian tinh xảo gian phòng bên trong, một cái lão giả tóc trắng khí định thần nhàn ngồi tại trên giường, bên cạnh là Tào chấp sự khom người nghe lệnh. Tào chấp sự, ngươi là muốn nuốt một mình này công, kết quả đá trúng thiết bản, xếp 50 tên cao thủ, sợ chính mình đảm đương không nổi, mới tới tìm ta. Lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, lão giả kia sủi cười ra tiếng. Chà chà mồ hôi lạnh trên trán, Tào chấp sự không khỏi nhếch miệng cười khan một tiếng, khom người nói, Lý trưởng lão minh xét, tại hạ chẳng qua là cảm thấy bắt cái thám tử mà thôi, thực sự không cần đến quấy rầy trưởng lão đại nhân. Đương nhiên, nếu có thể đem người kia cầm xuống, tại hạ cũng là tại Lý trưởng lão lãnh đạo phía dưới mới có thể vì tông môn thành lập này công, nào dám tham không có làm hữu dụng đây, ha ha ha. Lời nói được ngược lại là xinh đẹp. Nhưng là chuyện này lại là làm được quá kém. Lưu lại như thế cái cục diện rối rắm, còn không phải lão phu cho ngươi thu thập. Bất giác suy cười một tiếng, cái kia Lý trưởng lão trong mắt đột nhiên ánh sao lóe lên, nhìn lấy cái kia liên tục gật đầu cúi người Tào chấp sự, sâu xa nói, đối phương có thể liên tiếp chém giết 50 tên dung hồn cao thủ, chắc là quy nguyên cường giả. Người tới, truyền ta khiến đi, triệu tập 50 quy nguyên cao thủ tận nhanh xuất phát, cần phải đem này tạc cho ta tại chỗ cầm xuống. Tận lực muốn sống. Thám tử a, dù sao cũng phải theo trong miệng hắn dò xét chút gì đúng không? Vâng. Ngoài cửa hét lớn một tiếng, có người liền đã lĩnh mệnh rời đi. Đón lấy, Lý trưởng lão mới vừa nhìn về phía Tào chấp sự, khẽ cười nói, tiểu Tào a, lần này ngươi thế nhưng là thiếu nợ ta một cái vô cùng lớn nhân tình, phải biết, hành sự lỗ mãng, vô duyên vô cớ hao tổn 50 dung hồn hảo thủ, là như thế nào sai lầm? Lần này ta phái người thay người đem người lấy ra, cái này 50 người cũng coi như bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, có cái xuất xứ, người cũng không có cái gì sự tình. Nếu không mà nói,
khuyết điểm lớn như vậy, lại không tấp công, ngươi nhưng là ăn không được đi. Đa tạ Lý trưởng lão xuất thủ tương trợ, tại hạ cảm ơn trong ngực, nhất định sẽ ghi lấy ngài ân tình, đời đời kiếp kiếp không dám quên a. Vội vàng vội vã gật đầu, Tào chấp sự một mặt nịnh nọt cười làm lành, a dua su nịnh. Nhưng trong lòng là một trận tức giận, như thế rất tốt, tới tay công lao bay, còn dựng vào một phần nhân tình, thật sự là thảo hắn nãi nãi. Tiền phàm kia, thật sự là hại người a, cái gì tình báo, không có chút nào chuẩn, hừ. Tào chấp sự trong lòng oán thầm, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng, còn nhất định phải gạt ra một phần vẻ mặt vui cười đem chứa tướng, thật sự là vất vả cực kỳ. Lý trưởng lão thì ở một bên bồi tiếp, như hắn lại là phụ mẫu, ân nhân cứu mạng đồng dạng, tận hưởng vinh hạnh đặc biệt. Thế nhưng là rất nhanh, hắn điểm ấy cảm giác ưu việt cũng không có, bởi vì cỗ này cừu non bắt hổ hoang đường tà hỏa, đã đốt tới hắn đầu giường đặt gần lò sưởi. Đạp đạp đạp. Một trận gấp rút tất dẫn tốc độ nhất thời vang lên, nhưng người đụng một tiếng vang thật lớn, một tên quy nguyên cao thủ đã là không để ý chút nào lễ nghi địa đẩy cửa vào, xông tới, nhìn về phía hai người sắc mặt tràn đầy bi phẫn cùng hoảng sợ. Lý trưởng lão, việc lớn không tốt, ngài phái đi cái kia 50 quy nguyên cường giả, cũng tất cả đều toàn quân bị diệt. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Lý trưởng lão không khỏi nhất thời hít sâu một hơi, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Ngốc thật dài một đoạn thế gian, Lý trưởng lão tựa hồ cũng chưa có lấy lại tinh thần đến, chờ kịp phản ứng lúc, lại là cứng ngắc đầu nhìn về phía một bên Tào chấp sự, da mặt co lại, sắc mặt không nói ra phiền muộn, ta nói tiểu Tào a, ngươi xác định. Đó là cái thám tử. Ây, chắc là đi. Chắc là ngươi cái giám a. Ba. Một tiếng vang giòn, Lý trưởng lão đã là vung tay cho Tào chấp sự một cái vang dội cái tát, mắng to lên tiếng, thảo bà nội ngươi. Người đây rõ ràng là đang hại lão phu a. Một cái bình thường thám tử từ đâu tới dạng này thực lực, 50 cái quy nguyên cường giả, trong nháy mắt liền thành một đống xác chết, đối phương tối thiểu cũng là quy nguyên đỉnh phong cường giả. Liền địch nhân thực lực đều không làm rõ ràng, người thì dám đến hướng ta cầu viện, hiện tại hại lão phu cũng tổn binh hao tướng, người quả thực khó thoát tội trạng, chết không có gì đáng tiếc a. Lý trưởng lão chửi ầm lên, Tào chấp sự cũng là hết sức ủy khuất. Ra mặt một trận run rẩy, trong lòng càng là biệt khuất vạn phần. Cái này thám tử cũng không phải là hắn phát hiện, thật sự là tiền phàm kia nói cho hắn biết, 10 cái dung hồn cảnh tu giả liền có thể đem hắn dọa chạy, hắn cũng không có để ở trong lòng. Nhưng ai biết cái này đúng là cái cọng rơm cứng, trước 50 vị trí đầu cái dung hồn cao thủ toàn quân bị diệt cũng liền thôi, hiện tại đi 50 cái quy nguyên cao thủ, lại cũng không ai sống sót. Bỗng dưng, cái này cái lỗ thủng càng lúc càng lớn. Hai người bọn họ chỉ sợ là bổ không ngừng, còn phải lại tìm ngoại viện không thể. Thật sâu cúi đầu, không dám nói lời nào, cái kia Tào chấp sự chỉ là cái chấp sự mà thôi, bây giờ lớn như vậy cái mầm tai vạ, tự nhiên vô lực hồi thiên, chỉ có thể mặc cho xử trí. Cái kia Lý trưởng lão lại là như trên lò lửa con kiến giống như, gấp rậm chân, quét tới quét lui mấy bước, trợn lên giận dữ nhìn lấy cái kia sợ hãi rụt rè Tào chấp sự. Giờ này khắc này lại là cũng không đoái hoài tới lại oán trách hắn. Việc cấp bách, vẫn là muốn nhanh chóng làm ra quyết đoán mới là, cái này 50 quy nguyên cường giả, cũng không thể trắng trắng không có chỗ đi. Thật sâu suy nghĩ rất lâu, Lý trưởng lão cuối cùng thở sâu, dậm chân một cái, liền bỗng dưng đi ra ngoài cửa, cắn răng nói, đi theo ta. Trên mặt tràn đầy lo sợ chi sắc, Tào chấp sự không dám thất lễ, vội vàng theo sau. Một nén nhang thời gian sau. Một gian tràn đầy đan hương pha trộn gian phòng bên trong, một tên mặt như ngọc lão nhân tóc trắng, mi mắt một đến không ngừng run run, trong mắt đều là vẻ kinh dị, hét to lớn tiếng, cái gì, các ngươi nói thế nhưng là thật, tổn thất nhiều nhân mã như vậy. Cái kia người này thực lực, coi là thật đến. Đúng vậy a, mã cung phụng, người này nhất định là điều cá lớn, cũng không chỉ thám tử đơn giản như vậy. Khom người nằm ở lão giả kia bên người, Lý trưởng lão trong mắt tinh mang nhấp nháy. Một bộ quân sư quạt mò bộ dáng, bầy mưu tính kế nói, người này thực lực như thế, đột nhiên xuất hiện tại Bắc Châu khắp nơi, nhất định có nhiệm vụ đặc thù. Tuy nói lần này chúng ta tổn thất không ít nhân mã, nhưng chỉ cần đem người này cầm xuống, đây tuyệt đối là Bắc Châu công lao lớn nhất một kiện. Không những ở tông chủ bên kia, cho dù tại còn lại tứ tông, thậm chí là những cái kia bốn châu đến tương trợ minh hữu trước mặt, cũng là một kiện tuyệt đối lộ mặt sự tình a. Mã cung phụng hiện tại là bản tông 10 đại cung phụng một trong, nhưng chỉ cần đem người kia cầm xuống, dùng cái này công huân,
tối thiểu có thể đi vào trước ba hàng ngũ A. Nghe được lời này, cái kia Mã Cung Phụng còn chưa lên tiếng, đứng tại một bên khác Tào chấp sự đã là không kịp chờ đợi kéo hắn xuống nước, vội vã gật đầu, đúng vậy A, Lý trưởng lão lời ấy rất đúng, chúng ta thật vất vả bắt được như thế một cơ hội, phát hiện như thế nhân vật, nếu là trắng trắng thả đi, bị còn lại Cung Phụng phát hiện lời nói, cầm xuống người kia, chỉ sợ hối hận đừng vội, mời Mã Cung Phụng sớm làm quyết đoán. Lời tuy không tệ, nhưng là người kia thực lực, chỉ sợ đã nhập đỉnh phong hàng ngũ, khó đối phó A. Nhẹ nhàng vê động lên tròm dâu, Mã Cung Phụng mi mắt một mực thật sâu nhíu lại, lại là vẫn như cũ do dự không chừng, có thể thấy được bình thường mọi cử động là cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận chặt chẽ người. Liếc nhìn nhau, Lý trưởng lão tiếp tục mê hoặc nói, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, Mã Cung Phụng không cần phải lo lắng. Người kia chẳng qua là một cái quy nguyên đỉnh phong mà thôi, Mã Cung Phụng hợp tác 10 vị đỉnh phong cảnh Cung Phụng xuất thủ, đem hắn vững vàng vây quanh, còn không dễ như trở bàn tay. Đồng dạng thực lực tu vi, lấy 10 đánh 1, vạn không có không thắng lý lẽ. Đến lúc đó chỉ cần đề phòng hắn tự bạo, hết thảy chắc là không có gì lo lắng. Lời này của ngươi ngược lại là rất có vài phần đạo lý. Lần nữa tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Mã Cung Phụng viên kia sao động tâm bất giác càng thêm nhộn nhạo, nhưng vẫn như cũ còn có một tia do dự, nhưng nếu người kia không phải bình thường đỉnh phong cao thủ, hoặc là Trung Châu Cửu Kiếm Vương, vậy lần này nhưng là muốn. Thế nhưng là, còn không đợi hắn lời nói xong, Lý trưởng lão đã là mỉm cười lấy khoát tay, từ chối cho ý kiến địa giao động cái đầu nói, Mã Cung Phụng đây chính là lo ngại, hắn nếu là Cửu Kiếm Vương lời nói, tác phong làm việc há có thể như thế quỷ quái, không dám xuất đầu lộ diện, lẻn tại một đội thương đội đằng sau làm phá hư. Chỉ sợ hắn là sợ bị chúng ta tông môn phát hiện, khó có thể nên đối với chúng ta toàn tông chi lực. Làm như vậy Phong cũng không phải Cửu Kiếm Vương cái kia cuồng ngạo thế hệ nên có, Mã Cung Phụng cứ việc đi lấy phía dưới phần này công đầu liền có thể, không cần lo lắng quá mức. Mi mắt lắc một cái, Mã Cung Phụng lần nữa suy nghĩ một lát, hơi hơi gật gật đầu, cảm thấy có lý, cuối cùng yên lòng. Các ngươi tại chỗ này đợi lấy, ta đi mời mấy cái Cung Phụng đồng loạt ra tay, cầm xuống cái kia Trung Châu ác tặc, vì tông môn kiến công lập nghiệp, hừ. Ngay sau đó, Mã Cung Phụng hất lên bào phục, liền hùng hùng hổ hổ địa đạp lên môn mà đi, Lý trưởng lão hai người thì là thật sâu khom người bái hạ, quát to cung chúc Mã Cung Phụng kỳ khai đắc thắng, vinh thăng tam giáp Cung Phụng. Không có trả lời, Mã Cung Phụng vội vàng lập công, đã là đi xa, đợi hắn bóng người hoàn toàn biến mất lúc, Lý trưởng lão hai người mới chậm rãi đứng lên, liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ nói, được, tới tay công lao lại đưa ra ngoài. Đúng vậy a. Liên tục không ngừng gật đầu, Tào chấp sự lớn nhất đồng cảm. Thế nhưng là nghe được lời này, Lý trưởng lão lại là sắc mặt trầm xuống, nhất thời lại ba một tiếng, lại cho hắn cái vang dội cái tát, là cái giám A, thành sự không có bại sự có dư đồ vật, đi tông môn miệng chuẩn bị cung nghênh Mã Cung Phụng khải hoàn đi. Ách, Lý trưởng lão, chúng ta đi cung nghênh. Nói nhảm, phần này công lao ngươi không muốn dính. Hắn ăn thịt, chúng ta dù sao cũng phải ăn canh A. Dù nói thế nào tình báo này cũng là chúng ta cung cấp đúng không? Mi mắt không khỏi hơi hơi lắc một cái, Lý trưởng lão hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa sầu hắn liếc một chút, khinh miệt nói, nếu là chúng ta tại trong chuyện này liền mặt đều không lộ, thì thật liền canh đều uống không đến, hoàn toàn bị lão nhi kia đem trọn kiện công lao độc chiếm, ngươi cam tâm lão tử còn không cam tâm đây, hừ. Hất lên ống tay áo, Lý trưởng lão nhất thời rời đi. Tào chấp sự trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng rất là vui vẻ đuổi theo. Đúng a, lớn như vậy con cá, hắn dù sao cũng phải uống chút canh cá a, ha ha ha. Kết quả là, hai cái này muốn đoạt công lão ra hỏa, liền bốc lên gió tuyết đầy trời, yên tĩnh địa đứng lặng tại tông môn miệng, không sợ giá lạnh gió lạnh, thì đứng như vậy, chỉ còn chờ cái kia 10 vị cung phụng trở về, hát vang khải hoàn, cùng bọn hắn xen lẫn trong một đạo, dính công huân hỉ khí. Thế nhưng là rất hiển nhiên, sự tình cũng không phải là như bọn họ đoán trước như vậy, bởi vì lần này bọn họ đá cũng không phải bình thường tấm sắt, mà chính là cứng rắn đến không thể lại cứng rắn thép tấm. Nửa canh giờ về sau, tông môn kết giới chỗ ông một tiếng không gian ba động vang lên, Lý trưởng lão hai người gặp, không khỏi nhất thời hai mắt tỏa sáng, liền muốn tiến lên nghênh đón. Nhưng là, bá một tiếng, một đạo hắc ảnh lóe qua, một cái quen thuộc khuôn mặt lại là nhất thời xuất hiện tại bọn hắn trước mặt.
không phải cái kia tràn đầy phấn khởi ra ngoài bắt trộm Mã Cung Phụng, lại là người phương nào. Thế nhưng là giờ này khắc này, Mã Cung Phụng bộ dáng lại không phải giống bọn họ tưởng tượng như thế cao hứng bừng bừng, kỳ khai đắc thắng, ngược lại là bẩn thỉu, một trận chật vật, phảng phất là bại trận binh lính giống như, vội vàng hấp tấp trốn về đến. Ây, Mã Cung Phụng, ngài đây là... Thấy tình cảnh này, Lý trưởng lão hai người vội vàng nghênh tiếp, một mặt kinh ngạc nói, người kia. Ngài bắt đến à? Ba ba. Thế mà, còn không đợi bọn hắn mở miệng, Mã Cung Phụng vừa thấy là hai người bọn họ, liền nhịn không được lúc này hất lên hai cái bàn tay, tại bọn họ trên hai gò má oán hận vung qua, đầy mặt bi phẫn, mắng to lên tiếng, em gái ngươi, các ngươi còn có mặt đề cập với ta người kia. Thật sự là thảo ngươi tổ tông, không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội A, các ngươi liền đối phương địa vị đều không làm rõ ràng được, thì dám để cho lão phu dẫn người đi bắt người. Thực sự là, lão phu bây giờ nghĩ bóp chết các ngươi hai cái tâm đều có. Ây, Mã Cung Phụng, ngài cái này là ý gì, sẽ không phải liền ngài cũng không có cách nào. Mi mắt không khỏi lắc một cái, Lý trưởng lão nhất thời giật mình, trong lòng hoảng hốt. Thế nhưng là, còn không đợi hắn lời nói xong, một tiếng ầm vang tiếng vang, Hải Dương Tông cửa cái kia vô hình kết giới, đúng là hung hăng run rẩy lên, tiếp lấy bang lang một tiếng, hoàn toàn băng vỡ đi ra. Mà tại kết giới kia băng cách chỗ, một đạo khuôn mặt lạnh lùng uyển chuyển nữ tử, lại là nhất thời thân ảnh hiện ra, trên mặt đều là hoàn toàn phẫn nộ chi sắc, nghiến răng nghiến lợi. Mã Cung Phụng nhìn thấy nàng thế mà đuổi theo, không khỏi nhất thời run một cái, vội vàng hướng rúc về phía sau. Dường như thụ cái gì kích thích giống như, căn bản không dám cùng nữ tử kia đối mặt. Xoát xoát xoát. Đúng lúc này, mấy ngàn nói tiếng xé gió nhất thời vang lên, chỉ chốc lát sau, Hải Dương Tông toàn bộ cao thủ đã là nhất thời xuất hiện ở đây, cuồn cuộn khí thế cường đại ùn ùn kéo đến hướng nữ tử kia áp đi, tràn đầy sát phạt ngoan lệ chi sắc. Thế nhưng là nữ tử kia lại như gió nhẹ quất vào mặt giống như, không để ý chút nào, chỉ là một đôi lãnh mâu. Vẫn tại nhìn chằm chằm không ngừng tại hướng, về, sau e ngại lùi bước Mã Cung Phụng, không nhúc nhích, trong mắt là trần trụi sát ý. Đạp đạp đạp, từng đạo rõ ràng tốc độ vang lên, một cái thân mặc mãng phục, khuôn mặt cương nghị trung niên nam tử đi đến trước mặt mọi người, hung hăng nhìn chằm chằm nữ tử kia, cất cao giọng nói, tại hạ Hải Dương Tông Tông chủ, bộ hành vân, cô nương người nào, dám hủy ta Tông Tông môn kết giới, không sợ chết sao? Hừ hừ. Hải Dương Tông Tông chủ bộ hành vân. Khóe miệng xẹt qua một đạo lạnh lẽo đường cong, nữ tử kia một mặt cười nhạo nói, quả nhiên người như tên, không may mắn cực kỳ đâu. Lão nương cùng tiểu tử kia có thù, đuổi theo tiểu tử kia thương đội êm đẹp, cùng các ngươi có nửa xu quan hệ. Các ngươi hết lần này tới lần khác muốn đụng tới trở ngại cô nãi nãi, hơn nữa còn ba lần bốn lượt đều là như thế. Cùng con ruồi đồng dạng, không về không, các ngươi không ngại phiền, cô nãi nãi đều ngại phiền. Thẳng thắn đầu các người ổ ruồi này, bớt phiền. Mi mắt nhìn không được run run, bộ hành vân thật sâu liếc nhìn nàng một cái, lại là suy cười ra tiếng, đầu ta Hải Dương Tông. Khẩu khí thật là lớn, cô nương cho là mình là ai a, đừng thổi như bức, chọc người chế nhạo. Lời vừa nói ra, vây xem mọi người đều là nhìn không được cười to lên, nhìn về phía nữ tử kia ánh mắt, tràn đầy vẻ khinh miệt. Chỉ có cái kia Mã Cung Phụng tựa hồ biết chân tướng, một mặt địa run rẩy không dám nhúc nhích. Ta là người như thế nào? Khóe miệng xẹt qua một đạo tà mị đường cong, nữ tử kia đảo mắt liếc một chút cái kia đã câm như hến Mã Cung Phụng liếc một chút, không khỏi suy cười ra tiếng, cũng không biết ta là người như thế nào, thế mà thì dám phái người đến trở ngại bản cô nương chuyện tốt, xem ra ngươi người này còn thật không may mắn a. Như vậy ngươi thì cho ta dựng thẳng lên ngươi lỗ tai nghe kỹ, bản cô nương chính là Trung Châu Kiếm Tinh Đế Quốc. Lão tổ tông thân sắc lãnh vũ kiếm vương, Bách Lý Ngự Vũ là vậy. Cái gì, cửu kiếm vương? Trong mắt nhìn không được cùng nhau co rụt lại, mọi người tại đây nhất thời tất cả đều hít sâu một hơi, không thể tin nhìn lấy cái kia Bách Lý Ngự Vũ, toàn thân run rẩy, cứng ngắc bất động. Lý trưởng lão cùng cái kia Tào chấp sự thì càng là mắt trợn tròn, bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, bị bọn họ một mực coi là cá lớn Trung Châu thám tử, đúng là cửu kiếm vương dạng này cao thủ. Khó trách đi người tất cả đều bị chết rối tinh rối mù a. Đụng phải cửu kiếm vương, người còn muốn cái gì hạ chàng? Mà cửu kiếm vương nghiêm chỉnh mà nói, thật là điều cá lớn, mà lại là lớn đến không thể lại lớn cá lớn. Mấu chốt là, con cá lớn này,
bọn họ toàn tông trên dưới liên thủ đều ăn không vô a. Da mặt nhịn không được hung ác run rẩy, Bộ Hành Vân không khỏi ừng ực một tiếng, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, trong lòng cũng là một trận lo sợ, sau đó tức giận nhìn hướng phía dưới mọi người, mắng to lên tiếng, mẹ hắn, con mẹ nó ai đem Cửu Kiếm Vương cho bản tông dẫn tới, đứng ra cho ta. Trên mặt tràn đầy ủy khuất chi sắc, cái kia Mã Cung Phụng run rẩy địa đứng dậy, sắp khóc đi ra. Ừ, là ngươi lão gia hỏa này a. Thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí, Bộ Hành Vân hận đến nghiến răng nghiến lợi, song quyền nhịn không được địa nắm lại, đã muốn làm tức lăng chỉ hắn. Thế nhưng là rất nhanh, cái kia Mã Cung Phụng dường như lại làm tức tỉnh táo lại, vội vàng ôm quyền nói, chờ một chút tông chủ, việc này nó không tệ ta à, đều là. Nói, Mã Cung Phụng bỗng nhiên vừa quay đầu, vừa nhìn về phía cái kia Lý trưởng lão, ba một tiếng liền vung hắn một cái vang dội bàn tay. Mắng to lên tiếng, đáng chết xúc sinh, ai để ngươi đem Cửu Kiếm Vương dẫn tới, còn hại chết nhiều như vậy bản tông huynh đệ. Mã Cung Phụng, tông chủ ta. Khóe miệng cũng là nhịn không được run run, Lý trưởng lão đầy bụng ủy khuất, sau đó liền lại bỗng nhiên quay người lại, nhìn về phía cái kia một mặt khổ bức Tào chấp sự, tay nâng trưởng rơi, ba một tiếng, lại tại trên mặt hắn lưu lại một đỏ tươi trưởng ấn, quát mắng liên tục, đáng chết đồ vật, bản tông những cái kia quy nguyên, dung hồn huynh đệ. Toàn mẹ hắn là bị ngươi hại chết, ai để ngươi đi gây Cửu Kiếm Vương. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Tào chấp sự kìm nén đến sắp khóc đi ra, tông chủ, Mã Cung Phụng, Lý trưởng lão minh xét, lần này tình báo có sai, thật không tệ ta, đều là tiền kia nhà tiền. Ách, Tào chấp sự quay đầu xem xét, vốn định lại bắt cái dê thế tội, nhưng là đáng tiếc, Trác Phàm một đoàn người sớm đã cao chạy xa bay, nơi này căn bản nhất kẻ cầm đầu thì thừa hắn là muốn bắt đều bắt không được. Chỉ có thể chính mình thụ lấy, sau đó chỉ có thể lộ ra một bộ khóc tang mặt cho mọi người, giải thích nói ta cũng là nghe tiền ra cái kia quản sự tình báo, mới đi bắt chúng châu thám tử, ai ngờ là Cửu Kiếm Vương A. Đáng chết đồ vật, không có kiểm chứng căn cứ, tin đồn lời nói đều có thể tin. Quả thực chết không có gì đáng tiếc, hừ. Hung hăng cắn răng một cái, Bộ Hành Vân không khỏi mắng to một tiếng, sau đó vội vàng nhìn về phía Bách Lý Ngự Vũ, khom người nói. Lãnh Vũ Kiếm Vương, lần này hoàn toàn là hiểu lầm, đều là mấy cái này cậu vật tùy ý tin vào lời đồn gây nên, ngài muốn đánh phải phạt theo ngài xử trí. Mà lại hiện tại Trung Châu cùng Bắc Châu còn chưa khai chiến, chúng ta cũng chỉ là chuẩn bị chiến đấu, cũng chưa hoàn toàn vạch mặt, ngài có phải hay không trước di giá nơi khác, miễn cho thương tổn mọi người hòa khí. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, Bách Lý Ngự Vũ không khỏi lúc này che miệng nhẹ cười rộ lên, tràn đầy giễu cợt nói, Bộ Hành Vân. Ngươi thật là có gan, song phương đều muốn khai chiến, ngươi còn cùng ta hòa đàm khí, từ đâu mà đến? Ha ha ha, mỗi lần giữa song phương mâu thuẫn, còn không phải Hải Minh Tông dẫn đầu, Âu Dương Lăng Thiên xung phong a, chúng ta chỉ là gõ cổ vũ mà thôi, cùng quý quốc thật không có gì lớn cửu oán. Kẻ bất lực. Không đợi hắn nói hết lời, Bách Lý Ngự Vũ đã là trong mắt tinh mang lóe lên, khinh miệt lên tiếng, thân là Bắc Châu Ngũ Tông. Địch nhân đánh tới cửa thế mà chỉ muốn tránh né, không có một chút hộ vệ chi tâm, nghênh địch chi dũng, liền tiểu tử kia một cái thần chiếu cảnh cũng không bằng, hắn chả dám ở bản cô nãi nãi trước mặt dựa vào lý lẽ biện luận đây. Nhưng là các ngươi thân thể dựa vào đại tông môn, lại không mảy may đảm đương cùng khí phách, muốn các ngươi tại Bắc Châu trấn thủ, thì có ích lợi gì chỗ? Hừ, cùng phế vật không có gì khác biệt. Đã như vậy, bản cô nương hôm nay thay Bắc Châu làm chuyện tốt, thanh trừ một số đạp nát tốt. Nói không chừng lần sau gặp lại Âu Dương Lăng Thiên, hắn trả đến cảm ơn ta đây, ha ha ha. Trên mặt biến ảo không ngừng, Bộ Hành Vân sắc mặt dần dần lạnh xuống đến, nghiến răng nghiến lợi, nói như vậy, cô nương là không chịu nhượng bộ. Ngươi cho là thế nào? Hừ hừ. Tốt, đã như vậy, ta Hải Dương Tông nếu là lại nhượng bộ, thì không còn gì để nói. Ánh mắt khẽ híp một cái, Bộ Hành Vân hung hăng cắn răng một cái, hét lớn lên tiếng. Bách Lý Ngự Vũ, ta biết các ngươi Cửu Kiếm Vương lợi hại, nhưng người khác coi thường chúng ta một tông chi lực, tốt xấu chúng ta cũng có mấy trăm quy nguyên cường giả, đỉnh phong cảnh càng là mấy cái gần trăm người số lượng, bằng ngươi một người, muốn kháng ta một tông, chưa hẳn liền có thể lấy đến chỗ tốt gì. Nói trắng ra, ngươi cũng chỉ là cái quy nguyên đỉnh phong mà thôi. Mi mắt nhẹ nhàng vẩy một cái, Bách Lý Ngự Vũ thật sâu liếc hắn một cái, lại là suy cười ra tiếng, thật sao, vậy thì tốt. Thử nhìn một chút. Tiếng nói vừa tới, Bách Lý Ngự Vũ chợt sắc mặt lạnh lẽo, thân thể lắc một cái,
gió tuyết đầy trời đúng là ngột đến một chút, toàn bộ ngừng lại. Sau một khắc, bầu trời như xé rách đồng dạng, phát ra tia chớp màu bạc, kiếm khí bay tứ tung, nói ánh kiếm, xé không liệt địa. Mỗi một đạo kiếm khí bay qua thương khung, đều phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt đồng dạng. Chỉ một thoáng, vốn là tuyết bay ngập trời thế giới, biến thành một bộ ngân sắc không gian, mỗi một chỗ, mỗi khắp ngõ ngách, đều là kiếm khí màu bạc tại quát tháo phong vân. Mà bị kiếm khí màu bạc kia chỗ đụng phải tất cả mọi thứ, đều không có gì bất ngờ xảy ra chỗ, toàn bộ hóa thành bụi phấn. Dường như cái thế giới này đã hoàn toàn do nàng Bách Lý Ngự Vũ chúa tể, không ai có thể chạy thoát được trong lòng bàn tay hắn. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi nhất thời hoảng hốt, trên đầu mồ hôi lạnh đều là như là thác nước chảy ra. Toàn bộ Hải Dương Tông toàn bộ mấy chục ngàn cao thủ, tại một nữ tử trước mặt, lại dường như con kiến hôi đồng dạng, câm như hến, sinh mệnh mặc cho đoạt, không có chút nào tự chủ chi lực. Bộ Hành Vân giống to một tiếng, toàn thân khí thế đại phóng, đột ngột đến hướng Bách Lý Ngự Vũ phóng đi, còn lại quy nguyên cao thủ gặp này, cũng cùng nhau đuổi theo, một bộ quyết tử chi tâm, toàn lực xuất kích. Bỗng dưng, bầu trời ngân mang bay chảy nước, mặt đất nguyên lực đập vào, ầm ầm tiếng vang, vang vọng không trung ở giữa, lại là chấn động đến thiên địa lại không an bình, giống như tu la địa ngục lâm thế. Trác Phàm xa giá vẫn tại mênh mông tuyết trên đường lao vụt, nhìn lấy đầu đỉnh trời hư không bộ kia kỳ cảnh, mắt trần có thể thấy, liền không gian đều đang rung động âm ba, trong mắt mọi người bất giác tràn đầy vẻ kinh dị, kinh hãi không thôi. Cho dù là Trác Phàm, lần này cũng ít có thông qua cửa sổ, hướng ra phía ngoài quan sát một phen lúc này thiên địa dị cảnh, trong mắt không khỏi xẹt qua một tia kinh dị đến, thở dài một hơi, âm thầm gật đầu. Quy nguyên cao thủ, đã có thể trưởng khống thiên địa chi lực, quy nguyên tu giả ở giữa tranh đấu, xét đến cùng chỉ là thiên địa lực lượng trưởng khống mà thôi. Nhưng là bây giờ, Bách Lý Ngự Vũ chỉ bằng vào lực lượng một người, liền có thể chấp trưởng thương khung, ép tới toàn bộ Hải Dương Tông cao thủ liền khí đều thở không lên đây, thì càng đừng đề cập tá thiên địa lực nói. Cửu kiếm vương chi uy, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe được lời này, bọn người người cũng không nhịn được khẽ gật đầu, âm thầm tắc lưỡi. Lấy một người áp một tông, cửu kiếm vương thực lực, quả nhiên biến thái cực kỳ cái nào. Hu! Thế mà, còn không đợi mọi người kinh dị tại cái này đầy trời dị trở nên cường hãn thực lực, ngay tại phi nhanh bôn tẩu linh thú xa giá, lại là chợt tê minh một tiếng, bỗng dưng dừng lại. Trong xe người cũng là một cái lắc lư, kém chút không có bị cái này đột nhiên ngừng chi lực cho vung ra xe đi. Chờ xe này điều khiển hoàn toàn bất động, mới có một gã hộ vệ rèm xe vén lên, hướng ra phía ngoài xem, lại là nhất thời tròng mắt co rụt lại, vội vàng quay đầu nhìn về phía Trác Phàm nói tiên sinh, bên ngoài. Đến a, ha ha ha. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm dường như đã biết cái gì giống như, hoàn toàn không để bụng, sau đó chậm rãi vén rèm lên, nhìn về phía trước, lại chính gặp một đội hơn 10 người nhân mã, chính đứng bình tĩnh lập tại bọn hắn tiến lên trên đường. Người cầm đầu là cái chín thước trên dưới cương nghị lão giả, còn lại mười mấy người thì là mười phần kính cẩn nghe theo địa đứng tại phía sau hắn, ngoan ngoãn, sắc mặt bình tĩnh. Mi mắt thật sâu nhăn lại, một vị hộ vệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, bọn họ là ai, muốn làm gì? Chúng ta phải đợi người, là tới gặp ta. Lôi kéo Tước Nhi chậm rãi xuống xe, Trác Phàm thật sâu hít một hơi, xa xa nhìn về phía cái kia xương cốt cứng rắn lão nhân, trong mắt đột nhiên ánh sao lóe lên. Đạm mạc lên tiếng, bất bại kiếm tôn, Bách Lý Ngự Thiên, chúng ta rốt cục gặp mặt. Cái gì? Trong mắt nhịn không được co rụt lại, mọi người bất giác nhất thời kinh hãi, trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Hắn cũng là năm châu đệ nhất cao thủ, bất bại kiếm tôn, Bách Lý Ngự Thiên. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây đây, cản đường đi của chúng ta lại là ý gì? Nhìn lấy mọi người cái kia vẻ kinh ngạc, có thậm chí vẫn còn có chút không thể tin được. Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, chỉ lão giả kia một đoàn người nơi ở, sâu xa nói các ngươi nhìn, chỗ của hắn khu vực như thế nào. Nghe được lời này, mọi người mới ngẩng đầu nhìn lại là chấn động, sắc mặt bỗng dưng liền cứng đờ. Chỉ thấy từ Hải Dương Tông chỗ đó bắt đầu, một mực kéo dài mấy trăm cây số, đều là Bách Lý Ngự Vũ ngân mang xé trời, kiếm khí bay tứ tung, chỉ có lão giả kia vị trí, một mảnh gió êm sóng lặng, mảy may không bị quấy nhiễu. Thậm chí chỉ là cách nhau một đường, chính là hai cái khu vực, một phương sôi trào mãnh liệt, dao động hãi lãng, một phương bình tĩnh giống như hồ, tĩnh như xử nữ, rất là kỳ dị.
ta muốn trong thiên hạ, cũng chỉ có Bách Lý Ngự Thiên, có thể áp kềm chế được kiếm vương khí thế, không cho thiên địa lực lượng, bị mảy may quấy nhiễu đi. Ngửa mặt lên trời thật sâu nhìn một chút bầu trời, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, liền lôi kéo Tước Nhi tay nhỏ, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh dị bên trong, chậm rãi hướng Bách Lý Ngự Thiên nơi đó đi tới, bình tĩnh mà tự nhiên. Mà Bách Lý Ngự Thiên, cũng lại yên lặng nhìn lấy hắn, không nói một lời, chỉ chờ hắn đến gặp nhau. Bạch! Thế nhưng là, đúng lúc này, Bách Lý Ngự Thiên một đoàn người bên trong, một đạo hắc ảnh lại là bỗng dưng lóe ra, nhất thời hướng Trác Phàm hung hăng phóng đi, mãnh liệt sát khí, ép thẳng tới Trác Phàm mặt. Thiên Ma Sơn dưới sự cai trị thật đúng là tương đương nghiêm cẩn, lệnh ái vừa mới một chiêu kia, lão phu cảm thấy đã là tương đương hoàn thiện, nghĩ không ra tiên sinh còn như thế khắc nghiệt a. Đợi Trác Phàm giáo huấn hết chính mình nữ nhi, Bách Lý Ngự Thiên thật sâu nhìn hắn thật lâu, hoặc là nói là quan sát hắn rất lâu, mới lại đạm mạc lên tiếng, cười khẽ không ngừng. Mỉm cười địa khoát khoát tay, Trác Phàm hơi cúi thân thể, từ chối cho ý kiến, Kiếm Tôn đại nhân chê cười, hai tử tính trẻ con chưa phai mờ, một chiêu một thức qua loa cho xong chuyện, khó tránh khỏi còn có sơ hở. Nếu như không tuân tiểu quản dạy, để cho nàng tạo thành như thế trệ biếng nhác phẩm tính, tương lai nhưng đối với nàng một chút tràn ra đều không có, lại làm sao có thể đuổi kịp cùng thế hệ tốc độ. Làm sao, nhỏ như vậy quỷ, các ngươi Thiên Ma Sơn còn có một nhóm lớn cùng thế hệ sao? Khóe miệng có chút co lại, Bách Lý Ngự Thiên không khỏi càng là trong lòng run lên, một trái tim thăm thẳm trúy lên, bọn người người cũng là mi mắt mãnh liệt run run, hai con mắt bên trong tràn đầy vẻ kiêng dè. Thiên Ma Sơn này quy mô, đến tột cùng lớn bao nhiêu a? Chẳng lẽ nhỏ như vậy quái vật, là thành tốt sinh sản sao? Vừa nghĩ đến đây, tại chỗ tất cả mọi người, bao quát Bách Lý Ngự Thiên cùng bốn vị kiếm vương ở bên trong, lưng đều là đang liều lĩnh hàn khí. Một cái tông môn hoặc gia tộc, ra một cái quái thai hoặc nghịch thiên nhân vật đã là kỳ tích, nhưng nếu là vừa ra một nhóm lớn, đây tuyệt đối là tràng tai nạn, đối toàn bộ thiên hạ tai nạn. Có lẽ đối với Nam Châu tới nói, chỉ có một cái bất bại kiếm tôn, nhưng đối Thiên Ma núi mà nói, lại xa không biết bao nhiêu thiếu không bại. Mà không bại nhiều, liền cũng tầm thường, không thể lại xưng là bất bại. Mi mắt thật sâu nhăn lại, bất bại kiếm tôn cùng Trác Phàm càng là nói chuyện với nhau, càng là kinh hãi, nhưng cũng càng nghĩ nói chuyện với nhau tiếp tục tìm tòi, liền nỗ lực để cho mình lộ ra một cái vẻ mặt vui cười, biểu hiện được tận lực bình thản lên. Thế nhưng là thái độ dĩ nhiên đã không giống bình thường như vậy cuồng bá, phản mà hiển lộ hết khiêm tốn chi sắc. Thiên Ma Sơn nhân tài đông đúc, lão phu bội phục. Thật sâu ôm một cái quyền, Bách Lý Ngự Thiên nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, trong mắt tinh mang lóe lên, bình tĩnh lên tiếng, chỉ là không biết tiên sinh xưng hô như thế nào, lần này tới đến Bắc Châu nội địa, lại vì chuyện gì đâu. Dương mắt nhẹ liếc một cái hắn, Trác Phàm cũng là khom người hoàn lễ, một mặt bình tĩnh cười nói, Kiếm Tôn đại nhân quá khen, lúc trước tại hạ đã cùng Quý Quốc lãnh Vũ Kiếm Vương đánh qua đối mặt, báo qua tục danh. Tiền phàm là vậy. Nghĩ đến đại nhân đã nghe qua, mà lần này tới Bắc Châu mục đích, ha ha ha. Tuyệt đối cùng đại nhân không có bất kỳ cái gì xung đột, đại nhân yên tâm chính là. Tiên sinh theo Thiên Ma Sơn đến, lại là trong nháy mắt nhập tiền ra quản sự chức, như thế đường đột, chỉ sợ tục danh cũng chưa hẳn là thật a, lão phu há có thể tin hết. Ánh mắt khẽ híp một cái, Bách Lý Ngự Thiên đạm mạc lên tiếng, đến Vu tiên sinh tới đây mục đích. Tiên sinh như không thể nói rằng, lão phu lại có thể yên tâm, không phải hướng ta Trung Châu người mà đến. Dù sao, Thiên Ma Sơn danh hào mới đầu xuất hiện tại Tây Châu, khiến lão phu không thể không phòng. Nói, Bách Lý Ngự Thiên đã là hướng về Trác Phàm lại tầng tầng ôm quyền, tuy là đại lễ, nhưng cũng tràn đầy kiên định, mời tiên sinh vì lão phu giải tỏa nghi vấn, chớ có khiến hai nhà sinh ra cái gì hiểu lầm mới là. Thiên Ma Sơn ẩn không thế ngoại rất lâu, không tham Nam Châu sự tình. Còn có cần gì giải thích? Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, lộ ra thâm bất khả trắc cảm giác, sâu xa nói, Kiếm Tôn đại nhân từ quản làm các ngươi sự tình, chỉ cần không trở ngại đến chúng ta nước giếng không phạm nước sông, cáo từ. Lời nói xong, Trác Phàm đã là khẽ gật đầu, lôi kéo Tước Nhi tay hướng về sau chuyển đi, đã là chuẩn bị ngồi xe rời đi. Thế nhưng là đúng lúc này, Bách Lý Ngự Thiên lại là bỗng nhiên lần nữa đụng một tiếng ôm quyền, mạnh chấn động mạnh sóng chấn động đến thiên địa một trận run rẩy, chói tai phong minh liền thương đội những cái kia dung hồn cao thủ đều ngăn không được địa che lỗ tai,
cảm xúc chập trùng, thì càng không nói đến những cái kia kéo xe cấp 3 linh thú nhóm, càng là tê minh không ngừng, dọa đến mấy chục điều tráng kiện bắp đùi đều mềm, đụng đến một chút thì quỳ ngã xuống, câm như hến, run lẩy bẩy. Thân thể hơi chậm lại, Trác Phàm vừa đi chưa được hai bước thân thể ngột đến đình chỉ, trong mắt lạnh lẽo, thăm thẳm lên tiếng, kiếm tôn đại nhân, cái này là ý gì? Không có ý gì, chỉ là tiên sinh nếu không nói rõ quý tông đến đây mục đích, nếu là chúng ta song phương lên cái gì hiểu lầm, chẳng phải hỏng bét. Lão phu muốn xác minh điểm ấy, cũng là tại vì mọi người cân nhắc a. Nhìn chằm chằm Trác Phàm bóng lưng, Bách Lý Ngự Thiên một mực tại nhìn hắn phản ứng. Đến một lần vô luận như thế nào, hắn xác thực muốn dò thăm Thiên Ma Sơn chuyến này mục đích mới là, đến tột cùng là bạn hay địch, hoặc là chỉ là cái người qua đường, nhất định phải sớm tra rõ ràng mới là. Nếu không sau cùng thời khắc mấu chốt, đột nhiên phát hiện lại một cường địch xuất hiện, mình bị đánh trở tay không kịp, chẳng phải thất bại trong gang tấc. Phòng bị nhiều năm như vậy, lần này song công tại chiến dịch, tình thế bắt buộc bất bại kiếm tôn, cũng sẽ không sơ hở như thế nhỏ bé khác biệt. Thứ hai, hắn chính là lần nữa thăm dò Trác Phàm sâu cạn. Tuy nói tiểu lợi hại, đại tuyệt đối cũng không kém đi đến nơi nào, nhưng tận mắt chứng kiến một phen, tâm lý có cái cơ sở, đối sau này lần nữa mặt đối Thiên Ma Sơn nhân, cũng khá một cái cân nhắc. Bởi vậy, lần này hắn cái này liền ôm quyền, nhìn như cương mãnh bá đạo, hòn đá ném vỡ bầu trời, lại là trong cương mang nhu, trong bông có kim, không nói ra tính kế cùng tâm tư. Dù sao cũng là gần vạn năm lão quái vật, đã không là đơn thuần võ phu, cái này điểm tâm tính vẫn là có. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm không khỏi thở sâu, đạm mạc gật đầu, cũng đúng, kiếm tôn lời ấy xác thực không phải là không có đạo lý. Dù sao, lần này làm việc, chúng ta Thiên Ma Sơn cũng không muốn người khác quấy rầy. Ha ha ha, kiếm tôn đại nhân, xin ngài yên tâm, người mục tiêu là Nam Châu khắp nơi, thậm chí là ngũ đại thần binh. Nhưng chúng ta không giống nhau. Chúng ta mục đích chỉ có một cái. Bắc Hải Hải Yêu. Cái gì, Bắc Hải Hải Yêu? Trong mắt nhịn không được co rụt lại, không ngừng Bách Lý Ngự Thiên, cho dù là thân thể bốn kiếm sau vương, cũng là không khỏi giận nảy cả mình. Bởi vì bọn hắn biết, Bắc Hải Hải Yêu lợi hại, Bắc Châu đệ nhất cao thủ, Âu Dương Lăng Thiên, thực lực tương đương tại Trung Châu cửu kiếm vương tồn tại, tại Bắc Hải Hải Yêu thủ hạ, liền một hiệp đều đi không đến liền thua trận. Có thể thấy được Bắc Hải Hải Yêu cường hãn. Đoán chừng, cho dù là Bách Lý Ngự Thiên hôn lên, cũng rất khó chống đỡ. Tuy nói vị này bất bại kiếm tôn vẫn chưa cùng cái kia Hải Yêu giao thủ qua, nhưng thông qua cái này Âu Dương Lăng Thiên nhất chiến, chỉ ít có cái so với. Cửu kiếm vương thực lực, tuy nói không kịp Bách Lý Ngự Thiên, nhưng tối thiểu có thể cùng hắn vượt qua 5-6 chiêu, thậm chí 10 chiêu trong vòng bất bại, nhưng ở Bắc Hải Hải Yêu thủ hạ, lại là một chiêu chưa qua liền trực tiếp thua trận. Bên trong mạnh yếu cách xa, tất cả mọi người trong lòng đều hết sức rõ ràng. Không qua một chiêu, cùng không qua năm chiêu, mặc dù chỉ là số lượng chữ mà thôi, trung gian cũng chỉ là bốn chiêu chênh lệch thôi, lại là một trời một vực. Bởi vì để cửu kiếm vương không qua năm chiêu, cái này đã là bất bại kiếm tôn phòng tuyến cuối cùng, muốn rút ngắn cái này năm chiêu chênh lệch, lại là khó hơn lên trời. Nhưng là cái kia Hải Yêu lại làm cho cửu kiếm vương không qua một chiêu, lại là thâm bất khả trắc. Dù sao một chiêu này, đã là bắt đầu, cũng là kết thúc, cho dù một cái 3 tuổi hài đồng gặp phải Hải Yêu, cũng chỉ là một chiêu mà thôi, thiên huyền cảnh cũng là một chiêu, thần chiếu cảnh cũng là một chiêu, cửu kiếm vương vẫn là một chiêu, nói không chừng liền xem như hắn bất bại kiếm tôn hôn lên, cũng vẫn là một chiêu mà thôi. Một chiêu này vô cùng vô tận, không qua một chiêu, thì dò xét không đến Hải Yêu sâu cạn, nhưng hắn bất bại kiếm tôn, đã có sâu cạn, có phần cuối. Cho nên hắn lần này đến đây, cũng là có ý đánh với Hải Yêu một trận, nhìn xem chính mình chênh lệch, phải chăng còn có tinh tiến chỗ, phải chăng còn không đủ chi địa. Nhưng là bây giờ, Trác Phàm thế mà trực tiếp liền nói bọn họ mục đích là Hải Yêu, lại là để hắn vị này bất bại kiếm tôn, ngăn không được trong tâm phía dưới kinh hãi, lại là nhất thời loạn lòng người, khẩn cấp hỏi tiên sinh mục đích là Hải Yêu. Các ngươi muốn làm gì? Thu phục hắn. Khoác lác không lên thuế. Trác Phàm không chút do dự thì kéo ra một cái vô cùng lớn cớ, mà lại trên mặt còn một tia chấn động không có, cùng nói thật một dạng, lại là để tại chỗ tất cả mọi người không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt không thể tin nhìn về phía hắn, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Riêng là bất bại kiếm tôn, càng là bất khả tư nghị nói thu phục hắn. Phải biết,
hắn nhưng là tùy tiện để Âu Dương Lăng Thiên bại Bắc Quái Vật, các ngươi dựa vào cái gì thu phục hắn? Dựa vào cái gì? Khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, suy cười ra tiếng, thì dựa vào chúng ta là Thiên Ma Sơn. Vừa mới nói xong, Trác Phàm lôi kéo Tước Nhi tay tiếp tục hướng xa giá bên kia đi trở về, lại là để Bất Bại Kiếm Tôn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thiên Ma Sơn, thật có dạng này năng lực, thu phục Bắc Hải Hải Yêu như thế hung quái, lại còn nói đến cùng ăn cơm uống nước đồng dạng nhàn nhạt, chẳng lẽ Thiên Ma Sơn này thật đã mạnh đến tình trạng như thế? Trong mắt ngăn không được địa run rẩy, Bất Bại Kiếm Tôn hai con người hung ác độc, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, song quyền cũng chăm chú địa nắm lại đến, bỗng dưng hét lớn, chờ một chút. Kít! Thân thể trì trệ, Trác Phàm lần nữa dừng thân ảnh, bỗng dưng quay đầu nhìn qua, nhìn lấy Bất Bại Kiếm Tôn cái kia phẫn nộ khuôn mặt, lại là cười khẽ một tiếng, thế nào, Kiếm Tôn đại nhân còn có gì chỉ giáo? Bắc Hải Hải Yêu hung tàn cuồng bạo, thế nhân đều biết, lão phu cũng không dám nhẹ thử phong mang. Ánh mắt không khỏi híp mắt lên một đầu tuyến, Bách Lý Ngự Thiên đầy mặt âm trầm, lạnh lùng xuất khẩu, trên thân khí thế cường đại ngăn không được hướng bên ngoài tản ra, cả thiên không đều biến đến tối tăm lên, cuồn cuộn lôi mang như ẩn như hiện. Nhưng là hôm nay tiên sinh lại đối Hải Yêu một chuyện, như thế chẳng thèm ngó tới, tựa hồ dễ như trở bàn tay đồng dạng. Cái này khiến lão phu thế nhưng là khó có thể tán đồng a, nếu là tiên sinh thật có này có thể, không ngại trước qua lão phu cửa này, lại đi hội cái kia Hải Yêu như thế nào. Vừa dứt lời, nhưng ngửi một tiếng bổ tiếng sét đánh nổ vang, toàn bộ bầu trời bỗng dưng liền hóa thành một mảnh bầu trời màu tím, nói đạo kiếm khí lôi mang lấp lóe bên trong. Bách Lý Ngự Thiên trên thân sát khí càng là ngăn không được địa phóng lên tận trời, nhất thời liền đem trọn cái không gian đều chấn động địa run rẩy lên. Tựa hồ liền thiên địa cũng vì đó rung động, muốn vỡ vụn giống như. Mà lúc trước cái kia Bách Lý Ngự Vũ chỗ tạo nên ngân sắc không gian, càng là trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa, bị cái này tử sắc sấm sét thôn phệ. Bất Bại Kiếm Tôn rốt cục xuất thủ, thế bất khả kháng, uy không thể diệt. Toàn bộ thiên địa đã thành hắn một tay chúa tể, liền cửu kiếm vương cũng khó có thể cùng tranh nhau phát sáng mảy may. Đây cũng là năm châu đệ nhất cao thủ, Bất Bại Kiếm Tôn cuồng bạo thực lực. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi cùng nhau hoảng hốt, Bách Lý Ngự Lôi bọn người càng là vội vàng về sau rụt lại thân thể, để tránh bị liên lụy bên trong, một mặt vẻ mặt ngưng trọng, lão tổ tông đây là muốn xuất thủ a. Mà cái kia thương đội mọi người, thì là dọa đến sợ hãi rụt rè, chui vào gầm xe. Vùi đầu dưới đất, không dám lên tiếng, mười mấy con cấp ba linh thú, càng là cấm đoán hai mắt, cuộn mình một đoàn, liền cũng không dám nhìn. Chỉ có Trác Phàm cha con hai người, mắt thấy cái này thiên địa chi uy, sắc mặt lại là vẫn như cũ bình tĩnh như thường, chỉ là hai con mắt bên trong lại là càng lạnh lùng, thậm chí là tĩnh mịch, phảng phất tại nhìn một người chết giống như, nhàn nhạt nhìn chằm chằm đối diện Bất Bại Kiếm Tôn, không nói. Không nói. Băng lãnh đôi mắt chăm chú nhìn phía trước đạm mạc bóng người, Bách Lý Ngự Thiên đã giận không nhịn nổi, hiện ra Bất Bại chiến thần chi uy, thiên hạ không hề có tới có thể địch tồn tại. Thế nhưng là, Trác Phàm hai người nhìn lấy hắn bộ này uy phong lẫm liệt bộ dáng, lại là cứ như vậy yên tĩnh đứng đấy, không có bất kỳ cái gì hồi hộp cùng sợ hãi chi sắc, thậm chí trong mắt là so với hắn càng lạnh lùng hơn, càng tĩnh mịch ánh mắt, điều này không khỏi làm hắn đã bị phẫn nộ lấp đầy nội tâm. Lại bỗng dưng có chút thấu xương rét lạnh. Người này có ý tứ gì, chẳng lẽ đối lão phu thực lực, một chút xem thường sao? Vẫn là nói, hắn căn bản không sợ, thậm chí không tin lão phu có thể cầm hắn như thế nào. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Ngự Thiên vốn là 10 phần kiên định tâm niệm, bất giác lại có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Kiếm Tôn đại nhân xin nghĩ lại. Thế mà, đúng lúc này, Trác Phàm cái kia đạm mạc thanh âm lại là lần nữa phát lên. Băng lãnh mà lại vô tình, chúng ta lần này phụng sư mệnh đến thu phục Bắc Hải Hải Yêu, trở về cho Sơn Môn canh cổng dùng, không muốn liên lụy chuyện thế tục, cũng không muốn cùng quý quốc lên bất luận cái gì tranh chấp. Thế nhưng là Kiếm Tôn giờ phút này chuyến đi, lại là để cho chúng ta rất khó làm. Mí mắt nhìn không được lắc một cái, Bách Lý Ngự Thiên không khỏi trong lòng kinh hãi. Cái gì, đem Bắc Hải Hải Yêu thu hồi đi, là vì nhìn. Canh cổng. Thế nhưng là còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Trác Phàm liền lần nữa khoác lác không lên thuế thả cuồng ngôn nói, nếu là Kiếm Tôn đại nhân khăng khăng làm việc, chúng ta không ngại xóa đi ngươi một nhóm người, bảo đảm nhiệm vụ lần này thuận lợi. Xóa đi. Mi mắt nhìn không được lắc một cái,
Bách Lý Ngự Thiên nghe được lời này, không khỏi lần nữa kích thích cuồng ngạo chi tâm, nhếch miệng cười nhạo nói, khẩu khí thật là lớn, Thiên Ma Sơn cho dù là cường giả như rừng, nhưng ta Bách Lý gia cũng không phải ăn chay. Hiện tại ở trước mặt ngươi đều là Bách Lý gia tối cường giả, ngươi làm sao xóa đi? Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm nhìn chằm chằm hắn, lại là bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng, thế nhân ngu muội, không biết trời cao đất rộng, vốn cho rằng đứng ở phàm giai đỉnh đầu nhân vật, sẽ có chút tự mình hiểu lấy, lại ai ngờ vẫn như cũ không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân ý, vẫn là cuồng ngạo như vậy. Chúng ta Thiên Ma Sơn muốn xóa đi người, tự nhiên một cái đều chạy không. Năm đó Tây Châu Ngũ Tông như thế, hiện tại các ngươi cũng giống vậy. Vốn là nếu ta một mình xuất thủ, dù chưa thất bại, nhưng muốn cầm xuống tất cả mọi người cũng không dễ dàng, chỉ có vận dụng gia sư trước khi đi tặng cho bảo vật. Chỉ là, ai, nguyên bản đây là chuẩn bị cho Bắc Hải Hải Yêu, hiện tại dùng trên người các ngươi, quả thực lãng phí một chút. Có điều, hừ hừ, không có cách nào, thế nhân ngu muội a, tự gây nghiệt, không thể sống. Nói, Trác Phàm đã là chậm rãi nâng lên một tay, trong tay lôi linh giới chớp động lên tia sáng chói mắt, cuồn cuộn khí tức khủng bố, cũng ngăn không được địa từ bên trong phát ra, tựa hồ thật muốn xuất ra cái gì hủy thiên diệt địa đồ chơi đồng dạng. Trong mắt không khỏi hung hăng co lại, Bách Lý Ngự Thiên trong lòng cả kinh, lo sợ bất an, trên trán cũng lại ít có địa chảy ra tinh mịn mồ hôi. Hắn là không biết Thiên Ma Sơn thực lực, nhưng không biết mới là đáng sợ nhất, riêng là nhìn Trác Phàm cái kia một bộ mây trôi nước chảy, cho dù thấy hắn như thế thực lực đều mặt mũi tràn đầy khinh thường thần sắc, lại nghĩ tới cái kia 6-7 tuổi tiểu cô nương thực lực kinh khủng. Vị này luôn luôn sát phạt hung ác đoạn bất bại kiếm tôn, bình sinh lần đầu có hậu hối hận chi tâm. Chính mình vừa mới thực sự quá manh động, nếu là người này thật có cái gì kỳ vật, có thể chỉ đến Bắc Hải Hải Yêu, như vậy nhất định 10 phần khủng bố, muốn đối phó hắn cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Càng không nói đến hắn nói là, một hơi diệt nơi này tất cả mọi người, chưa hẳn thì là không thể nào sự tình. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Ngự Thiên trên đầu mồ hôi lạnh chảy ra càng nhiều, Bách Lý Ngự Lôi một nhóm người, cũng là một mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Thân thể không tự chủ lui về phía sau lấy, khẽ run lên. Đây cũng là bọn họ Cửu Kiếm Vương, tại trừ bất bại kiếm tôn bên ngoài, lần đầu đối người khác lộ ra vẻ kiêng dè đi. Bất bại kiếm tôn, Bách Lý Ngự Thiên, hôm nay rất hân hạnh được biết ngươi, nhưng là, vĩnh biệt, trong mắt tràn đầy tĩnh mịch, Trác Phàm trong giới chỉ kia bỗng dưng sáng lên ánh vàng rực rỡ ánh sáng, nóng rực mà quỷ dị, tràn ngập khí tức khủng bố. Trong mắt hung hăng lắc một cái. Bách Lý Ngự Thiên vội vàng khoát khoát tay, vội vàng nói, chờ một chút. Thế nào, kiếm tôn đại nhân còn có gì di ngôn muốn lưu? Vừa mới ngươi một mực nói phàm giai đỉnh phong, chẳng lẽ nói? Trên đời này thật có quy nguyên chi phía trên cảnh giới hay sao? Mí mắt một mực nhảy lên, Bách Lý Ngự Thiên một mặt yên lặng nhìn lấy hắn, lẩm bẩm nói. Khóe miệng xẹt qua một đạo đạm mạc mỉm cười, Trác Phàm hơi hơi gật gật đầu, đương nhiên, đế thánh hoàng linh phàm. Thiên địa năm đại luân hồi pháp cảnh, theo khi còn bé tu luyện tới quy nguyên cảnh, chỉ là phàm giai thôi. Đột phá quy nguyên, mới có thể siêu phàm thoát tục, đạt đến linh vương cảnh, trưởng khống không trung chi lực, thọ mệnh không bị hạn chế, thoát khỏi thiên nhân ngũ suy mệnh luân. Trừ phi thiên kiếp buông xuống, nếu không sẽ không sinh lão bệnh tử. Đây mới là mới vừa tiến vào hướng thánh môn hạp, đạt đến tu luyện tiểu thành. Mà truyền thuyết tu đến đế cảnh, càng là có thể đồng thọ cùng trời đất. Bất tử bất diệt. Đương nhiên, đạt đến điểm này, từ xưa đến nay phượng mao lân giác, nhưng là khó khăn vạn lần không ngừng. Cái gì, lại còn có như thế cao ý cảnh, thân thể ngăn không được lắc một cái, Bách Lý Ngự Thiên không khỏi giật nảy cả mình, còn lại những cái kia kiếm vương, cũng là không khỏi sắc mặt khẽ giật mình, khó có thể tin. Không khỏi mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt, kiếm tôn đại nhân, còn có cái gì muốn hỏi sao? Không có lời nói, tiếp tục đi. Chờ một chút. Vội vã khoát khoát tay, Bách Lý Ngự Thiên bỗng nhiên nghe đến như thế một bí mật lớn, lâu dài yên lặng lòng không khỏi bỗng dưng sao động lên, trong mắt tràn đầy thăm dò chi sắc Thiên Ma Sơn. Đến tột cùng là một cái dạng gì địa phương, sẽ vượt qua phàm giai người sao? Bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, đây là sơn môn bí mật, tha thứ không tiện trả lời. Đương nhiên, nếu như các ngươi sắp chết lời nói, thì coi là chuyện khác. Thật sâu theo dõi hắn cái kia giật mình lo lắng khuôn mặt,
Trác Phàm khóe miệng tràn đầy vẻ nhạo báng. Ánh mắt do dự không chừng, Bách Lý Ngự Thiên trong lòng tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, bỗng dưng thu khí thế, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhìn tới, kiếm tôn đại nhân là muốn sống chính mình tìm đáp án. Lạnh nhạt gật đầu, Trác Phàm chậm rãi rủ xuống cánh tay, trong giới chỉ khí tức khủng bố cũng nhất thời vừa diệt, thăm thẳm cười nói, bất quá còn có một câu phải nhắc nhở, ngài tại chính mình thăm dò thời điểm, nhưng là muốn coi chừng một chút, có nhiều chỗ có thể dò xét, có nhiều chỗ không nên dò ét. Tựa như cái này Bắc Hải Hải Yêu, đã phi phàm giai chi lực có thể hàng phục, ngài vẫn là ít chọc mới tốt. Nhìn chằm chằm hắn thật lâu, Bách Lý Ngự Thiên không khỏi cuối cùng thở dài một hơi, xa xa cúi đầu nói, đa tạ tiên sinh nhắc nhở, lão phu sẽ. Chỉ là lần này lão phu là vì Phong Thiên Kiếm mà đến, lại là cũng không muốn trêu chọc cái kia Hải Yêu. Đợi lão phu lĩnh hội kiếm đạo, thoát ly phàm giai ngày, còn là muốn đi tiếp kiến một chút Thiên Ma Sơn. Chỉ là không biết, có thể hay không có cái này vinh hạnh, leo lên sơn môn, tiếp kiến sơn chủ. Hết thảy tùy duyên đi. Mỉm cười, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, Thiên Ma Sơn đệ tử xuống núi nhập thế lịch luyện, sau đó về núi tĩnh tu, đến truyền thừa y bát. Nếu là lần sau kiếm tôn đại nhân còn có thể đụng tới Thiên Ma Sơn đệ tử lời nói, có lẽ có cái cơ duyên này, có thể dòm ngó sơn môn đâu. Suy nghĩ một chút, Bách Lý Ngự Thiên sắc mặt mặc dù có chút thất lạc, nhưng vẫn là hơi gật gật đầu, sau cùng trịnh trọng liền ôm quyền nói, Thiên Ma Sơn đệ tử xuống núi lịch lãm, hẳn là sẽ không nhúng tay tục sự sự vụ a. Huống chi tiên sinh vừa mới cũng nói, chính mình vì là hải yêu mà đến, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đúng không? Lời vừa nói ra, Bách Lý Ngự Lôi bọn họ cùng nhau nhìn Bách Lý Ngự Thiên liếc một chút, trong lòng bất giác run lên, lại là cúi thấp đầu, cũng không lên tiếng. Bởi vì bọn hắn đã phát hiện, cái này tuy là một cái ước định, nhưng càng giống một điều thỉnh cầu, đại lục mạnh nhất bất bại kiếm tôn thỉnh cầu. Cái này muốn là trước kia, là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Bách Lý Ngự Thiên, thiên hạ đệ tử, hạng gì người cuồng ngạo. Nhưng bây giờ, Thiên Ma Sơn này quá mức cường hãn, lại nhưng đã có siêu phàm nhập thánh người, Bách Lý Ngự Thiên tự hạ thấp địa vị, chủ động định ra cái này một ước định, cũng liền không kỳ quái. Đó là đương nhiên. Khóe miệng xẹt qua vui vẻ nụ cười, Trác Phàm khẽ gật đầu, một mảnh lạnh nhạt nói, Thiên Ma Sơn đệ tử nhập thế, luôn luôn điệu thấp, không tham dự thế tục tranh phong. Cho nên lần này Bắc Châu như thế giới nghiêm, chúng ta cũng không muốn làm to chuyện, quấy nhiễu những người ở đây. Thiên Ma Sơn, dù sao cũng là một ẩn thế tông môn, không cần quá mức phong mang lộ ra ngoài. Chỉ cần các hạ không trở ngại chúng ta cũng sẽ không phản ứng Nam Châu sự nghị. Nghe được lời này, Bách Lý Ngự Thiên thở dài ra một hơi, cuối cùng yên tâm lại. Kiếm tôn đại nhân, ta có thể đi sao? Há, tiên sinh mời. Nhìn thấy mục đích đạt thành, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, thăm thẳm hỏi. Bách Lý Ngự Thiên thì là vội vàng khẽ khom người, làm ra một cái mời thủ thế, rất là cung kính. Thấy cảnh này, tại chỗ tất cả mọi người không khỏi tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn họ chưa từng gặp qua lão tổ tông, như thế khiêm cung bộ dáng, gần vạn năm qua, cũng chỉ có tại Thiên Ma Sơn này trước mặt. Bạch! Thế mà, ngay tại lúc này... Một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp lại là nhất thời xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, lại chính là Lãnh Vũ Kiếm Vương, Bách Lý Ngự Vũ không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Trác Phàm mặt, lại là vẫn không rõ nơi này phát sinh cái gì nàng, lại là nhất thời tà cười một tiếng, duỗi ra một cái kiếm chỉ, đối với Trác Phàm cũng là uy hiếp nói, số tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ bằng vào một cái chỉ là Hải Dương Tông thì có thể cứu ngươi tánh mạng sao? Hừ hừ, vọng tưởng. Hiện tại cô nãi nãi liền đem ngươi cả đám người hoàn toàn tiêu diệt, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Nói, Bách Lý Ngự Vũ liền muốn lần nữa động thủ. Dừng tay. Thế nhưng là, còn không đợi nàng động tác, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên, quay đầu nhìn qua, người kia không là người khác, chính là lão tổ tông Bách Lý Ngự Thiên không thể nghi ngờ. Không khỏi khẽ giật mình, Bách Lý Ngự Vũ một mặt không rõ ràng cho lắm bộ dáng, nhanh chóng vội vàng khom người nói. Lão Tổ Tông, người này cũng là cái kia tự xưng Thiên Ma Sơn đệ tử tiểu tử gian hoạt, nghĩ đến vừa mới gây Lão Tổ Tông tức giận, bất quá đối phó loại người này, cần gì Lão Tổ Tông xuất mã, từ Ngự Vũ thay Lão Tổ Tông hành sự liền có thể. Nói, Bách Lý Ngự Vũ liền lại nâng lên nhất chỉ, muốn thừa cơ công báo tư thù, kết Trác Phàm. Thế nhưng là nàng chưa kịp ra tay, đụng một tiếng,
nàng thân thể mình đã là đột nhiên bị hung hăng đánh bay ra ngoài, bay trên không trung liền phốc một tiếng, phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, bay lả tả tại cái này bông tuyết đầy trời bên trong. Phốc, mềm mại thân thể đập tại trên mặt tuyết, khiến ngăn không được địa co rút một chút, Bách Lý Ngự Vũ ngẩng đầu nhìn lại, lại là chính gặp Bách Lý Ngự Thiên cái kia lạnh lùng ánh mắt, chính hung hăng nhìn chằm chằm nàng, tràn đầy vẻ trách cứ. Lão Tổ Tông, vì sao? Trong mắt tràn đầy mê mang, Bách Lý Ngự Vũ một mặt không hiểu nhìn lấy hắn, trong lòng hiện ra nghi hoặc. Bách Lý Ngự Lôi thấy một lần, lại là bất đắc dĩ thở dài, vội vàng đi vào trước mặt nàng, chuẩn bị nâng. Thế nhưng là, không đợi hắn động tác, Bách Lý Ngự Thiên cái kia thanh âm lạnh như băng lại là vang lên lần nữa, Ngự Lôi, người nào cho ngươi đi qua? Thân thể bất giác trì trệ, Bách Lý Ngự Lôi nhất thời dừng lại động tác, sau đó bất đắc dĩ thở dài, hướng Bách Lý Ngự Vũ đưa cái ánh mắt, lắc lắc đầu, liền ai thán lại trở lại vị trí của mình. Ai, hiện tại tình thế không giống nhau, tiểu tử này lúc này ở Lão Tổ Tông trong mắt, thế nhưng là vạn phần gây khó lường nhân vật, người lại làm sao có thể xuống tay với hắn đâu. Đừng nói là Lão Tổ Tông, từ khi vừa mới kiến thức hắn trong giới chỉ kia khí tức khủng bố, còn có cái kia đối tu luyện cảnh giới phán đoán suy luận, cho dù là mình những thứ này kiếm vương, người nào lại dám xem thường tại hắn đâu. Người này thật thâm bất khả chắc, không thể động a. Tất cả mọi người tâm lý, đều có một cái sáng tỏ đáp án, duy chỉ có cái này Bách Lý Ngự Vũ vừa đến nơi đây, cái gì cũng không biết, một đầu mê hoặc, lại là không biết chuyện gì xảy ra. Ngự Vũ cô nương, không có sao chứ. Tại hai đạo nhân ảnh trước mặt băn khoăn nửa ngày, Trác Phàm lại là bỗng dưng khẽ cười một tiếng, thẳng đi vào Bách Lý Ngự Vũ trước mặt, duỗi ra một cái tay nói, chớ để ý, người khác không dìu ngươi, ta đến dìu ngươi cũng giống vậy, ha ha ha. Ba, hung hăng hơi vung tay, Bách Lý Ngự Vũ nhất thời đem Trác Phàm duỗi đến tay mãnh liệt mở ra, mặt mũi tràn đầy tức giận theo dõi hắn, phẫn hận nói, đi ra. Ngự Vũ, mi mắt lắc một cái, Bách Lý Ngự Thiên hung hăng chừng nàng liếc một chút, giận dữ mắng mỏ lên tiếng, người ta tiền tiên sinh hảo ý, người còn không lĩnh tình sao. Ta Bách Lý ra lúc nào ra ngươi như thế cái không biết lễ nghi đồ vật, lại muốn ăn cây roi đúng hay không? Nói xong, Bách Lý Ngự Thiên lại hướng Trác Phàm ôm ôm quyền nói, tiên sinh chớ có để ý, nàng cái này tính khí, thực sự cứng rắn rất, đắc tội. Chuyện này, cửu kiếm vương A, không có điểm tính khí, coi như vương sao. Ha ha ha, bất giác ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, Trác Phàm vỗ vỗ tay, từ chối cho ý kiến địa ôm ôm quyền nói, kiếm tôn đại nhân, đã không có việc gì, song phương đã có ước định, vậy tại hạ xin từ biệt. Nói, Trác Phàm liền mang theo Tước Nhi lần nữa muốn hướng đi trở về. Con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, Bách Lý Ngự Thiên trong lòng đủ kiểu suy nghĩ rất lâu, lại là bỗng dưng hét lớn một tiếng, chờ một chút, tiên sinh, vừa mới Ngự Vũ đắc tội tiên sinh, nếu là không vì tiên sinh làm chút gì, lão phu tâm lý thật sự khó an. Không bằng liền để Ngự Vũ hầu ở tiên sinh bên cạnh, chờ tiên sinh thành sự, cũng coi như đền bù nàng lúc trước chỗ qua, ngài thấy thế nào? Cái gì, nhường ta, đi theo hắn, Lão Tổ Tông. Không khỏi quá sợ hãi, Bách Lý Ngự Vũ nhìn xem Trác Phàm bên kia, vừa nhìn về phía Bách Lý Ngự Thiên chỗ đó, trong mắt tràn đầy không hiểu cùng cầu khẩn. Bách Lý Ngự Lôi mấy người cũng là thân thể lắc một cái, đầy mặt nghi cho, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Lão Tổ Tông ý này, đến tột cùng vì sao? Thân thể hơi chậm lại, Trác Phàm chuẩn bị triệu tập nhân mã, lên xe lên đường thân thể bỗng dưng dừng lại, sau đó lại chuyển hướng Bách Lý Ngự Thiên, trong mắt tinh mang nhấp nháy, lại là lộ ra một bộ đột nhiên nụ cười, kiếm tôn đại nhân hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, nhưng là tại hạ một mình hành động quen, đột nhiên có người cùng đi, có chút không quen a. Huống hồ, đường đường kiếm vương chí tôn, làm bạn với ta, như có chút ủy khuất đi. Tiên sinh chớ muốn từ chối, đây là lão phu tấm lòng thành. Hơi hơi khoát khoát tay, Bách Lý Ngự Thiên chỉnh trọng lên tiếng, Ngự Vũ kiếm vương thực lực, sẽ không cho tiên sinh thêm phiền phức, coi như đến lúc đó thật có phiền phức, tiên sinh cũng nhưng là không cần để ý. Nàng như ngay cả mình đều chiếu cố không chính mình lời nói, lão phu cũng làm như không có cái này kiếm vương còn thân phận. Ha ha ha, tại lão phu trong mắt, tiên sinh muốn so nàng tôn quý cực kỳ, mời tiên sinh chớ muốn cự tuyệt lão phu một mảnh xích thành chi tâm. Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm vẫn còn có chút do dự, dạng này. Không tốt a. Tiên sinh, ngài như cự tuyệt, thì thực sự quá không nể mặt lão phu.
không khỏi giả bộ giận dữ, Bách Lý Ngự Thiên bất giác nhẹ hừ một tiếng, vừa mới chúng ta đã đạt thành hiệp nghị, không liên quan tới nhau, nhưng ngài hiện tại như cự tuyệt lão phu hảo ý, giống như là bác bỏ lão phu mặt mũi, xem như đối lão phu khiêu khích. Đến lúc đó nếu là tiên sinh nhiệm vụ có cái gì sai lầm, nhưng là chớ trách lão phu bụng dạ hẹp hòi, từ đó cản trở. Lão phu người này tuy nhiên nhìn chúng cái kia năm thanh kiếm thần, nhưng là cả một đời tùy hứng quen, một số tự hủy vạn lý trường thành sự tình, không phải làm không được. Chỉ là lão phu có thể tùy hứng, tiên sinh cũng có thể tùy hứng sao? Như vậy, tiên sinh muốn thế nào hướng tôn sư bàn giao? Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm lại là không khỏi bật cười lắc đầu, kiếm tôn đại nhân cái này hảo ý thật đúng là rất cường ngạnh, tại hạ là không phải tiếp không thể. Bằng không, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, ngài đều chọn coi ta địch nhân. Không tệ, lão phu chính là cái này ý tứ. Dương lên đầu, bất bại kiếm tôn một bộ lưu manh dạng, không thèm đếm xỉa. Không khỏi mỉm cười lấy gật gật đầu, cao phu từ chối cho ý kiến, tốt a, đã như vậy, tại hạ đồng ý là được. Người tới, lên xe, lên đường, còn có cái kia lãnh vũ kiếm vương, ngài là ngồi xe, vẫn là tại đằng sau một mực theo. Ách, bỗng dưng, tất cả mọi người thân thể đều là nhìn không được run lên, tất cả đều ngây người. Bách Lý Ngự Vũ là một mặt mê mang mà nhìn xem lão tổ tông chỗ đó, không biết hắn là có ý gì, vì sao muốn đem chính mình. Bách Lý Ngự Lôi bọn họ, thì là nhướng mày, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Bất quá bọn hắn khá tốt, khổ nhất bức cũng là những cái kia thương đội hộ vệ, vừa nghĩ tới toàn bộ hành trình muốn cùng cái giết người không chớp mắt lãnh vũ kiếm vương thông hành, bọn họ liền đột nhiên cảm giác giữa cổ có một thanh lưỡi kiếm mang lấy, ăn bữa nay lo bữa mai a. Không để ý đến bọn họ phản ứng, Trác Phàm dẫn lên xe trước, còn lại hộ vệ thì cũng vội vàng đi lên, chuẩn bị lên đường, Bách Lý Ngự Thiên lạnh lùng nhìn Bách Lý Ngự Vũ liếc một chút, thình lình nói còn đứng ngây đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian theo tiền tiên sinh tiến đến. Nhớ kỹ, một đường lên muốn nghe tiền tiên sinh an bài, nghe lệnh hành sự. Nếu không mà nói, lão phu không bỏ qua cho ngươi, nghe đến không có. Da mặt ngăn không được địa run rẩy. Bách Lý Ngự Vũ có chút do dự, làm sao chính mình êm đẹp địa thì theo kẻ đuổi giết, biến thành tùy tùng đâu. Nhưng là không có cách, lão tổ tông có mệnh, nàng không thể không theo. Kết quả là, tại nhận hết nội tâm dày vò về sau, nàng cuối cùng bỗng nhiên liền ôm quyền, khom người nói, đúng, lão tổ tông, Ngự Vũ tuân mệnh. Vừa dứt lời, Bách Lý Ngự Vũ liền một địa chui vào xa giá, sau đó theo linh thú từng tiếng tê minh, theo cái kia xe lớn nghênh ngang rời đi. Ẩn vào cái kia gió tuyết đầy trời bên trong. Nhìn lấy xe kia điều khiển dần dần biến mất cái bóng, Bách Lý Ngự Lôi chậm rãi đi vào Bách Lý Ngự Thiên bên người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, lão tổ tông, vì sao muốn đem Ngự Vũ mạnh nhét vào bên cạnh người kia, ngài có tính toán gì hay không? Lão tổ tông là muốn nhìn một chút Thiên Ma Sơn tránh thức năng lực là cái gì, chỉ sợ lão tổ tông mục tiêu kế tiếp, cũng là Thiên Ma Sơn đi. Đúng lúc này, thái tử từ một bên đi tới. Cười khẽ một tiếng. Hơi hơi gật gật đầu, Bách Lý Ngự Thiên ngửa đầu nhìn lên trời, không khỏi dài ra một ngụm chọc khí, vẫn là thái tử thông tuệ, giải lão phu tâm nguyện. Từ lão phu xuất đạo đến nay, lập tông môn, chọn cường giả, thành lập to như vậy quốc độ, tất cả cường giả nên làm việc ta đều làm. Mắt thấy Nam Châu lập tức liền muốn đại nhất thống, lão phu chỉ có lại cao bằng trời, hướng lên trời nói khởi xướng khiêu chiến. Thế nhưng là thiên đạo mênh mông. Lão phu như thế nào lại tiến? Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, đúng lúc này, một cái mục tiêu mới xuất hiện, ẩn thế tông môn, Thiên Ma Sơn. Mà lại, thế gian này lại còn có năm đại cảnh giới có thể đột phá. Vừa nghĩ đến đây, lão phu thật sự là càng phát ra tiếc nuối, trước kia nhiều như vậy thời gian, thật sự là hoang phế. Cho nên ta để Ngự Vũ cùng ở bên cạnh hắn, không vì cái gì khác, cũng không phải phải lập tức khiêu khích Thiên Ma Sơn. Mà chính là muốn xem bọn hắn năng lực, lão phu đến tột cùng còn có bao nhiêu chênh lệch mà thôi. Đợi đến lão phu lần nữa trèo lên đỉnh ngày, liền hôn lên Thiên Ma Sơn, cùng cái kia cửu u bá chủ nhất chiến cao thấp. Bất luận khi nào, bất luận chỗ nào, lão phu đều nếu là chân chính bất bại kiếm tôn. Trong mắt tinh mang lóe lên, Bách Lý Ngự Thiên trên mặt không nói ra bá khí, song quyền chăm chú địa nắm lại tới. Một phương diện khác, gió tuyết đầy trời. Bốn chiếc xe lớn nhanh như tên bắn mà vụt qua, mười mấy đầu cấp 3 linh thú, tại băng lãnh trong thế giới, phun ra nuốt vào lấy trắng xám khí tức, trên thân tràn đầy xương hoa, rất là cứng lạnh.
Bất quá, bên ngoài băng lãnh, trong xe cũng chưa chắc ấm như xuân quang. Từng cái thương đội hộ vệ, trong xe mắt lớn chừng mắt nhỏ, cùng nhìn nhau lấy, lại không có người nào dám thở một cái. Bách Lý Ngự Vũ lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, khóe môi nhếch lên cười lạnh, lại là đầy mắt vẻ khinh thường. Hướng Tiền ra phát tin tức, lại cho làm tấm lệnh bài đến, cho cái này Ngự Vũ cô nương tạo cái có thể tin bối cảnh. Chợt, Trác Phàm ngẩng đầu xem bọn hắn liếc một chút, đạm mạc lên tiếng. Không khỏi giật mình, mọi người bất giác một trận kinh dị, tiên sinh, ngài còn thật muốn. Đúng vậy a, người ta muốn cùng chúng ta một đường, trước mấy cái tông còn tốt, nàng có thể tránh mà không thấy, sau cùng cái kia Bắc Hải Chi Tân, Hải Minh Tông, nàng dù sao cũng phải đi vào đi. Dương mắt liếc một mặt lãnh đạm Bách Lý Ngự Vũ liếc một chút, Trác Phàm vừa nhìn về phía bọn người người, đều cười ra tiếng, nếu là không có cái nghiêm túc thân phận, nàng đi còn không bị người ta ngũ mã phanh thây. Tuy nói nàng là kiếm vương, nhưng trong này hiện tại tiến vào chiếm giữ, nhưng là cũng đều là kiếm vương cấp cao thủ, ha ha ha. Nghe được lời này, bọn người người lẫn nhau nhìn xem, một trận do dự, cao mày nói, tiên sinh, ta không phải nói cái này, ngài còn thật muốn để nàng đi theo một đường. Không cần. Thế mà, còn không đợi cái kia lời nói xong, Bách Lý Ngự Vũ đã là lạnh mặt nói, nếu không phải lão tổ tông mệnh lệnh, bản cô nương cũng không muốn cùng ngươi ở chung một chỗ. Cho dù đến cái kia Hải Dương Tông, ta cũng có biện pháp ẩn vào đi, không cần tốn nhiều trắc trở. Thật sâu nhìn lấy nàng, Trác Phàm đạm mạc gật đầu, ta tin tưởng ngươi có bản sự này, có điều. Ngươi bây giờ là cùng ta, đây là ta mệnh lệnh, ngươi nhất định phải nghe lệnh. Hừ, nghe ngươi, nói đùa cái gì? Vậy ngươi thì cút về, nói cho Bất Bại Kiếm Tôn, ta chỗ này không cần không nghe lời nô tài. Hắn muốn thật nghĩ cho ta đưa người, để hắn điều giáo tốt lại tiến tới đi. Ánh mắt sững sờ, Trác Phàm bỗng dưng chửi ầm lên tiếng. Không khỏi giật mình, trên xe mọi người đều là sợ đến toàn thân run rẩy, trong lòng lo sợ. Đương nhiên, bọn họ không phải sợ hãi Trác Phàm nổi giận, mà chính là kinh hãi tại Trác Phàm hướng nữ ma đầu này nổi giận sau kết quả, sẽ không phải tên này trực tiếp dưới cơn nóng giận, đem bọn hắn toàn giết đi, vậy bọn hắn nhưng là quá oan. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Trác Phàm lời ấy lại là vừa vặn bắt được Bách Lý Ngự Vũ xương sườn mềm. Trên mặt biến ảo không ngừng rất lâu, Bách Lý Ngự Vũ hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng nhưng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi, oán hận nói, người thích làm sao lại làm sao a, ta tùy tiện, hừ. Nghe được lời này, Trác Phàm nhếch miệng lên, lại là lộ ra hài lòng đường cong. Tính, giống như chết tính. Bên ngoài phi tuyết tung bay, xa giá lao vụt chấn động, nhưng xe bên trong bầu không khí lại là dị thường áp lực. Từ khi vị này lãnh vũ kiếm vương đại giá quang lâm về sau, cả xe người tựa hồ cũng như bị mèo nhìn chằm chằm chuột giống như, run run rẩy rẩy, không dám có chút động tác, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám quá mức dùng lực giống như, kìm nén đến từng trương khuôn mặt tuấn tú đều chướng đến đỏ bừng. Nhưng là Bách Lý Ngự Vũ lại cùng người không việc gì một dạng. Tựa hồ cái này tất cả mọi thứ đều không có quan hệ gì với nàng giống như, khóe miệng chỉ là treo một bộ khinh miệt nụ cười, một mặt khinh thường liếc qua nơi này mỗi người, riêng là Trác Phàm, càng là khinh thường bên trong mang theo thống hận, còn có một chút mê mang. Lão Tổ Tông để cho nàng theo những người này, đến tột cùng là vì cái gì đây? Xem ra Bất Bại Kiếm Tôn bọn họ tiếp tục tiềm hành, không còn lộ ra tung tích, Hải Dương Tông những người kia cũng không có đuổi theo, đoán chừng là sợ nữ ma đầu này. Hết thảy mạnh khỏe. Ngẩng đầu theo ngoài cửa sổ hướng về sau nhìn một chút cái kia bình tĩnh mặt tuyết, Trác Phàm không khỏi thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí, thăm thẳm lên tiếng. Mi mắt nhìn không được lắc một cái, Bách Lý Ngự Vũ hung hăng nguyết hắn một cái, lại là không có lên tiếng. Làm lấy hòa thượng mắng đổ đầu chọc, nàng Bách Lý Ngự Vũ còn tại bên cạnh hắn đây, hắn thì dám như thế trắng trợn mắng nàng nữ ma đầu, thực sự buồn cười. Nếu không phải lão tổ tông có mệnh lời nói, hừ hừ. Song quyền nắm đến rát băng vang lên, Bách Lý Ngự Vũ một miệng răng ngà đều nhanh cắn nát, lại cưỡng chế áp chế chính mình phẫn nộ, miễn cho bạo tẩu. Nhưng Trác Phàm vẫn như cũ không để bụng, hảo chết không chết địa tiếp tục nói, lần này chúng ta cùng Bách Lý Ngự Thiên đánh cái đối mặt, xem như điện thoại cái, song phương đạt thành nước giếng không phạm nước sông hiệp nghị. Tuy nói lão gia hỏa kia rất không chính cống địa tại bên người chúng ta cưỡng ép ăn cái cây đinh, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nghĩ đến sẽ không đối với chúng ta lần hành động này có chướng ngại,
hắn cần phải còn sẽ không như thế sớm đối địch với Thiên Ma Sơn, mọi người thì qua loa cho xong chuyện đi. Cho dù trên chỗ ngồi đột nhiên nhiều cái cây đinh có chút chrome cái mông, nhưng không phải cái vấn đề lớn gì. Trên đầu mồ hôi đổ như thác càng ngày càng mãnh liệt, đang ngồi mọi người càng không ngừng lau lấy cái trán, mãnh liệt cho hắn đánh lấy ánh mắt, trên mặt tất cả đều là một mảnh khổ bức, sắp khóc đi ra. Đại ca, ngài những lời này không thể trong âm thầm cùng huynh đệ ta nói sao? Không phải muốn ngay trước người ta mặt chế nhạo, cái này không phải là tìm chết sao, người ta tốt xấu là kiếm vương a. Ngài không muốn sống, chúng ta còn muốn đâu? Đụng. Quả nhiên, Bách Lý Ngự Vũ tại Trác Phàm luân phiên kẹp thương đeo gậy châm chọc dưới, cũng không ngồi yên được nữa, hung hăng một chùy nện ở xa giá phía trên, nhất thời đem xa giá nện đến trái lắc phải đưa, sóc này không thôi. Mới một mặt lạnh lùng nhìn về phía Trác Phàm, chửi bới nói, họ Tiền, người khác được một tấc lại muốn tiến một thước, cô nãi nãi cũng không phải dễ trêu hạng người. Không khỏi sợ hãi cả kinh, mọi người tại đây gặp nữ ma đầu này rốt cục nhìn không được bão nổi, không khỏi cùng nhau sợ đến rúc vào một chỗ, câm như hến. Ha ha ha, đúng vậy a, ngài muốn là dễ trêu, cũng không phải là kiếm vương. Thế nhưng là, Trác Phàm nhưng như cũng không để bụng. Chỉ là khẽ liếc nàng liếc một chút, thản nhiên nói, chỉ là giờ này khắc này, ngươi tại dưới tay ta làm việc, lại không dễ chọc, cũng phải nhịn cho ta, đừng quên ngươi lão tổ tông kia phân phó. Hắn đem ngươi ở lại bên cạnh ta thế nhưng là có nhiệm vụ, ngươi cứ như vậy không công mà lui, ngươi lão tổ tông kia thủ đoạn ta cũng đã gặp qua, không hội bởi vì ngươi là kiếm vương thì. Ha ha, nhìn chằm chằm cái kia tà dị tiếu dung, Bách Lý Ngự Vũ song quyền nắm chặt, ánh mắt trần chờ không chừng. Do dự rất lâu mới cắn răng, lại ngồi xuống, oán hận nói, lão tổ tông cho ta nhiệm vụ, ta cũng không biết, chẳng lẽ ngươi biết? Đương nhiên, mà lại ngươi cũng biết. Cái gì, ta biết? Đúng vậy a, mọi người đều biết. Nhếch miệng lên, Trác Phàm lộ ra cái thần bí nụ cười, điều này không khỏi làm Bách Lý Ngự Vũ càng thêm nghi hoặc. Mọi người đều biết, làm sao ta không biết? Mỉm cười lấy bĩu môi, Trác Phàm nhìn một chút không có việc gì. Đang loay hoay chính mình bộ kia phi ưng mặt nạ Tước Nhi liếc một chút, thản nhiên nói, Tước Nhi, nói cho cái này mụ la sát, lão gia hỏa kia cho nàng nhiệm vụ là cái gì? Hung tợn nguyết hắn một cái, Bách Lý Ngự Vũ trong lòng thầm giận, lại cũng không đoái hoài tới truy cứu, chỉ là chăm chú về phía Tước Nhi chỗ đó, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Lúc trước tất cả mọi người không phải cũng nghe được à, người lão năm si ngốc a. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Tước Nhi tựa hồ có chút bất mãn có người quấy rầy nàng nhã hứng, quệt mồm nói, vừa mới này lão đầu tử không phải nói a, để cho nàng nghe theo ngươi mệnh lệnh làm việc, cái này không phải liền là nàng nhiệm vụ a. Đúng vậy a, cái này không phải liền là ngươi nhiệm vụ à, ngươi lão năm si ngốc a, ha ha ha. Trác Phàm cũng là thuận mồm nhếch lên, nhìn về phía Bách Lý Ngự Vũ, điều cười ra tiếng. Bọn người người nghe, tuy nhiên e ngại Bách Lý Ngự Vũ hùng uy. Nhưng cũng là nhịn không được phốc một tiếng cười khẽ đi ra, trong xe không khí khẩn trương nhất thời làm dịu rất nhiều. Bách Lý Ngự Vũ thì là da mặt co lại, đầy mặt đỏ bừng, phạch một cái liền tóm lấy Trác Phàm cổ áo, giống to lên tiếng, ngươi đùa bỡn ta. Ai ai ai, chú ý ngươi lời nói và việc làm, Bách Lý Ngự Thiên để ngươi nghe ta hiệu lệnh, không phải để ngươi đến động thủ với ta, coi chừng nhà ngươi lão tổ tông gặp ngươi không có hoàn thành nhiệm vụ. Lại trách tội xuống, ngươi nhưng là ăn không nổi a. Vỗ nhẹ nhẹ đập nàng cái kia trơn mềm trên tay, Trác Phàm không khỏi cười nhạo liên tục. Tức giận đến dạ dày đều có chút co rút, cái gì đến mức hiện tại thì hận không thể nhất trưởng đánh chết Trác Phàm tên này, nhưng là vừa nghĩ tới lão tổ tông phân phó, Bách Lý Ngự Vũ vẫn là bất đắc dĩ nhịn xuống, oán hận đẩy Trác Phàm, chính mình ồ ở một bên phát lên một ngạt, hai con mắt hồng hồng, đúng là có loại muốn khóc xúc động. Muốn nàng Bách Lý Ngự Vũ, thiên chi kiều nữ, từ nhỏ đến lớn luôn luôn xuôi gió xuôi nước, cho tới bây giờ không có ngộ qua uất ức như thế sự tình, nhưng lần này. Thật không biết lão tổ tông là làm sao muốn. Nghiêng liếc nàng một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó vừa nhìn về phía những người còn lại nói, lãnh vũ kiếm vương hiểu rõ đại nghĩa, sẽ không đối với chúng ta thế nào, chúng ta cũng không cần đối nàng giấu giếm cái gì, giống như ngày thường một dạng. Thẳng sướng trò chuyện liền có thể. Dù sao chúng ta cùng Trung Châu những người kia mục đích khác biệt, không có cái gì xung đột, không quan trọng. Nghe được lời này, mọi người thấy Trác Phàm liếc một chút, vừa nhìn về phía một bên yên lặng ngậm lấy nước mắt Bách Lý Ngự Vũ,
cuối cùng hơi hơi gật gật đầu, trong lòng đối Trác Phàm càng là tán phục vạn phần. Người này chỉ dựa vào ngôn ngữ liền có thể đẩy lui Bất Bại Kiếm Tôn, hàng phục Cửu Kiếm Vương, coi là thật. Kết quả là, mọi người e ngại Bách Lý Ngự Vũ tâm cũng giảm thiếu không ít, trong xe bầu không khí cũng hòa hợp rất nhiều. Tiên sinh, lúc trước chúng ta kích động Hải Dương Tông đi đối phó Lãnh Vũ Kiếm Vương, chỉ sợ về sau hội đối với chúng ta tiến đến Hải Minh Tông kế hoạch có chút phiền phức sinh ra, không biết nên xử lý như thế nào. Lúc này, một vị hộ vệ trầm ngâm một chút, đem lòng nghi ngờ nói ra. Từ chối cho ý kiến địa cười một tiếng, Trác Phàm không chút phật lòng, không cần khẩn trương, lúc đó ta chỉ là cho cái kíp nổ mà thôi, vẫn chưa chống động đến bọn hắn xuất kích, bọn họ không có chứng cứ rõ ràng, chỉ bằng phán đoán không làm gì được chúng ta. Cái gì? Là ngươi để những người kia cản bản cô nãi nãi. Không khỏi sững sờ, Bách Lý Ngự Vũ nhất thời chuyển qua đầu, chăm chú nhìn chăm chú hướng Trác Phàm, trong mắt thậm chí còn có chưa khô nước mắt tồn tại. Bật cười gật gật đầu, Trác Phàm cũng không giấu giếm, lúc này toàn bộ báo ra, đúng vậy a, ngươi một mực tại chúng ta đằng sau lẻn lấy làm phá hư, chúng ta cũng rất phiền phức, liền cố ý cho những người kia thả cái phong, kéo ngươi một hồi. Mà lại các ngươi một khi khai chiến, tất nhiên kinh thiên động địa, như vậy Bách Lý Ngự Thiên bọn họ cũng lại khó ẩn nặc thân hình, tất sẽ đi ra cùng ta gặp nhau, ta tài năng cùng ngươi lão tổ tông thẳng thắn địa đạt thành không liên quan tới nhau hiệp định. Dù sao, tuy nói cái kia Bất Bại Kiếm Tôn đã đồng ý ngươi khai sát giới, nhưng các ngươi dù nói thế nào cũng là ẩn nặc tiến lên, náo ra quá lớn động tĩnh, chung quy không tốt, càng không nói đến cùng một tông đại chiến, tất nhiên dẫn tới Bắc Châu tất cả cường giả chú ý. Cho nên, ta dám cam đoan, ngươi nếu thật trở lại ngươi lão tổ tông bên người lời nói, không thể nói được lại là một hệ liệt trách phạt chờ ngươi chịu đây. Cho phép ngươi giết, nhưng là không phải là để ngươi không tiết độ tùy hứng. Hiện tại tất cả cường giả ánh mắt đều tụ tập đến nơi đây, tính toán là các ngươi Trung Châu chuyến này nhất đại nét bút hỏng. Chỉ là không biết lão nhi kia sau cùng lại cái nào gân không đúng, phái người nào không tốt, thế mà phái ngươi ở lại bên cạnh ta, đại khái là chê ngươi làm việc bất lợi, sớm làm ném a, ha ha ha. Nói bậy, lão tổ tông làm sao lại ghét bỏ ta làm việc bất lợi. Bất giác hận mắng một tiếng, Bách Lý Ngự Vũ đối Trác Phàm cười nhạo mặt mũi tràn đầy không phục, nhưng rất nhanh lại hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi đem ngươi kế hoạch đều nói cho ta biết, chẳng lẽ không sợ ta trở về nói cho lão tổ tông, ngươi cố ý tính kế hắn. Chậm rãi lắc lắc đầu, Trác Phàm lộ ra một bộ xem thường nụ cười, cho nên ta mới nói ngươi làm việc bất lợi, thậm chí ngay cả đơn giản như vậy vấn đề đều nghĩ mãi mà không rõ. Ta tính kế không phải hắn, là ngươi, mà lại điểm này, người lão tổ tông kia một mực tại nhìn lấy, đã sớm biết. Chính là bởi vì ngươi náo ra lớn như vậy động tĩnh, hắn mới biết được ngươi thua, bởi vậy không thể không tận mau ra đây cùng gặp mặt ta, bởi vì Bắc Châu hắn cường giả đến, hắn thì không có cơ hội cùng ta bàn lại. Như vậy vấn đề đến, ngươi đem hắn vốn liền biết sự tình, lại trở về thêm mắm thêm muối bẩm báo một lần, hắn hội xử trí như thế nào ngươi đây? Ha ha ha. Nghe nói là roi ra a, thật nặng miệng, hắc hắc hắc. Da mặt càng không ngừng run rẩy, Bách Lý Ngự Vũ bĩu môi, oán hận đến nghiêng đầu đi, nghiến răng nghiến lợi, thì thào lên tiếng, cùng cái kia Bách Lý Kinh Vĩ một dạng giảo hoạt, thật đáng ghét. Nhếch miệng lên, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, chỉ tiếp tục lẳng lặng mà ngồi tại trong xe, hai con ngươi lại là chăm chú nhìn Bách Lý Ngự Vũ không thả, trong mắt tinh mang nhấp nháy. Hắn biết Bách Lý Ngự Thiên đem kiếm vương này an ở bên cạnh hắn ý đồ, chỉ là dò xét cái gọi là Thiên Ma Sơn nội tình. Chỉ là có như thế cái cường thủ ở bên người, nếu là không càng nhiều lợi dụng, há không đáng tiếc. Trong đầu cấp tốc suy nghĩ, Trác Phàm yên tĩnh địa nghĩ đến tiếp theo khả năng xuất hiện nguy cơ cùng kế hoạch. Kết quả là, liên tiếp 3 ngày, mọi người đều tại xa giá bên trong vượt qua, không có đình trệ một lát, thẳng đến sáng sớm ngày thứ 4. Một gã hộ vệ theo ngoài cửa sổ nhìn một chút phía trước đường đi, mới sắc mặt vui vẻ, ôm quyền nói, tiên sinh, phía trước cũng là Phong Xương Trấn, chúng ta ở nơi đó có cứ điểm, có thể liên hệ tiền ra bản bộ, cho Lãnh Vũ Kiếm Vương mau chóng tạo tốt bối cảnh thân phận. Tốt, thì đi chỗ đó ngừng chân một lát đi, khẽ gật đầu, Trác Phàm gật đầu đáp ứng. Bạch, thế nhưng là, đúng lúc này, một đạo liệt phong xẹt qua, một cỗ đồng dạng là từ cấp 3 linh thú lôi kéo xa giá. Nhất thời theo bọn họ cửa sổ gào thét mà qua, đồng thời, một cỗ quen thuộc vị đạo nhất thời xông vào mũi. Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn lại, nhìn lấy cái kia quen thuộc xe cộ bóng lưng,
lại là trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Nhìn đến Trác Phàm cái kia giật mình lo lắng sắc mặt, bên cạnh hộ vệ cũng không nhìn được vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua, đã thấy xe kia đã là phi nhanh tại trong gió tuyết, nháy mắt không thấy cái bóng, không khỏi nghi nói, tiên sinh, dạng này xa giá rất phổ biến, có vấn đề gì không? Há, không có gì, chỉ là, rất quen thuộc. Mi mắt hơi nhíu lấy, Trác Phàm suy tư một chút, lại là kỳ quái nói, thế nhưng là, làm sao cũng nhớ không nổi tới, ở đâu gặp qua đâu. Nghe được lời này, một bên Bách Lý Ngự Vũ lại là khinh thường bĩu môi, châm chọc nói, thối nam nhân, có phải hay không tình nhân cũ quá nhiều, nghĩ không ra. Tình nhân cũ? Đúng vậy a, một xe son phấn vị, chẳng lẽ còn có thể là ngươi hảo huynh đệ, hừ hừ. Tiền tiên sinh, ngài yêu thích rất rộng hiện a. Không khỏi lộ ra xem thường nụ cười, Bách Lý Ngự Vũ nhất thời giễu cợt cười ra tiếng. Bọn người người nghe, động động cái mũi về sau. Nghe cái kia theo trong gió lạnh bay tới đạm mạc mùi thơm ngát, cũng là minh bạch một chút, lại là cũng không dám nói, không khỏi cùng nhau cúi thấp đầu. Chỉ là miệng kia góc cái kia mập mờ nụ cười, lại là ngăn không được lộ ra. Là nữ nhân. Thật sâu cau mày, Trác Phàm lại muốn rất lâu, mới cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, há, nguyên lai là các nàng a. Là ai, người bên ngoài giấu dã nữ nhân? Dì ta nương. Lời vừa nói ra. Bách Lý Ngự Vũ chờ đến cơ hội, nhất thời đều cười ra tiếng, tước nhi cũng là hai mắt tỏa sáng, theo ồn ào lên. Những ngày gần đây, người cả xe bên trong, Bách Lý Ngự Vũ với ai đều không hợp nhau, riêng là Trác Phàm, càng là hận thấu xương, sau cùng chỉ có thể cùng tuổi tác thượng tiểu tước nhi kéo việc thường ngày, một tới hai đi vậy mà thành lập hòa hợp quan hệ. Hoặc là nói, lòng dạ đàn bà nam nhân đoán không được, cái này một lớn một nhỏ hai nữ tử, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liền chạy tới cùng đi, hiện tại tước nhi tức thì bị cái kia Bách Lý Ngự Vũ làm hư, một lứa đến xem thường Trác Phàm. Bất quá, Trác Phàm cũng không để ý, chỉ là thường nhẹ nhõm, sâu xa nói, lần trước tiểu tam tử trọng thương, nhờ xe kia bên trong cô nương xuất thủ cứu giúp, còn chưa nói lời cảm tạ, lần này đã gặp phải, tự nhiên muốn đi lên tiếng chào hỏi. Nếu là có thể xuất lực chỗ, thẳng đoạn này ân tình từ tốt, không phải vậy lời nói, còn phải lại thiếu, ai? Thế nào, người thiếu các nàng tình, người than thở cái gì, chẳng lẽ còn sợ không có cơ hội còn sao? Nghe Trác Phàm trình bày, Bách Lý Ngự Vũ rốt cuộc minh bạch hết thảy, xem ra người ta đối với hắn có ân cứu mạng, chỉ là để cho nàng kỳ quái là, hắn như thế cái gian trá giảo hoạt chi đồ, thế mà lại đem một phần tình nghĩa coi trọng như vậy, dường như không trả nổi thì ái ngại giống như, người như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tựa hồ nhìn ra nàng suy nghĩ trong lòng, tước nhi khoát khoát tay. Cười nói, phu tỷ, ta phụ thân cũng là như thế cái tính khí, ân oán rõ ràng, lần trước ta ca đến lừa người nhà ân huệ, ân cứu mạng, cha ta còn thừa cơ gõ người ta một khoản, đoạt người ta bảo vật, cho nên tâm lý một mực hổ thẹn. Cái gì, người ta cứu người nhi tử mệnh, người còn đoạt người nhà đồ vật. Da mặt nhìn không được co lại, Bách Lý Ngự Vũ nhìn về phía Trác Phàm vừa có chút đổi mới ánh mắt, lại biến thành vẻ khinh bỉ, lấy oán báo ân. Quả nhiên ngươi không phải vật gì tốt ha, hừ hừ. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Trác Phàm không khỏi bật cười một tiếng, lần trước có chút hiểu lầm, ta coi là dùng 20 triệu thạch thánh linh thạch, đổi các nàng non nửa hồ lô Bắc Hải ngưng giao, xem như giá cao thu mua, báo đáp các nàng. Mà lại không cho các nàng lui khoản cơ hội liền đi, nhưng ai biết về sau khi nghe ngóng, giá thị trường thế mà có thể xào đến 50 triệu thạch thánh linh thạch. Hắn nãi nãi, ta làm sao biết như vậy điểm đồ vật. Giá trị lớn như vậy a, làm đến ta giống như đoạt các nàng một dạng, trong lòng càng băn khoăn. Phốc, nhìn không được che miệng cười khẽ một tiếng, luôn luôn lạnh lùng lãnh vũ kiếm vương, lần đầu lộ ra hoa mặt nụ cười, bất đắc dĩ lườm hắn một cái, cáu giận nói, ta còn tưởng rằng ngươi tiểu tử này gian trá giảo hoạt, thẳng khôn khéo, kết quả thế mà cũng là kẻ hồ đồ. Cái kia Bắc Hải ngưng giao có tiền mà không mua được, há có thể tùy tiện dùng thánh linh thạch cân nhắc. Ta đây chỗ nào biết? Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm không để ý tới nàng, đi về phía trước đánh xe hộ vệ nói, tăng thêm tốc độ, theo phía trước chiếc xe kia điều khiển, chớ có đường đột các nàng, gây nên hiểu lầm. Nghe được lời này, phía trước người kia gật đầu một cái, lần nữa tăng thêm tốc độ, Bách Lý Ngự Vũ nhìn về phía Trác Phàm, lại là lông mày nhíu lại, cười đùa nói, nghĩ không ra người cái này thiếu lý tàng đao tiểu tử, đối ân nhân cứu mạng ngược lại nghe cẩn thận. Còn sợ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt các nàng, đường đột giai nhân,
gây nên hiểu lầm. Thật không biết, người đến tột cùng là người tốt, vẫn là ác nhân. Thiên Ma Sơn tuy nhiên bên trong có cái ma tự, nhưng đi ra đến tột cùng là ma, vẫn là chính. Biết nàng tại thăm dò Thiên Ma Sơn hư vô nội tình, Trác Phàm nhưng là không mắc mưu, để cho nàng đoán đi, chỉ là cười thần bí, từ chối cho ý kiến địa nghiêng đầu đi, không để ý tới nàng. Thấy tình cảnh này, Bách Lý Ngự Vũ không khỏi sầm mặt lại, liền muốn mắng lên. Thế nhưng là, còn không đợi nàng xuất khẩu, Tước Nhi lại là trước mắt một mặt, non nớt tay nhỏ xẹt qua gò má nàng, hì hì nói, phụ tỷ, không muốn trầm mặt, người vẫn là cười rộ lên đẹp mắt. Đúng vậy a, Tước Nhi tiểu thư nói là, Lãnh Vũ Kiếm Vương một khi cười rộ lên, thì thành gió xuân ấm mưa, ha ha ha. Lúc này, lại một gã hộ vệ cũng là thuận mồm điều cười ra tiếng. Đi qua mấy ngày nay ở chung, có Trác Phàm một đường áp chế Bách Lý Ngự Vũ bạo tính khí, mọi người đối nàng ngược lại là một chút nhiều e ngại. Gương mặt bất giác một đỏ, Bách Lý Ngự Vũ hung hăng chừng người kia liếc một chút, cả giận nói, ngươi còn dám nói, ta xé nát ngươi miệng. Bất giác đầu bỗng dưng co rụt lại, người kia nơm nớp lo sợ địa lắc lắc đầu, lại là không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ có Bách Lý Ngự Vũ nhìn lấy trong xe mỗi người, tựa hồ cũng có chút quái dị ánh mắt. Càng ngày càng không được tự nhiên, gương mặt cũng là càng ngày càng đỏ bừng. Thẳng đến nhìn đến Tước Nhi ngày đó thật cười mặt, trong lòng mới thư giãn một số, lộ ra vui mừng nụ cười. Nàng là Cửu Kiếm Vương bên trong Lãnh Vũ Kiếm Vương, sát phạt quyết đoán, cao cao tại thượng, chưa từng có người nói qua, nàng nụ cười. Là ấm mưa, Bắc Quốc phong cảnh, ngàn dặm đóng băng, 10.000 dặm tuyết bay, bất quá tại mặt trời chói chang trên cao dưới, cái này băng tuyết cũng nên dung. Mùa xuân. Cái kia đến. Không biết vô tình hay là cố ý, Trác Phàm nhìn Bách Lý Ngự Vũ liếc một chút, lại nhìn ngoài xe băng tuyết thế giới một chút, đột nhiên phát ra một đạo tùy tâm cảm khái. Lúc này, hắn có một loại cảm giác, thiên biến hóa tận ở trong lòng, mà nhân tâm tựa hồ cũng theo thiên địa biến hóa đồng dạng, đang lặng lẽ cải biến. Mà cái này tất cả mọi thứ, hắn đều có thể cảm nhận được. Loại này kỳ dị cảm giác, lệnh hắn một trận rong chơi. Là như vậy tự nhiên cùng hiệp. Xa giá một mực tại tuyết động phía trên chạy như bay, xa xa theo phía trước chiếc kia xe xịt, rất nhanh mọi người liền tới đến một tòa tuyết động đắp lên mà thành tiểu trấn tiền, bên ngoài trấn một khối cao 3 trượng bia đá chỉnh chỉnh đứng sừng sững, tràn đầy tuyết động tràn ngập, lại là hiển lộ ra rõ ràng 3 chữ to, Phong Sương trấn. Kít! Tất cả xe cộ cùng nhau dừng lại, phía trước đánh xe người quay đầu nhìn về phía Trác Phàm nói, tiên sinh. Nghĩ đến lúc trước xe kia cũng là tại Phong Sương trấn ngừng, chúng ta xa giá tại cái này trong tiểu trấn lại theo, liền sẽ bị phát hiện. Không biết tiên sinh ý gì. Các ngươi đi cho Lãnh Vũ Kiếm Vương làm lệnh bài, chính ta đi tìm xe kia liền có thể, tại bên ngoài trấn tập hợp. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, sau đó vừa nhìn về phía Bách Lý Ngự Vũ, đưa tay nói, đem chữ có ngươi linh hồn ba động ngọc giản lấy ra, cho bọn hắn đi làm. Hơi hơi chu chu mỏ, Bách Lý Ngự Vũ từ chối cho ý kiến thực. Không cần đến. Ngự Vũ cô nương, Kiếm Tôn chỗ đó ngươi cũng nói như vậy. Được rồi, làm sẽ làm a. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Bách Lý Ngự Vũ không kiên nhẫn khoát khoát tay, nhất thời xuất ra một đạo ngọc giản, đưa lên. Tuy nhiên vẫn còn có chút chống lại, cũng đã không còn giống ngay từ đầu như vậy lộ ra địch ý. Có thể thấy được, mấy ngày nay cùng mọi người đồng thanh đồng khí. Đã dần dần đem mảnh này mưa lạnh tan rã. Tiếp nhận lệnh bài, Trác Phàm ngược lại cho người khác, sau đó liền lôi kéo Tước Nhi đi xuống xe đi, quay đầu nhìn về phía Bách Lý Ngự Vũ nói, Ngự Vũ cô nương, ngươi là cùng bọn hắn một đạo, vẫn là theo chúng ta đi. Dù sao sau cùng đều là tại bên ngoài trấn tập hợp. Ta cùng Tước Nhi đi, hừ. Hơi hơi dương dương đầu, Bách Lý Ngự Vũ lúc này nhảy xuống xe, lôi kéo Tước Nhi liền nghênh ngang rời đi. Chỉ để lại Trác Phàm bọn người lẫn nhau nhìn xem, bất đắc dĩ cười lắc đầu. Đón lấy, những xe kia điều khiển liền tất cả đều lôi đi, Trác Phàm cũng không trì hoãn, thẳng truy phía trên Bách Lý Ngự Vũ các nàng tốc độ. Thế nhưng là cái này trong xe những ngày này còn không có gì, ánh sáng tối tăm, cái gì cũng nhìn không ra, nhưng là tại cái này dưới ban ngày ban mặt, trắng sáng tuyết lành chiếu rọi bên trong, Bách Lý Ngự Vũ khóe miệng cái kia tia còn chưa tiêu tan phía dưới sưng đỏ, lại là hết sức dễ thấy. Không khỏi khẽ giật mình, Trác Phàm vội vàng đi vào bên người nàng, vội vàng nói, Ngự Vũ cô nương, từ khi ta lần trước nhìn thấy ngươi bắt đầu, cái này đều 6-7 ngày, ngươi mặt mũi này làm sao còn không có tốt.
không có lão tổ tông mệnh lệnh, mặt mũi này thì không nên tốt. Trong mắt chừng một cái, Bách Lý Ngự Vũ bướng bỉnh nói. Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm bật cười ra tiếng, nhưng là ngươi bây giờ ở dưới tay ta, ngươi cái bộ dáng này theo bên người, làm sao tốt gặp người. Thế nào, có chướng ngại thưởng thức sao? Đâu chỉ có chướng ngại thưởng thức, còn sẽ khiến không ít phiền phức, riêng là lần này ta đi hướng người ta nói lời cảm tạ, gặp ngươi cái bộ dáng này, người ta còn tưởng rằng ta đem ngươi làm gì đây, người ta sẽ có sắc mặt tốt cho ta nhìn sao? Ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn đâu? Mi mắt hơi nhíu, Bách Lý Ngự Vũ nhất thời đùa cười ra tiếng, cái kia tốt, vậy ta liền để ngươi cái kia ân nhân cứu mạng nhìn một chút, lúc trước nàng cứu là mặt hàng gì, về sau cứu người, nhưng muốn đánh bóng hai mắt mới được a, cắt không thể cứu loại này loạn thi bạo làm ác người, hắc hắc hắc. Người mẹ hắn có tư cách nói ta ác, nhanh cho ta dùng nguyên lực chữa trị, không phải vậy lời nói, liền lăn hồi xa giá bên trong đi chờ đợi lấy. Sắc mặt bất giác trầm xuống, Trác Phàm lúc này quát lên. Le le đáng yêu đầu lưỡi, Bách Lý Ngự Vũ ít có lộ ra hài đồng tâm tính, dao động cái đầu nói, thì không, ta chính là để ngươi tại ân nhân cứu mạng trước mặt mặt mũi quét rác, còn không cái này ân tình, ngươi có thể thế nào a? Hừ, những ngày này một mực bị ngươi cầm lấy tay cầm áp chế, lần này cũng giờ đến phiên bản cô nãi nãi phản chế ngươi đi, ha ha ha. Ông, một đạo vô hình ba động lóe qua, Trác Phàm trên tay đã là phát lên cuồn cuộn ánh sáng xanh, một mặt lãnh đạm nhìn về phía nàng, Bách Lý Ngự Vũ, ngươi nếu không nguyện chính mình động thủ, ta thì thay ngươi động. Lão tử hồi thiên long ngâm, chị loại này bị thương ngoài ra sở trường nhất, đã thật lâu vô dụng, hiện tại liền lấy ngươi khai đao. Vừa dứt lời, Trác Phàm nhất thời nhất trưởng hướng Bách Lý Ngự Vũ đánh tới, đối diện nàng cái kia sưng đỏ hai gò má, cuồn cuộn sinh mệnh chi lực phồn vinh mạnh mẽ muốn ra. Ngươi muốn chị, ta lại không để cho ngươi chữa. Làm cái mặt quỷ, Bách Lý Ngự Vũ hì hì cười một tiếng, nhất thời chợt lách người thì cho né tránh. Dù nói thế nào người ta cũng là kiếm vương, Trác Phàm tuy nhiên biến thái, nhưng luận thân pháp làm sao có thể địch nổi kiếm vương thực lực. Kết quả là, Trác Phàm cùng Bách Lý Ngự Vũ vòng quanh tước nhi một trận truy đuổi, trong nháy mắt 30 chiêu đi qua, Trác Phàm lại là liền người ta nhếch lên góc áo đều không đụng phải. Tước nhi nhìn đến thú vị, cũng không giúp đỡ, chỉ là đang không ngừng vui cười. Bách Lý Ngự Vũ cũng là tại lôi kéo tước nhi, một trận niềm nở cười to, khó được lộ ra nhẹ nhõm thái độ, phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất tại trêu đùa đồng dạng, thỉnh thoảng còn ra vẻ đáng thương nói, có người đùa giỡn dân nữ a, còn có ai quản quản a, dưới ban ngày ban mặt. Đậu phộng, ta đùa giỡn ngươi, ngươi nhà thực có can đảm nói, trong thiên hạ, ai có thể đùa giỡn được ngươi, từng ngụm địa thở hổn hển. Trác Phàm một mặt đoán hận nói, ngươi đứng lại đó cho ta, ta thì mò ngươi một chút mà thôi, thì một chút. Sờ một chút, không coi là đùa giỡn sao. Thế mà, ngay tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng lại là đột nhiên vang lên. Không khỏi khẽ giật mình, đang đánh náo chơi đùa ba người bỗng dưng dừng lại, quay đầu nhìn qua, lại là chính gặp một đạo thanh lệ thoát tục bóng người chính yên lặng đứng tại ba người trước mặt, chỉ là trên mặt lại là lạnh hàn xương, đầy mắt vẻ phẫn nộ. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Trác Phàm không khỏi ngơ ngác, bởi vì nữ tử này hình dạng, thật sự là khiến người ta kinh diễm, gần như không lại Sở Khuynh Thành phía dưới. Hắn thực sự khó mà tin được, trên đời này lại còn có thể cùng lão bà hắn hình dạng sánh vai cùng nhau nữ tử. Thế nhưng là, nhìn thấy Trác Phàm như thế giật mình lo lắng khuôn mặt, nữ tử kia lại là sắc mặt càng thêm phẫn nộ, quát lạnh lên tiếng, nhìn đủ sao, cổ tiên sinh. A, làm sao ngươi biết ta? Mi mắt không khỏi lắc một cái, Trác Phàm bất giác nhất thời sửng sốt, trong mắt tràn đầy mê vẻ nghi hoặc. Xác thực, hắn tại Trung Châu lúc xác thực theo Tiểu Tam Tử tính, dùng qua cổ nhất phàm cái tên này, thế nhưng là tại cái này Bắc Châu. Thế nhưng là còn không đợi hắn mở ra trong lòng nghi hoặc, một cái đáng yêu tiểu cô nương bóng người, lại là nhất thời nhảy ra, thấy một lần Trác Phàm mặt, bất giác một đến hai mắt tỏa sáng, cười nói a, đây không phải cổ nhất phàm a, ngươi nhi tử thương thế thế nào? Tiểu thư nhà ta tuy nói không chào đón ngươi, nhưng là đối với cái đứa bé kia còn quan tâm cực kỳ đây, sau khi trở về một mực tại tìm y thuật manh mối, hy vọng có thể cứu trị chi pháp. Trụy nhi, thế mà, còn không đợi nàng nói xong, nữ tử kia đã là hét lớn một tiếng, đánh gãy nàng, sau đó một mặt khinh bỉ nhìn về phía Trác Phàm, cười lạnh thành tiếng, nhìn cổ tiên sinh lần này phong lưu phóng khoáng,
dưới ban ngày ban mặt thì dám đùa giỡn dân nữ phong phạm, nghĩ đến lệnh lang tổn thương đã khỏi hẳn, không phải vậy tiên sinh nhất định sẽ không có này nhã hứng mới đúng. Ách! Thân thể bất giác trì trệ, Trác Phàm thân thể nhất thời cứng đờ, tại hai nữ tử trước mặt quét tới quét lui rất lâu, mới thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vốn là hắn đang còn muốn ân nhân cứu mạng trước mặt lưu cái ấn tượng tốt, nhắc lại báo đáp sự tình, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, hết lần này tới lần khác sự tình đuổi kịp như thế tất, cái này toàn hiểu lầm. Riêng là cái kia Bách Lý Ngự Vũ, càng là thêm mắm thêm muối, cho hắn gây phiền toái. Hiện tại khác nói ấn tượng tốt gì, hắn cơ bản cùng chờ đồ lãng tử không có khác nhau. Nhưng dù vậy, cái kia làm chính sự vẫn là muốn sách một chút, sau đó Trác Phàm nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu. Trịnh trọng nói, nghĩ đến cô nương cũng là ngày đó cứu ta hài nhi tánh mạng tiểu thư A, đa tạ cứu giúp, không biết cô nương xưng hô như thế nào, lần trước đi được vội vàng, cũng chưa kịp hỏi. Nghe được lời này, nữ tử kia gương mặt lạnh lùng, từ chối cho ý kiến, thậm chí đều không đi nhìn hắn. Trụy Nhi lại là mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ, hung hăng trừng Trác Phàm liếc một chút, cười nhạo nói, tiên sinh cái này quá dối trá, trong thiên hạ, Phàm là gặp qua tiểu thư nhà ta dung mạo. Có cái nào người nam tử có thể không khom người chỉ thị, thỉnh giáo tiểu thư nhà ta phương danh. Tiên sinh lúc đó không có hỏi, là không có gặp tiểu thư nhà ta hình dáng, hiện tại gặp, lúc này hỏi ra, cũng không có gì kỳ quái. Tại sao lần trước đi được vội vàng câu chuyện, dạng này lấy cớ cũng quá nát đi. Phốc, che miệng cười một tiếng, Bách Lý Ngự Vũ một mặt chế nhạo xem Trác Phàm liếc một chút, trịnh trọng gật gật đầu, đúng, quá kém. Hung hăng trừng nàng liếc một chút. Trác Phàm thật dài phun ra một ngụm chọc khí, lại là không có cách nào, việc đã đến nước này, thì không cần quanh co lòng vòng, trực tiếp tiến vào chính đề tốt, sau đó lại liền ôm quyền, miễn cưỡng cười vui nói, cô nương đừng hiểu lầm, tại hạ không có gì có khác ý tứ, chỉ là lần trước hai vị cô nương đối với con của ta có cứu tri ân, tại hạ còn không rõ nội tình địa lấy đi hai vị cô nương chí bảo, bây giờ ta đem cái này Bắc Hải ngưng giao lấy ra, còn tại hai vị cô nương. Không biết phải chăng là còn có cái gì có thể cống hiến sức lực chỗ, lưu cho tại hạ đi làm, cho nên báo đáp chi tình. Nói, Trác Phàm trong tay ánh sáng lóe lên, đã là xuất ra cái kia hồ lô, đưa lên. Trong mắt lóe lên một đạo kỳ sắc, Trụy Nhi lúc này đi lấy tới, mở ra xem, quay đầu nhìn về phía tiểu thư nhà mình nói, tiểu thư, thật không mảy may thiếu. Còn trở về, lạnh lùng liếc nàng một cái. Tiểu thư kia một mặt đạm mạc, ngày đó hắn là cầm thánh linh thạch đổi, chúng ta không có lý do lại cầm về. Không không không, những cái kia thánh linh thạch toàn bộ làm như báo đáp, tiểu thư tuyệt đối đừng khách khí. Vội vã khoát khoát tay, Trác Phàm chặn lại nói. Bất giác khẽ cười một tiếng, tiểu thư kia lạnh lùng nói, tiên sinh đừng vội, ta lời còn chưa nói hết đây. Một đến khi đó cái này vốn là chàng mua bán, ta sẽ không đem bán đi đồ vật cầm về. Mặt khác. Tay bẩn chạm qua đồ vật, ta cũng sẽ không lại cầm. Nói, nữ tử kia ngón tay búng một cái, lúc này liền cách không lại đem hồ lô kia cho đánh bay hồi Trác Phàm trên tay. Cô nương, ta muốn nơi này có chút hiểu lầm. Mi mắt hơi hơi run run, Trác Phàm chăm chú địa nắm lấy hồ lô kia nhìn hai mắt, đạm mạc giải thích nói, vừa mới cô nương thấy, cũng không phải là tình hình thực tế, thực sự phía dưới cũng không phải cái gì chờ đồ lãng tử, mà nàng. Nói. Trác Phàm chỉ hướng Bách Lý Ngự Vũ chỗ đó, nhưng Bách Lý Ngự Vũ thật vất vả bắt đến một cái để Trác Phàm ăn quả đắng cơ hội, lại chỗ nào có thể buông tha đâu. Còn không đợi hắn nói xong, đã là lại chứa điềm đạm đáng yêu nói, cô nương, ta chính là cái tay không tấc sắt dân nữ, bị cái này cả gan làm loạn đồ vô sỉ nhìn lên đùa giỡn, ngài nhìn ta mặt mũi này phía trên thương tổn chính là nàng đánh. Chỉ trên mặt sưng đỏ, Bách Lý Ngự Vũ hiển thị rõ vụ oan sở trường. Thỉnh thoảng còn thừa dịp người không chú ý, hướng Trác Phàm nhíu nhíu mày, khiêu khích tại hắn. Sắc mặt nhịn không được trầm xuống, Trác Phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Có điều hắn lại hận, cũng không có đối diện cái kia hai tên nữ tử càng hận hơn. Nhìn lấy cái này tình tiết vụ án từng đống hành vi phạm tội, Trụy Nhi lúc này liền phẫn nộ, chỉ Trác Phàm mắng to lên tiếng, họ Cổ, lúc đó chúng ta thật sự là sai cứu ngươi, nguyên lai ngươi là loại người này, đùa giỡn không thành còn tới mạnh. Quả thực không bằng heo chó. Xin nhờ, tiểu nha đầu, người thấy rõ ràng, ta đi ra ngoài còn mang theo nữ nhi, người nào làm loại chuyện này mang trẻ em đi ra. Trác Phàm cũng là có chút tức giận, nhất chỉ thước nhi, hét lớn lên tiếng. Mí mắt rừng không ngừng run rẩy,
Trụy Nhi gặp này, lại là càng thêm phẫn nộ, ngươi một người làm ác cũng liền thôi, liền hài tử đều bị ngươi dạy hư, loại người như ngươi trên đời này, còn có cái gì dùng? Quả thực xúc sinh không bằng. Bờ môi không khỏi hơi hơi run run, Trác Phàm ngày bình thường nhanh mồm nhanh miệng, nhưng là tại cái này trước mặt nữ nhân, lại là làm sao đều hiểu thả không rõ. Hoặc là mọi người nói, tuyệt đối đừng cùng nữ nhân giảng đạo lý, thật có ý a. Coi như người xuất ra rõ ràng chứng cứ, các nàng cũng chỉ hội tin tưởng mình ánh mắt nhìn đến, lỗ tai nghe đến, cơ bản không cho ngươi giải thích a. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Trác Phàm lần nữa chỉ hướng Thước Nhi, các ngươi có thể hỏi một chút nữ nhi của ta, vừa mới đến tột cùng chuyện gì. Trời ạ, ngươi lại muốn đem như thế chuyện xấu xa liên lụy phía trên một cái tiểu cô nương, ngươi đến cùng có phải hay không người a? Lại nói, nàng nhỏ như vậy, biết cái gì? Vẫn là nói, nhỏ như vậy ngươi liền để nàng làm ngụy cung cấp, vì ngươi đắc tội. Trụy Nhi náo động mở rộng, thiên hạ vô địch, đã không cho Trác Phàm có chút giải thích. Trác Phàm thì là không còn gì để nói mà nhìn xem nàng, yên lặng gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, được, cô nương. Ngươi là ta gặp qua bình sinh mạnh nhất đối thủ, tại hạ cam bái hạ phong. Các ngươi nguyện nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế nào a, tại hạ nhận. Hừ, đã nhận, vậy bản cô nương nhưng là liền không thể làm như không nhìn thấy. Ánh mắt bất giác lạnh lẽo, nữ tử kia lúc này hét lớn lên tiếng. Khắp khuôn mặt là cười khổ, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Hai cái này nữ oa, phụ oan giá họa a. Ta nhận còn có thể thế nào? Các ngươi còn muốn giết ta hay sao? Không sai, ta cho ra mệnh, ta đưa ra ác, làm từ ta tự mình thu hồi mới là. Trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo trần trụi sát ý, nữ tử kia lúc này đạp chân xuống, liền bỗng nhiên nhất trưởng hướng Trác Phàm đánh tới. Hô! Lạnh lẽo gió lạnh cuồn cuộn thổi lên, nương theo lấy cái kia cường hãn nhất trưởng, Trác Phàm phụ cận đột nhiên liền kết xuất màu lam nhạt xương băng, thế nhưng là tại cái kia xương băng bên trong. Lại là có thăm thẳm lạnh lùng hỏa diễm tại đằng đắng thiêu đốt, chỗ đóng băng chỗ, tất cả đều biến thành một cái phong bế lò luyện, tất cả mọi thứ đảo mắt biến thành cho bụi. Trong mắt không khỏi run run, Bách Lý Ngự Vũ lúc này kêu lên, Nam Châu Mộ Dung gia huyền giai cao cấp vũ kỹ, gió lạnh liệt diễm trường. Ngươi là Mộ Dung gia tiểu thư, y tiên Mộ Dung Tuyết. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Mộ Dung Tuyết khẽ liếc nàng liếc một chút, lại là không để ý đến, mà chính là phất tay một cái. Bạch, một đạo lạnh lẽo gió lạnh xẹt qua, Trác Phàm toàn bộ thân thể đã là trong nháy mắt kết đông cứng tang lam băng phong bên trong, cuồn cuộn liệt diễm ngăn không được địa bàn phía trên thân hình hắn, tại kịch liệt thiêu đốt lên. Siêu, một cái lắc mình, Mộ Dung Tuyết không tiếp tục nhìn Trác Phàm liếc một chút, mà chính là lúc này xuất hiện tại Bách Lý Ngự Vũ trước mặt, trong mắt mang theo vẻ ngờ vực, thế mà liếc một chút liền có thể nhìn ra chúng ta Mộ Dung gia tuyệt kỹ, cô nương cũng không phải người bình thường a. Làm sao có thể sẽ là tùy tiện liền bị đùa giỡn hai nhà phụ nữ? Ha ha ha, nếu biết ta có lo nghĩ, cái kia còn một chiêu liền đem người kia cho giết. Chẳng lẽ ngươi thì không tra một chút, trong này có lẽ có kỳ quặc sao? Có lẽ sự tình, không phải ngươi tưởng tượng như thế, ngươi giết nhầm người cũng không nhất định a. Khóe miệng lộ ra một tia tà dị đường cong, Bách Lý Ngự Vũ không khỏi than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ Tước Nhi đầu. Nghe nói Mộ Dung gia luôn luôn tự xưng là thiên chi chính đạo, cứu vạn dân tại thủy hỏa hiệp nghĩa thế gia, lại vẫn cứ làm ra loại này lạm sát kẻ vô tội hành trình đường tới. Chỉ để lại cái này đáng thương cô nhi lưu lạc trần thế, mọi loại cơ khổ. Bất quá ngươi yên tâm, về sau ngươi liền theo tỷ tỷ a, hì hì ha ha. Lạnh lùng liếc nàng một cái, Mộ Dung Tuyết lại là cười lành lạnh ra, ta Mộ Dung gia xuất thủ, sẽ không vô duyên vô cớ. Cho dù ngươi sự kiện này có kỳ quặc, cũng không muốn gấp, hắn tại Trung Châu thế nhưng là làm xuống khó có thể tha thứ đại án, bao nhiêu người vô tội bởi vì hắn mà chết, có thể nói tội nợ từng đống. Bây giờ ta đem hắn diệt trừ, cũng coi là thế gian trừ nhất đại ác, không có nhục Mộ Dung gia phong. Trung Châu đại án, ánh mắt khẽ híp một cái, Bách Lý Ngự Vũ tỉ mỉ suy nghĩ, lại là chợt cả kinh kêu lên, chẳng lẽ là Hải Xuyên cửa hàng lần kia? Là hắn làm, giết chết đế quốc nhiều như vậy cao tầng, hừ hừ. Thật đúng là có bản sự a, lúc trước thật sự coi thường hắn. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, vừa nhìn về phía Tước Nhi cái kia hồn nhiên ánh mắt, Mộ Dung Tuyết không khỏi lạnh lùng lên tiếng, ta Mộ Dung Tuyết làm việc, sẽ tự mình khắc phục hậu quả. Nghĩ đến cô nương cũng không phải người lương thiện, đứa nhỏ này vừa mới hồ đồ, cần có người dẫn đạo. Đã ta giết phụ thân nàng,
ta tự sẽ đem nàng mang theo trên người dạy bảo, cũng không nhọc đến cô nương hao tâm tổn trí. Hừ, ngươi nói mang đi thì mang đi, đứa nhỏ này gần nhất cùng ta dễ thân gần rất, không cho phép người khác nhúng một tay tiến đến. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà mị nụ cười, Bách Lý Ngự Vũ sủi cười ra tiếng. Ánh mắt lạnh lẽo, Mộ Dung Tuyết toàn thân khí thế lần nữa đại phóng, nói như vậy đến, cô nương là muốn đánh. Động thì động, một cái Mộ Dung Tuyết mà thôi, ngươi cho rằng là ngươi đại ca Mộ Dung Liệt a, bản cô nương còn không có đem ngươi để vào mắt đây, hừ hừ. Song quyền hơi hơi chăm chú, Bách Lý Ngự Vũ cũng là tà cười ra tiếng. Thế nhưng là, hai người bọn họ vì tranh đoạt Trác Phàm sau khi chết quyền nuôi dưỡng, tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Tước Nhi lại là một mặt bình tĩnh, chẳng hề để ý chi sắc, chỉ là thỉnh thoảng nhìn về phía Trác Phàm bị đóng băng chỗ, từng tia màu đen lôi viêm, chính đang từ từ bò ra ngoài. Oanh! Một tiếng điếc tai nhức óc bạo hưởng đột nhiên phát ra, đem Trác Phàm giam cầm ở bên trong tòa kia băng phong, bất quá trong chớp mắt, liền ầm vang vỡ vụn ra, từng đạo màu đen lôi viêm lan tràn, đem bốn phía hết thảy toàn cũng hóa thành hư vô, bao quát cái kia cứng rắn xương lạnh cùng thăm thẳm lam viêm. Cũng là không có gì bất ngờ xảy ra, đều bị cái này màu đen thôn vệ hầu như không còn, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Trác Phàm chậm chậm đi ra, mắt trái bên trong màu đen lôi viêm lóe lên liền biến mất, lại là một cọng lông đều không làm bị thương, hoàn hảo vô khuyết. Thật sâu nhìn hai nữ liếc một chút, Trác Phàm sắc mặt biến đến có chút nghiêm túc, trịnh trọng liền ôm quyền nói, hai vị cô nương không cần tranh giành, tại hạ khuê nữ, tại hạ chính mình điều dưỡng liền có thể. Còn không cần làm phiền bên cạnh nhân thủ. Làm sao có thể, người chúng ta một trưởng kia, lại còn không chết. Trong mắt bất giác hơi hơi co rụt lại, Mộ Dung Tuyết tựa hồ có chút kinh dị, ngăn không được kêu thành tiếng. Bách Lý Ngự Vũ chăm chú chằm chằm Trác Phàm một lát, trong mắt cũng là không khỏi nổi lên một đạo kỳ sắc, đạm mạc gật đầu nói, nghĩ không ra ngươi tiểu tử này trừ tâm tư xảo trá bên ngoài, thực lực cũng không kém a. Phải biết, vừa mới một chiêu kia chính là Mộ Dung gia độc môn tuyệt học, cần hai đại thiên địa chí bảo mới có thể luyện thành, một là Bắc Hải vạn niên hàn băng tinh thể, cố không thể phá, hai là Nam Châu trong tâm nước viêm, hàn viêm đứng đầu. Hai người kết hợp, trong lửa nước, thủy trung hỏa, hỗ trợ lẫn nhau. Một khi chúng chiêu, hàn khí nhập thể, khó có thể phát lực, gân mạch cố kiệt, hỏa khí đốt người, nhập tâm nhập tỳ, lưu giữ lông không sinh bình thường người gặp phải. Chỉ sợ đã sớm bị chiêu này rút củi dưới đáy nồi, không quá mức không biết sao, trong nháy mắt bị đốt cháy vì hư vô, trốn không thể trốn, sống không thể sống, người thế mà bình yên vô sự đi ra. Ngược lại là lệnh ta lau mắt mà nhìn a. Nói nhảm, lão tử là người bình thường sao? Hung hăng chừng nàng liếc một chút, Trác Phàm cũng không nhìn nữa nàng, trái lại ngược lại nhìn về phía Mộ Dung Tuyết chỗ đó, mi mắt lắc một cái, nặng nề mà ôm một quyền nói, Mộ Dung cô nương. Tại hạ thực sự không có nghĩ đến ngươi lại là Nam Châu Mộ Dung gia tiểu thư, nghĩ đến ngày bình thường có quý huynh chiếu phụ, ngươi cần phải không có chuyện gì hội cần cực khổ đến tại hạ hiệu lực. Chỉ là tại hạ thiếu cô nương một cái nhân tình, ngày sau có cơ hội tổng sẽ trả hết, hiện tại trước tạm cáo lui, bảo trọng. Lần nữa cúi người hành lễ, Trác Phàm không có hai lời, nhìn về phía Tước Nhi cùng Bách Lý Ngự Vũ nói, chúng ta đi. Mà lại, phảng phất là muốn nóng lòng rời đi nơi này giống như. Trác Phàm nói rất thẳng thắn, làm được càng thẳng thắn, cơ hồ lời nói xong đồng thời, liền đã quay người vội vã rời đi, như có ý tránh đi Mộ Dung Tuyết, giây phút không muốn ở chỗ này giống như. Muốn đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi. Ánh mắt bất giác ngưng tụ, Mộ Dung Tuyết lúc này hét lớn một tiếng, đạp chân xuống, liền một lại phải hướng Trác Phàm sau lưng nhất trưởng đánh tới. Trong tay tản ra đạm mạc hàn mang, cuồn cuộn liệt phong, xen lẫn thấu xương hàn ý. Trong nháy mắt liền tới đến Trác Phàm lưng phụ cận. Mi mắt bất giác lắc một cái, Trác Phàm bỗng dưng quay người lại, kỳ lân tí hồng mang chợt thả, đụng một tiếng liền cùng cái kia ngọc trường, hung hăng đối một chút, lúc này liền đem cái kia Mộ Dung Tuyết cho đánh lui về, rơi xuống mặt đất, đăng 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 lui 5-6 bước, mới dừng hạ thân. Trác Phàm cũng là không khỏi hướng về sau liền lùi lại 4-5 bước, mới dừng lại là hai bên giao thủ, lúc này liều cái cân sức ngang tài. Thấy tình cảnh này, Bách Lý Ngự Vũ không khỏi nheo mắt, trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, vừa mới phá Mộ Dung Tuyết một trưởng kia, Trác Phàm khả năng có cái gì kỳ chiêu diệu thuật khắc chế, nhưng lần này hai bên đối trưởng, liều cũng là chân thật thực lực. Nhưng là lần này, vẫn như cũ là cái ngang tay,
cái này để cho nàng càng phát ra kinh dị. Bởi vì ở trong mắt nàng, Trác Phàm bất quá thần chiếu tam trọng mà thôi, làm sao có thể cùng dung hồn ngũ trọng Mộ Dung Tuyết giống nhau công lực. Vẫn là nói, tiểu tử này cũng là dùng thứ gì, ẩn giấu tu vi. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Ngự Vũ trong mắt hơi híp, lại là cũng không tính tiến lên, mà chính là cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy, dò xét lấy Trác Phàm sâu cạn. Tước Nhi không có Trác Phàm cho phép, ngày bình thường cũng chính là cái cô gái ngoan ngoãn bộ dáng, lại không chút nào động một ngón tay, riêng là ở trước mặt người ngoài, càng là như vậy. Trừ phi Trác Phàm thật gặp phải tình huống khẩn cấp, nhưng rất hiển nhiên, trước mắt nữ tử này, lại còn xa xa không thể đạt đến điểm này. Tiểu thư, Trụy Nhi gặp tiểu thư nhà mình vậy mà hai chiêu xuất thủ đều không thể chiếm đến bất kỳ tiện nghi, không khỏi trong lòng quính lên, vội vàng kêu lên. Đi vào bên người nàng, trên mặt đều ngưng trọng quan tâm chi sắc. Chậm rãi khoát khoát tay, Mộ Dung Tuyết không có liếc nhìn nàng một cái, chỉ là một đôi lãnh mâu chăm chú nhìn đối diện Trác Phàm, thỉnh thoảng còn tại hắn cái kia vừa mới cùng đối nhất trưởng kỳ lân tí phía trên ngó nhìn. Mà tại phía trên kia, đạm mạc băng xương đã cấp tốc ngưng kết. Minh bạch nàng ý tứ, Trác Phàm mí mắt hơi rủ xuống, chậm rãi nâng lên cái kia tràn đầy xương lạnh cánh tay phải. Lại là cười khẽ một tiếng, cô nương lúc này đại khái tại tính toán, vừa mới cái kia một trưởng hạ xuống, ta đến tột cùng thương tổn mấy phần đi. Ha ha ha, đáng tiếc, để cô nương tính sai, ta cánh tay này, không sợ nóng lạnh, cô nương băng tâm liệt diễm, chỉ sợ mảy may cũng không thể thấm vào một chút. Nói, Trác Phàm bỗng nhiên cánh tay phải chấn động, soạt một tiếng, từng đạo vụn băng, toàn bộ chấn vỡ đi ra, tản mát trên đất. Mà cái kia hiện ra hồng mang cánh tay. Lại là tản ra như xanh ngọc trạch, không có một tia tổn thương. Song Đồng không khỏi hơi hơi lắc một cái, Mộ Dung Tuyết trong mắt lóe lên từng đạo dị sắc, nhưng cũng là càng thêm ngưng trọng lên. Làm sao có thể, tiểu thư một trưởng kia mặc dù không phải gió lạnh liệt diễm trưởng, cũng không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Nhưng tiểu thư ngày bình thường đã sớm đem Bắc Hải Bông Tuyết, Thiên Địa Hàn Viêm luyện tại tâm tủy, một chiêu một thức bên trong đều mang hàn viêm chi lực. Bình thường cùng người đối trưởng, cho dù người kia công lực hơi mạnh, cũng sẽ bị hàn viêm xâm nhập, gân mạch tắc nghẽn, lần này sao lại thế? Trụy Nhi gặp, cũng là không khỏi lộ ra vẻ không thể tin được, nhìn lấy đối diện Trác Phàm, lẩm bẩm nói. Bách Lý Ngự Vũ thì là nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi chào phúng lên tiếng, xem ra hôm nay chúng ta Mộ Dung đại tiểu thư, xem như gặp phải khắc tinh. Nếu là đối phương thực lực viễn siêu nàng còn tốt, nàng còn có thể có cái lối thoát. Nhưng là rõ ràng công lực cùng với nàng tương xứng, kết quả chính mình chiêu số còn chiêu chiêu bị khắc, lại khó phát huy ngày thường công hiệu, ai nha nha. Lúc trước đem hai loại chí hàn tương khắc thủy hỏa năng lượng dẫn nhập thể nội, tiếp nhận mọi loại thống khổ, thật vất vả tu được cái này băng viêm hàn kình, bây giờ xem ra, thật sự là nửa điểm tác dụng đều không có a, ha ha ha. Ai, tiểu thư của chúng ta đến tột cùng chỗ nào đắc tội ngươi, lúc này còn muốn mở miệng mỉa mai. Trụy Nhi nghe này, nhịn không được lúc này đứng ra, cho tiểu thư nhà mình bất bình. Thế nhưng là Mộ Dung Tuyết lại không để ý chút nào, chỉ là chăm chú nhìn đối diện Trác Phàm chỗ đó, trong mắt tinh mang nhấp nháy, phảng phất tại suy nghĩ đối sách giống như. Nhìn thấy cái này vốn là ân nhân cứu mạng tiểu thư, chợt đem mình làm tuyệt đối không thể bỏ qua địch nhân, Trác Phàm cũng là một trận bất đắc dĩ, bật cười lắc đầu, lần nữa ôm quyền nói, Mộ Dung tiểu thư. Vừa mới sự tình trong lòng ngài cũng đã rõ ràng, thì cái này điêu phụ bộ dáng như thế, ai sẽ đùa giỡn nàng a? Nàng không đùa giỡn người khác, thế là tốt rồi. Ngài còn làm gì nhất định muốn chấp nhất tại tại hạ, không phải coi tại hạ là cửu nhân nhìn một dạng đâu. Ha ha, người nói ai là điêu phụ? Trong mắt bất giác chừng một cái, Bách Lý Ngự Vũ hung hăng khoét Trác Phàm liếc một chút, nổi giận đùng đùng bĩu môi. Nhưng là Trác Phàm không chút nào liếc nhìn nàng một cái. Chỉ là chăm chú nhìn đối diện Mộ Dung Tuyết, nhìn nàng phản ứng. Đáng tiếc, trong mắt nàng hận mang, cũng không có vì vậy có chút thu liếm, vẫn như cũ kiên định như vậy không rời. Giống như hôm nay chưa trừ diệt Trác Phàm, thì không thoải mái giống như. Đùa giỡn dân nữ tuy là đáng giận, nhưng tội không đáng chết, tại hạ không lại bởi vậy thì đối ngươi hạ sát thủ, ta còn không phải như vậy cực đoan người. Cô nương kia một mực dây dưa không thả là. Trung Châu mấy chục ngàn oan hồn. Sinh linh đồ thán, đều là bởi vì ngươi mà lên, việc này không thể không cứu. Ánh mắt khẽ híp một cái, Mộ Dung Tuyết trong mắt sát ý càng càng lạnh lẽo, cắn chặt hàm răng nói. Mi mắt lắc một cái,
Trác Phàm trên mặt có chút kỳ dị, Trung Châu. Cô nương hẳn là Nam Châu người A, mà lại đối địch với Trung Châu, coi như báo thù, cũng không cần đến vì Trung Châu người tính sổ sách đi. Nếu là ở hạ tại còn lại ba châu làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình, cô nương này giống như hành động nguyên do, còn có chút liên lụy, dù sao cũng là đồng minh, có thể bên trong châu. Ha ha ha, chúng ta tại tại giúp cô nương đối địch A. Đối địch nên tại xa trường thấy rõ ràng, mục tiêu cũng là Trung Châu quyền quý, nhưng là ngươi đem Hải Xuyên Thương Hội dắt đi vào là chuyện gì xảy ra. Để bọn hắn làm dê thế tội, ngươi tự rót chạy, thăm thẳm mấy chục ngàn oan hồn, há có thể buông tha ngươi bài này ác. Thì ra là thế, ngươi là vì bọn họ. Không khỏi mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, cô nương tâm thật là nhàn, làm một đám không liên quan người, đều có thể truy sát đến trên đầu ta. Thế nhưng là, bọn họ thật sự là ta hại sao? Hại bọn họ là mình tâm, quá tham. Hoặc là nói ngay từ đầu bọn họ dựa vào Trung Châu quyền quý lập nghiệp về sau, liền cần phải ngờ tới sớm muộn có một ngày như vậy, ta chỉ là đúng lúc gặp lúc A. Không khỏi lạnh hừ một tiếng, Mộ Dung Tuyết khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ngươi cho rằng ta không biết điểm ấy. Mà lại, ta cũng không phải là bởi vì bọn họ mà như thế đối ngươi. Đây là vì sao? Là thiên đạo lang lãng, không cho ngươi dạng này gian tà tồn tại. Thật sâu hít một hơi, Mộ Dung Tuyết trong mắt ngưng tụ, trịnh trọng lên tiếng, Hải Xuyên Thương Hội, hết thảy hướng lợi nhìn, đi được là mũi đao liếm máu thời gian, nhìn như lộng lẫy, nhưng lại nguy cơ trùng trùng, sớm muộn bởi vì Nam Châu biến hóa mà bị ném bỏ. Điểm này, ta sớm đã rõ ràng, nhưng là thịnh suy thời khắc, luôn có cái quá trình, con kiến hôi còn sống tạm bợ, huống chi là người đâu. Hải Xuyên Thương Hội sớm muộn hội diệt, nhưng trời có mắt rồi. Tuyệt không cái kia diệt nhanh như vậy, liên lụy rộng như vậy, tạo thành như này sinh linh đổ thán. Mà cái này tất cả mọi thứ, đều là bởi vì ngươi từ đó cản trở. Ma lâm nhân gian, mang đến là khó khăn. Trừ ma vệ đạo, chính là ta chính đạo chi trách nhiệm, không quan hệ vấn đề lập trường. Ngươi hôm qua làm cho Trung Châu lớn nhất đại thương hành tao ngộ vẫn diệt chi loạn, dẫn tới Trung Châu dung chuyển. Hôm nay ngươi lại xuất hiện tại Bắc Châu, phải chăng lại hội lập lại chiêu cũ? Khiến Bắc Châu dẫm lên vết xe đổ đâu. Hừ hừ, có lẽ người hoa ngôn xảo ngữ, có thể lừa một số dụng ý khó dò người cùng ngươi hợp tác. Nhưng cùng ma đồng hành, cuối cùng tất bị ma cắn nuốt, mỗi người đều đào thoát không, cũng tuyệt không phải người đứng xem. Nếu là ta hôm nay thả ngươi, có lẽ ngươi lần sau hại chính là ta, hoặc là ta chí thân, cho nên ta tuyệt sẽ không đối ngươi có chút dung túng. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Trác Phàm không khỏi dài ra một ngụm chọc khí. Hơi hơi gật gật đầu, thì ra là thế, đây là cô nương trong lòng chi đạo A, ngược lại là nhìn đến lâu dài. Xác thực, lưu ta như vậy người trên đời này, xác thực sẽ hại vô số người. Có lẽ có người cảm thấy ta hại là thế lực đối địch, hội cười trên nỗi đau của người khác, nhưng không thể nói được kết quả là, liền sẽ hại đến hắn trên thân. Tại ma trước mặt, không có người nào là người đứng xem, hại người cuối cùng hại mình. Cô nương có thể lo liệu tâm đạo, thấy rõ điểm này. Coi là thật khó được. Đáng tiếc thế nhân ít có cô nương xa như vậy gặp, chỉ cần người trong lòng còn có ma, tại hạ thì chả có tồn tại chỗ trống. Chỉ tiếc, tại hạ và cô nương là hai người khác đạo. Cáo từ. Khom người cúi đầu, Trác Phàm một mặt nghiêm túc, lộ ra cực kỳ nghiêm túc, xem như kết thúc trận này ân oán. Hắn sẽ không lại nghĩ đến báo đoạn này ân tình, bởi vì hắn gặp phải một cái chánh thức chính đạo, chính ma bất lưỡng lập. Hoặc là nói, một cái chánh thức chính đạo chi sĩ, vô dục tắc cương, không phải giả ma. Thật sâu nhìn lấy Trác Phàm cái kia chậm rãi nâng người lên thân thể, là như vậy trang nghiêm nghiêm túc, Mộ Dung Tuyết trong lòng bất giác hơi động một chút, tựa hồ lòng có cảm giác, hoàn toàn có thể cảm giác được Trác Phàm phần kia chân thành tha thiết, không khỏi thở dài, khẽ gật đầu nói tại ta gặp được gian tà chi đồ bên trong, ngươi xem như lớn nhất chính phái. Ách không, là lớn nhất quang minh lỗi lạc. Lúc đó trong xe cứu ngươi lúc, ta liền đã nói qua, nếu là ngươi có thể cải tà quy chính, nhiều làm việc thiện sự tình. Không có khả năng. Thế mà, còn không đợi nàng nói xong, Trác Phàm đã là đầy mặt lạnh lùng quả quyết phủ quyết nói, cô nương có chính mình chính đạo có thể thủ, tại hạ cũng có chính mình ma đạo muốn đi, chúng ta song phương là hai loại con đường khác nhau, không có gì có thể so tính, cô nương vẫn là không nên đem chính mình ý nguyện cưỡng ép thêm đến trên thân thể tại hạ đi. Nghi mắt không khỏi lắc một cái, Mộ Dung Tuyết nghe được lời này, không khỏi hơi có chút tức giận,
Đại trầm giọng quát, chẳng lẽ nói, ngươi nhất định muốn làm một người thế nhân không cam lòng đại ma đầu, làm ác đến cùng sao? Thế nào, chẳng lẽ tại cô nương trong mắt, ma đạo cũng là làm ác sao? Không khỏi mỉm cười lấy lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, cô nương, ngươi không hiểu ma đạo, không hiểu ta tại đi ra đường, cũng không cần thiện thêm bình thuật. Phải biết, nước quá trong ắt không có cá, người quá xét ắt chẳng ai theo. Thiên hạ này, chánh thức chính đạo chỉ là một cái cọc tiêu, như cô nương dạng này thôi, tu thân dưỡng tính còn có thể, hành tẩu thiên hạ nhưng lại xa xa không đủ. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần nhân tâm có ma, ma vĩnh viễn không bao giờ tiêu tan. Nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, rất lâu, Mộ Dung Tuyết không khỏi hung hăng nắm nắm quyền đầu, khẽ cắn răng ngà nói, ta không biết tiên sinh trong lòng ma đạo vì sao, ta chỉ biết lại như thế tha cho ngươi đi xuống, hẳn là thế gian đại hại. Đã tiên sinh không muốn quay đầu là bờ, vậy tại hạ đành phải được trừ ma vệ đạo chức vụ. Tiếng nói vừa tới, Mộ Dung Tuyết nhất thời trong nháy mắt trong tay bắt đầu kết động ấn quyết, tiếp lấy bỗng nhiên hướng không trung vung lên hai tay. Chỉ một thoáng, từng đạo ngân châm hiệp lấy phong sương bay múa chân trời, đủ có mấy vạn nhiều, ngay sau đó, tại cuồn cuộn cuồng phong bạo tuyết bên trong, bỗng dưng hóa thành từng cái thấu xương băng chùy, hung hăng hướng Trác Phàm chỗ đó nện xuống, khí thế mãnh liệt. Cái này muốn là đập thật, đừng nói là Trác Phàm, cho dù là cái này phương viên vài dặm đều muốn san thành bình địa. Thấy tình cảnh này, trên trấn người căn bản không biết chuyện gì xảy ra, đã là liên tục không ngừng địa vội vàng hướng bên ngoài chạy vội. Trong nháy mắt, một cái trấn nhỏ liền đột nhiên hóa thành một tòa không người hư không mộ phần, chỉ có tại chỗ mấy người, nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Mạn Thiên Hoa Vũ, Thiên Long Bàn Sơn, ánh mắt không khỏi khẽ híp một cái, Trác Phàm cũng không kinh hoàng, khóe miệng xẹt qua không hiểu nụ cười, thân thể lắc một cái, một đầu dài hàng trăm trượng bảy màu cự long liền chợt xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, trong nháy mắt liền đem Trác Phàm thân thể hoàn toàn bao khỏa đi vào, không thấu một tia khe hở. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, chính đang quan chiến Bách Lý Ngự Vũ không khỏi một mặt ngạc nhiên, kinh ngạc nói, tiểu tử này điên a, thế mà đem chính mình thần hồn thả ra, đối phương thế nhưng là dung hồn cao thủ, những thứ này băng chùy muốn nện ở cái kia thần hồn phía trên, thế nhưng là trong nháy mắt là có thể đem cái kia thần hồn nện cái nát như, tiểu tử kia cũng liền hết. Bất quá đạo lý ai cũng hiểu, nhưng là nguyên nhân chính là như thế, mọi người mới không tin Trác Phàm sẽ làm ra rõ ràng như thế việc ngốc. Bên trong nhất định còn có kỳ quặc. Kết quả là, mọi người chăm chú nhìn lấy đây hết thảy, lại chính gặp cái kia hơn vạn băng chùy phanh 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 địa nện ở long hồn trên thân, mà lại một đập chính là một cái động lớn, xâm nhập long thể. Lạnh lẽo hàn khí cấp tốc lan tràn, chỉ là trong chớp mắt, liền đem chọn cái long hồn cho đóng băng lên. Chờ tất cả vạn mai băng chùy đều nện xuống về sau, cái kia long hồn đã thủng trăm ngàn lỗ, còn biến thành một bộ tượng băng, tại gió lạnh thổi đến dưới. Hơi hơi rung động, tựa hồ tùy thời tùy chỗ liền muốn vỡ vụn thành một đống vụn băng giống như. Ách, Tước Nhi, phụ thân ngươi lần này thật xong, về sau cùng tỷ tỷ qua đi. Không khỏi nháy mắt mấy cái, Bách Lý Ngự Vũ vỗ Tước Nhi đầu, lại chỉ Mộ Dung Tuyết chỗ đó trêu đùa, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, cái này bà nương là giết phụ thân ngươi hung thủ, chờ tỷ tỷ đem bản sự truyền cho ngươi về sau, ngươi liền đến giết nàng, thay phụ thân ngươi báo thù, hắc hắc hắc. Nghe được lời này, Trụy Nhi không khỏi mi mắt lắc một cái, hung hăng trừng mắt về phía Bách Lý Ngự Vũ chỗ đó, Mộ Dung Tuyết lại là thở dài một hơi, từ chối cho ý kiến nhìn về phía nàng, cô nương muốn đem hài tử mang đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi. Ta nói qua, đứa bé này ta sẽ chăm sóc. Hừ, hung thủ giết người, ngươi không phải là muốn trảm thảo trừ căn đi. Ta Mộ Dung gia từ trước tới giờ không làm loại này chuyện xấu xa, ngươi yên tâm. Ta sẽ đem đứa nhỏ này nuôi dưỡng lớn lên, để cho nàng học tập, đến mức về sau nàng phải chăng muốn báo thù, nhìn chính nàng ý nguyện, ta tuyệt không quấy nhiễu. Lạnh lùng liếc nàng một cái, Mộ Dung Tuyết thản nhiên nói, tóm lại, nàng không thể đi phía trên phụ thân nàng đường xưa. Ta tin ngươi ta, ngươi cho ta 3 tuổi tiểu hài tử, ta có thể tin tưởng ngươi hội thật tốt đợi nàng. Vậy phải như thế nào, đem hài tử cho ngươi, để cho nàng đi với các ngươi thượng tà đường. Tốt, không được ầm ĩ, phiền chết. Mộ Dung Tuyết hai người lần nữa vì Trác Phàm sau khi chết Tước Nhi thuộc về vấn đề cãi lộn không ngừng, Tước Nhi cũng đã nhướng mày, không kiên nhẫn phất phất tay, quệt mồm nói, cha ta còn ở đây, các ngươi tranh giành cái gì tranh giành. Ta đồng ý, cha ta còn không đồng ý đâu. Song đồng ngưng tụ,
hai người đều là không thể tin nhìn Tước Nhi liếc một chút, sau đó lại nhìn về phía cái kia tàn phá không chịu nổi đóng băng long hồn, lại là trong mắt lóe lên một đạo nghi ngờ. Không thể nào, thần hồn đều biến dạng này, hắn còn có thể sống được. Thế mà, phảng phất là vì xác minh trong lòng các nàng hồ nghi, một tiếng cười khẽ lại là nhất thời theo cái kia tượng băng bên trong vang dội đến, ha ha ha. Vẫn là nữ nhi giải ta, Mộ Dung cô nương, ta nói qua ngươi không hiểu ma đạo, loại trình độ này chiêu thức, thương tổn không ta một sợi lông. Ma Long Vương, Long Hồn Bầu Trời. Một tiếng quát nhẹ, tòa kia đóng băng cự trên thân rồng đột nhiên tản mát ra cuồn cuộn khí lưu màu đen, giống như từng đạo vòng xoáy giống như, đem cái kia đầy trời vụn băng toàn bộ bao khỏa, sau đó hưu một tiếng, liền tất cả đều chìm ngập đến cái kia bóng đêm vô tận bên trong, dường như toàn hấp thu đồng dạng. Ngay sau đó, hắc khí biến mất, tính cả cái kia cự long cũng biến mất, chỉ có một bóng người hiện ra, lại chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ, khóe miệng vẫn như cũ treo đạm mạc nụ cười, không có bất kỳ cái gì thương tật. Làm sao có thể, đây chính là tiểu thư toàn lực nhất kích, còn đánh trúng hắn thần hồn, làm sao lại? Không khỏi đột nhiên mà kinh ngạc đến ngây người, Trụy Nhi nhất thời hét to lớn tiếng. Mộ Dung Tuyết cùng Bách Lý Ngự Vũ hai người, cũng là đầy mặt cảnh sắc, bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm, trên mặt đều là kinh sợ. Riêng là cái kia Bách Lý Ngự Vũ, càng là khó có thể tin nhìn lấy Trác Phàm. Tiểu tử này hôm nay tính toán đem nàng tam quan đều phá vỡ, thần hồn trọng thương đều không có việc gì, tiểu tử này mở cái gì hách. Mỉm cười lấy lắc đầu, Trác Phàm không khỏi vỗ vỗ tay, hướng Tước Nhi chỗ đó chiêu chiêu, Tước Nhi liền hoan thiên hỉ địa hướng Trác Phàm chỗ đó chạy đi, chỉ để lại Mộ Dung Tuyết Sáng nữ cái kia đầy mặt nghi hoặc khuôn mặt, thật lâu khó có thể lấy lại tinh thần. Lần nữa dắt Tước Nhi tay nhỏ, Trác Phàm nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, không khỏi thở sâu, cười nói, Mộ Dung cô nương, vốn là tại hạ muốn báo cô nương ân cứu mạng. Nhưng người ta chính mà bất lưỡng lập, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Ta cũng không muốn cô nương chính đạo trường tồn, nhiễm chúng ta ma khí, bẩn cô nương thanh danh. Cho nên vừa mới cô nương chiêu kia, tại hạ cứng rắn thụ, xem như đoạn ân oán này. Từ nay về sau, cô nương đi đường làm quan mở rộng, tại hạ đi độc mộc cầu nhỏ, không có gì gặp nhau, tại hạ cũng không có đoạn này lo lắng, như vậy cáo từ. Nói xong, Trác Phàm nhất thời lôi kéo Tước Nhi tay nhỏ. Đi về phía nơi xa đi đến. Chờ một chút, người cái này có ý tứ gì, bốc lên thần hồn đều tổn hại mạo hiểm, tiếp ta một chiêu, tính toán đưa ta nhất mệnh sao? Thế nhưng là, nghe xong Trác Phàm nói, Mộ Dung Tuyết lại là có chút gấp, trong lòng bỗng dưng phát lên một đạo không cam lòng đến, không biết nghĩ như thế nào, hoặc là căn bản không có suy nghĩ gì, thì dưới chân bỗng nhiên một bước, tại hạ hướng Trác Phàm phóng đi, chỉ bất quá lần này, nàng không phải xuất trưởng. Mà chính là biến trưởng thành chảo à, không phải chặn đánh thương tổn Trác Phàm, mà chính là muốn bắt lấy hắn, hỏi thăm rõ ràng. Bản cô nương hành sự luôn luôn phân biệt rõ ràng, cứu mạng cũng là cứu mạng, không cần ngươi còn. Trừ ma vệ đạo, chính là muốn trừ ma, cũng không cần ngươi để, ngươi đem hai chuyện này hợp đến cùng một chỗ, nói đoạn ân oán này, tính toán có ý tứ gì. Lưu lại cho ta, nói rõ ràng lại đi. Ngự Vũ, ngăn lại nàng. Không quay đầu lại, Trác Phàm chỉ là đạm mạc lên tiếng. Bách Lý Ngự Vũ nghe đến, vừa muốn động thân, lại là có là trì trệ, bĩu môi, trợn mắt một cái, trong lòng oán thầm, dựa vào cái gì nghe hắn. Thế nhưng là, dường như đã sớm xem thấu nàng tâm tư giống như, Trác Phàm không chờ lời nói xong, lại tới một câu, lão gia tử. Liền sẽ cầm hắn tới áp ta. Da mặt nhịn không được co lại, Bách Lý Ngự Vũ đương nhiên biết Trác Phàm nói là người nào. Không khỏi giận hừ một tiếng, không cam lòng địa ngoác miệng ra đến, cắn răng nói, cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn, ngươi chờ đó cho ta. Bất quá, nàng tuy nhiên không cam lòng, vẫn là chiếu vào Trác Phàm ý tứ, một cái lắc mình, trong nháy mắt liền tới đến Mộ Dung Tuyết trước mặt, nhất thời ngăn tại trước người nàng. Trong mắt giận dữ, Mộ Dung Tuyết không biết Bách Lý Ngự Vũ thân phận, lúc này tràn ngập hàn kình nhất trưởng hướng nàng mặt đánh tới, mau tránh ra cho ta. Hừ. Tiểu nha đầu, không biết trời cao đất rộng, còn thật dám động thủ với ta. Nhếch miệng cười một tiếng, Bách Lý Ngự Vũ không chút phật lòng, chỉ là thân thể hơi hơi lắc một cái, liền oanh một tiếng, một đạo khí thế cường hãn đột nhiên phát ra. Mộ Dung Tuyết một trưởng này còn chưa đánh tới, đã là đụng một tiếng trong nháy mắt bị phản chấn trở về, khóe miệng bỗng dưng xẹt qua một đạo đỏ tươi máu tươi. Thế nhưng là nàng lại không có công phu đi để ý tới,
chỉ là một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Bách Lý Ngự Vũ, cả kinh nói Quy Nguyên cao thủ. Hắc hắc, biết liền tốt, cô gái nhỏ không coi ai ra gì, hiện tại biết cô nãi nãi lợi hại đi. Nhếch miệng lên, Bách Lý Ngự Vũ không khỏi đắc ý dương dương đầu, cười ta nói, muốn theo cô nãi nãi động thủ, luyện thêm cái mấy ngàn năm a, hừ hừ hừ. Ngự Vũ, lắm lời quá, đi. Không quay đầu lại, Trác Phàm chỉ là bình tĩnh lên tiếng. Không khỏi bất đắc dĩ bĩu môi, Bách Lý Ngự Vũ một mặt không cao hứng, nhưng thân thể vẫn là rất thành thật đến theo Trác Phàm tốc độ đi, đắc chí cái gì sức lực, còn không phải trận chiến lão tổ tông uy nghiêm. Không phải vậy lời nói, cô nãi nãi không phải. Trong miệng lẩm bẩm, Bách Lý Ngự Vũ sau lưng Trác Phàm dương nanh múa vuốt không ngừng, Trác Phàm làm không có phát hiện, vẫn như cũ bình tĩnh, không rảnh để ý. Thế nhưng là đúng lúc này, một cỗ nóng rực cuồng phong bỗng nhiên bao phủ toàn bộ tiểu trấn. Chỉ là trong nháy mắt công phu, cao mấy mét tuyết động tất cả đều hóa thành cuồn cuộn sóng nhiệt, tiêu tán vô tung. Thấy tình cảnh này, Mộ Dung Tuyết không khỏi hai mắt tỏa sáng, vui kêu ra tiếng, đại ca. Nam Châu đệ nhất cao thủ, Liệt Dương kiếm thần, Mộ Dung Liệt. Thân thể hơi chậm lại, Trác Phàm mi mắt không khỏi lắc một cái, thì thào lên tiếng. Sau lưng Bách Lý Ngự Vũ, cũng là không khỏi dừng lại, lỗ mãng sắc mặt rốt cục biến đến ngưng trọng dị thường lên. Bạch, một cái lắc mình, một bộ đỏ thấm chiến bào tại cuồn cuộn liệt trong gió, nghênh phong phiêu đáng, rất là dễ thấy. Một cái mặt mũi tràn đầy thổn thức dâu ria, thân thể cường tráng trung niên bóng người, nhất thời xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Riêng là làm hắn nhìn đến trọng thương trên mặt đất Mộ Dung Tuyết lúc, nhất thời thân thể chấn động, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, Tuyết Nhi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Gia chủ, có người khi dễ tiểu thư. Nhìn người nọ đến, Trụy Nhi không khỏi nhất thời như tìm tới chỗ dựa giống như, vội vã tiến lên cúi đầu, chỉ Trác Phàm bọn người khóc kể lể, gia chủ ngài muốn vì tiểu thư làm chủ a, tiểu tử kia trước kia tiểu thư cứu qua hắn cùng hắn nhi tử mệnh, nhưng lần này thế mà lời oán báo ân, sai xử cái kia ác nữ người đã thương tiểu thư, mời gia chủ nhất định muốn vì tiểu thư xả cơn giận này mới là. Nghe được lời này, Trác Phàm không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng. Hắn đã sớm biết, Trụy Nhi cái tiểu nha đầu này tuyệt đối là hung hăng càn quấy, thiên hạ vô địch, trong lúc đó đi qua nàng không thấy sao, lại trực tiếp tỉnh lược, một đỉnh lấy oán báo ân cái mũ chụp xuống, đoán chừng vị này Mộ Dung gia chủ yếu giận. Nha đầu này, thật mẹ hắn là kéo cừu hận một cái tốt trợ thủ, không vào ta ma đạo thật sự là nhân tài lãng phí. Đại ca, thực, hơi hơi động nhích người, Mộ Dung Tuyết lúc này mở miệng, muốn giải thích một chút. Cũng là bị Mộ Dung Liệt chậm rãi khoát khoát tay, ngừng lại nàng nói tiếp. Nhẹ nhàng địa liếc một cái nàng cái kia vội vàng khuôn mặt, Mộ Dung Liệt lại ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, lạnh lùng lên tiếng, tại hạ Nam Châu Mộ Dung thế gia Mộ Dung Liệt, vốn là được mời tại Bắc Hải Chi Tân chỗ đó nghỉ chân, nhưng trước mấy ngày nghe nói Hải Dương Tông ra chuyện, liền đến đây dò xét một phen, không biết các vị là người nơi nào các loại, nhưng là từng nghe đến cái kia Hải Dương Tông sự tình. Song quyền hơi hơi siết chặt, Bách Lý Ngự Vũ trong mắt lóe đạm mạc hàn mang, sát ý hiển thị rõ. Mộ Dung Liệt thật sâu liếc nhìn nàng một cái, nhưng cũng là khóe miệng xẹt qua một tia không sai đường cong, ngón tay bắt đầu hơi hơi rung động động. Nam Châu đệ nhất cao thủ, Liệt Dương kiếm thần, Mộ Dung gia chủ, cửu ngưỡng đại danh. Lúc này, Trác Phàm vẫn không có quay người nhìn Mộ Dung Liệt liếc một chút, lại là mỉm cười, gật đầu nói, chúng ta chỉ là cái khách qua đường mà thôi. Không biết Hải Dương Tông đến cùng phát sinh cái gì, không thể giúp Mộ Dung gia chủ cái gì, xin hãy tha lỗi. Ngược lại là tại gió này sương trong chấn, cùng lệnh muội ngược lại là có chút hiểu lầm, bất quá đã tiêu trừ, ngược lại không có gì. Đến mức tường tình, tin tưởng lệnh muội về sau tự sẽ giải thích, chúng ta còn thời gian đang gấp, thì không nhiều phụng bồi, cáo từ. Vừa dứt lời, Trác Phàm liền lôi kéo Tước Nhi tiếp tục rời đi. Bách Lý Ngự Vũ cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng đuổi theo đi, không nói một lời. Chăm chú nhìn bọn họ nhất cử nhất động không thả, Mộ Dung Liệt trầm ngâm một chút, lại là lần nữa lên tiếng nói, chờ một chút, tiên sinh làm gì vội vã như vậy đâu. Tại hạ hành tẩu tại Nam Châu nhiều năm, không phải không giảng đạo lý người, Mộ Dung thế gia hiệp nghĩa chi hào, cũng không phải tùy tiện thổi ra. Đã tiên sinh cùng xá muội có chút hiểu lầm. Không bằng để tại hạ làm rõ bên trong chân tướng sau lại nói. Nếu là xá muội chi sai lời nói, tại hạ nhất định đợi xá muội hướng tiên sinh bồi tội. Nếu là bên trong thật có cái gì hiểu lầm,
nói ra cũng liền không sao, tại hạ cùng với tiên sinh nâng cốc nói chuyện vui vẻ, kết giao bằng hữu, không phải cũng là chuyện tốt một cọc sao. Mộ Dung Liệt trong lúc nói chuyện 10 phần cung kính biết lễ, hiển thị rõ đại gia chi phong, không có chút nào ép buộc cảm giác. Có thể thấy được Mộ Dung gia phong, xác thực thuần chính. Nếu là bình thường người nghe được lời này, còn không mừng rỡ rất là vui vẻ lưu lại, cùng cái này Nam Châu đệ nhất thế gia gia chủ thật tốt làm nhảm phía trên hắn 10 ngày nửa tháng. Đoán chừng đến lúc đó đuổi đều đuổi không đi, đây chính là cái thấy người sang bắt quàng làm họ cơ hội tốt ha. Đáng tiếc, Trác Phàm chuyến này lại không nên như thế quang minh chính đại lộ mặt, Bách Lý Ngự Vũ càng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại. Cho nên, Trác Phàm vẫn là lắc đầu, cười khẽ cự tuyệt nói, Mộ Dung gia chủ hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, nhưng tại hạ chuyến này thật có sự tình, thực sự không có biện pháp trì hoãn. Như là ngày sau tại hạ hư không phía dưới thời gian, lại đến Mộ Dung gia đến nhà bái phỏng a, nếu là đến lúc đó gia chủ không ngại tại hạ phiền phức, tại hạ nên nhiều quấy rầy mấy ngày còn hiện tại a, ha ha. Trước tạm cáo từ. Lời nói xong, Trác Phàm đã là không kịp chờ đợi lần nữa chuồn đi. Chờ một chút, tiên sinh dừng bước, tại hạ còn có một số sự tình muốn thỉnh giáo tiên sinh. Ánh mắt khẽ híp một cái, Mộ Dung Liệt trong lòng càng thêm sinh nghi, vội vã giống to lên tiếng. Làm như không nghe thấy, Trác Phàm dưới chân không giảm chút nào. Mộ Dung Liệt gặp này, trong lòng hồ nghi nhất thời liền có vững tin. Đám người này quả nhiên khả nghi, có lẽ cũng là Trung Châu thám tử. Kết quả là, không nói hai lời, lúc này một cái bay người bỗng dưng hướng Trác Phàm chỗ đó phóng đi. Tiên sinh thần thái trước khi xuất phát vội vàng, chẳng lẽ trong lòng có quỷ, không dám gặp người sao? Bạch! Thế mà, ngay tại Mộ Dung Liệt lập tức muốn bắt đến Trác Phàm bóng lưng lúc, một đạo băng lãnh bóng người lại là bỗng nhiên vọt đến trước mặt hắn, nhất trưởng đánh ra. Chỉ một thoáng, từng đạo lôi mang nổ vang, tiếng gió vù vù hạc lệ, cường hãn một đạo kiếm mang, bỗng dưng hướng Mộ Dung Liệt cái trán đánh tới. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Mộ Dung Liệt không khỏi trong lòng hoảng hốt, mạnh mẽ như vậy uy lực, hắn cùng người đối địch thế nhưng là rất ít gặp phải, không ngăn được vội vã vung ra một đạo nóng rực kiếm chỉ, cùng chạm vào nhau. Đụng! Như sấm nổ tung bầu trời, thiên địa rung động, kiếm vương cấp cao thủ một lần va chạm, khuếch tán ra sóng xung kích, nhất thời làm cho toàn bộ tiểu trấn, chỉ là trong nháy mắt, liền một tiếng ầm vang hóa thành bột mịn, phiêu tán vũ thiên địa chi danh giới. Khí thế cường đại đem Mộ Dung Tuyết cùng Trụy Nhi hai nữ một đến thổi lên, sau đó nặng nề mà đập tại cát vàng bên trong, chờ nhô đầu ra, thả mắt nhìn đi, lại chỉ thấy trước mặt hết thảy đều biến mất, chỉ có một vùng phế tích tồn tại. Cái này sao có thể, đại ca xuất thủ luôn luôn có chừng mực, sao lại thế? Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Mộ Dung Tuyết không khỏi quá sợ hãi, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía nơi xa, lại là càng là không khỏi thân thể lắc một cái, đầy mặt hoảng sợ. Chỉ thấy giờ này khắc này, Mộ Dung Liệt đứng ở Yêu Kiều danh tiếng trước, sắc mặt nghiêm túc, một mặt ngưng trọng nhìn hướng phía dưới bóng người, một cái tay còn không khỏi tại khẽ run, từng đạo lôi mang thỉnh thoảng đến trên tay chợt lóe lên. Mà phía dưới, Trác Phàm lôi kéo Tước Nhi tay, nhưng như cũ tại cuồng phong kia bên trong yên tĩnh đứng lặng, phía sau hắn, ngăn tại Mộ Dung Liệt trước người, là Bách Lý Ngự Vũ cái kia băng lãnh khuôn mặt. Xoạt! Một tiếng vang nhỏ, theo phế tích bên trong bò ra ngoài một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, lại chính là Trụy Nhi không thể nghi ngờ. Cũng là một mặt kinh dị nhìn tứ phương liếc một chút, Trụy Nhi tìm chốc lát, liền phát hiện tiểu thư tồn tại, không khỏi vội vã đi vào bên người nàng. Cả kinh nói, tiểu thư, cái này. Này sao lại thế này, gia chủ vì sao muốn mang ra cái trấn nhỏ này a? Không phải đại ca muốn hủy, mà chính là gặp phải có thể cùng nhất chiến đối thủ, lại khó thu lực. Hai người đối trưởng dư âm, mới đem cái trấn nhỏ này phút chốc hủy diệt. Mi mắt ngăn không được địa run rẩy, Mộ Dung Tuyết chăm chú nhìn nơi xa ba người kia bóng người, trên mặt ngưng trọng cũng là càng ngày càng hiện ra, lẩm bẩm nói, cái này trong thiên hạ. Có thể cùng đại ca đánh đồng, chỉ có các châu đệ nhất cao thủ, còn có Trung Châu cửu kiếm vương. Thế nhưng là hắn châu chí cường giả, đại ca đều rất quen thuộc, nhưng bây giờ xuất hiện như thế một cái có thể cùng đại ca chống lại tồn tại, chỉ có thể nói rõ, người này là cửu kiếm vương, tê. Không khỏi bỗng nhiên hít sâu một hơi, Trụy Nhi không thể tin nhìn lấy Bách Lý Ngự Vũ chỗ đó phương hướng, hai chân mềm nhũn, trong lòng bỗng dưng liền lo sợ lên. Đầu đầy mồ hôi đổ như thác nhất thời chảy xuống, tiểu thư, vừa mới ngươi kém chút cùng cửu kiếm vương đánh nhau,
nguy hiểm thật a. Muốn là hắn thật có giết tiểu thư chi tâm, như vậy. Mi mắt run lên, Mộ Dung Tuyết cũng hơi hơi gật gật đầu, thở dài lên tiếng, đúng vậy a, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Cửu Kiếm Vương bóng người. Chỉ bất quá, nữ tử kia là Cửu Kiếm Vương, nhưng là cái kia cổ nhất phàm đâu. Khác công pháp tuy nói kỳ dị, nhưng ta vừa mới cùng hắn đối nhất trưởng, hoàn toàn không có đến Cửu Kiếm Vương mạnh mẽ như vậy, thậm chí ngay cả quy nguyên cảnh cũng không đạt đến. Thế nhưng là, hắn sao có thể điều động đến Cửu Kiếm Vương cho hắn bán mạng? Có lẽ hắn là hoàng tử đâu? Sẽ không, Cửu Kiếm Vương chỉ tuân mệnh bất bại kiếm tôn, còn lại người đều không thể sai xử. Có lúc có lẽ sẽ nghe thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ, trừ hai người này bên ngoài, Cửu Kiếm Vương một mực không tuân theo mệnh, cho dù là kiếm tinh hoàng đế cũng giống vậy. Mi mắt thật sâu nhăn lại, Mộ Dung Tuyết rơi vào do dự bên trong, chỉ là bây giờ cái này cổ nhất phàm đến tột cùng là thân phận gì, có thể. Mà lại, hắn là diệt kiếm tinh đế quốc 1/3 cao tầng kẻ cầm đầu, như thế nào lại cùng kiếm vương trộn lẫn đến cùng một chỗ đâu. Mộ Dung Tuyết trong lòng không hiểu, Trụy Nhi bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, cũng là trăm bề không được giải, chỉ có thể yên lặng nhìn lấy phía trước song phương rằng co, mi mắt thật sâu nhíu lại, mặt mũi tràn đầy viết nghi hoặc hai chữ. Thế nhưng là rất nhanh, nàng lại là đột nhiên địa la hoảng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, song đời, tiểu tử kia có Cửu Kiếm Vương chỗ dựa, vừa mới ta như vậy nói xấu hắn, hắn có thể hay không để Lộ Tư trả thù, để Cửu Kiếm Vương đến ám sát ta à, vậy nhưng sao sinh là tốt. Tiểu thư, ta còn không muốn chết a, ô ô ô. Để ngươi bình thường miệng lưỡi không tha người, nói vớ nói vẩn, họa là từ ở miệng mà ra không biết sao. Hung hăng chừng nàng liếc một chút. Mộ Dung Tuyết lại là bất đắc dĩ bật cười lắc lắc đầu, bất quá ngươi yên tâm, nếu là Cửu Kiếm Vương đều có thể đến ám sát ngươi như thế cái tiểu nha đầu lời nói, vậy ngươi nhất định sẽ thế gian nghe tiếng, giá trị con người tăng lên gấp bội a, cũng chết đúng chỗ. A, ta không muốn giá trị con người tăng lên gấp bội, ta chỉ muốn thật tốt còn sống a. Ngốc nha đầu, ngươi không có cơ hội này, phốc. Không khỏi cười nhẹ lắc lắc đầu, Mộ Dung Tuyết nhìn lấy Trụy Nhi bộ này ngốc dạng, bất giác mỉm cười. Một phương diện khác, Mộ Dung Liệt cùng Bách Lý Ngự Vũ một trưởng kia, Trác Phàm nội tình tương đương bại lộ một nửa, Mộ Dung Liệt lòng cảnh giác cũng một đến sách cao lên, chăm chú nhìn Trác Phàm không thả, đồng thời cùng Mộ Dung Tuyết một dạng, trong mắt cũng tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Ta nếm ngửi Trung Châu Cửu Kiếm Vương bên trong, chỉ có một nữ tử, Bách Lý Ngự Vũ, thế nhưng là không biết các hạ người nào, có thể mời đến Lãnh Vũ Kiếm Vương làm bồi hộ, coi là thật đến. Mộ Dung gia chủ hiểu lầm. Tại hạ những người này không phải Trung Châu người, chỉ bất quá người một đường ngươi, xin ngài không muốn lại nghi ngờ. Không có quay người, Trác Phàm vẫn như cũ thần sắc tự nhiên, sâu xa nói, nếu chúng ta là Trung Châu tiếng người, hiện tại theo ngươi nói cũng không phải là tại hạ, mà chính là bất bại kiếm tôn lão thất phu kia. Lão thất phu, không khỏi thân thể lắc một cái, Mộ Dung Liệt nghe được lời này, nhất thời sửng sốt. Hắn biết. Trung Châu tất cả cao tầng đối bất bại kiếm tôn đều rất là sùng kính, nào có nửa phần làm nhục chi tâm tồn tại, càng thêm không dám xính tại miệng lưỡi. Cho dù là hãm sâu nhà tù bên trong, cũng sẽ không đối chính mình lão tổ tông như thế bất kính, nhưng là tiểu tử này mở miệng cũng là lão thất phu, như vậy ngả ngớn. Chẳng lẽ nói, hắn thật không có quan hệ gì với Trung Châu? Dưới gầm trời này, trừ Nam Châu những cái kia bên ngoài cao thủ bên ngoài, còn có khác có thể cùng Cửu Kiếm Vương chống lại cường giả tồn tại. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Liệt đối với Trác Phàm đột nhiên toát ra ba chữ, lại là nhất thời đối với hắn lòng nghi ngờ đại giảm. Chỉ có Bách Lý Ngự Vũ, song quyền bất giác chăm chú, trong lòng một trận thầm giận. Ngay trước mặt nàng làm nhục lão tổ tông, cùng đánh nàng mặt không thể nghi ngờ a. Nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, Mộ Dung Liệt trầm ngâm rất lâu, vẫn là khó có thể an lòng. Tiếp tục truy vấn nói, đã tiên sinh cũng không phải là Trung Châu người, đến tột cùng người thế nào, đến từ nơi đâu, đến đây Bắc Châu lại ý muốn như thế nào. Vừa mới tại hạ đã nói, chúng ta chỉ là người một đường thôi, Mộ Dung gia chủ liền không cần truy đến cùng đi. Nếu là tầm thường tình huống, tại hạ tất không hội vô lễ như thế, tìm hiểu tiên sinh nội tình. Chỉ tiếc bây giờ Bắc Châu tình thế khẩn cấp, tại hạ không thể không cẩn thận là lớn, mong rằng tiên sinh thứ lỗi. Thế nhưng là, ta như hết lần này tới lần khác không muốn cáo chi đâu. Ánh mắt không khỏi khẽ híp một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, nhạt cười ra tiếng. Cười lạnh,
Mộ Dung Liệt bỗng dưng phóng xuất ra khí thế cường đại, trong mắt cũng đầy là vẻ kiên định, không hề nhượng bộ chút nào. Như vậy rất xin lỗi, tại xác nhận tiên sinh bối cảnh trước đó, tại hạ nhưng là tuyệt sẽ không thả tiên sinh rời đi nơi này. Ha ha ha, Liệt Dương kiếm thần lời ấy liền nói quá tự phụ đi. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, tiếp lấy liền lôi kéo Tước Nhi tay, tiếp tục đi đến phía trước, chỉ là một tiếng lẩm bẩm lại là thăm thẳm truyền ra, rơi xuống Bách Lý Ngự Vũ trong tai, ta cùng Tước Nhi đi trước, một hồi đuổi đi lên. Ánh mắt bất giác nhíu lại, Mộ Dung Liệt thấy tình cảnh này, lúc này mạnh mẽ dậm chân, bỗng nhiên hướng Trác Phàm chỗ đó bay đi, hét lớn lên tiếng, tiên sinh như vậy nói đi là đi, cũng quá không đem tại hạ để vào mắt đi. Bạch! Thế mà, đúng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp lóe qua, Bách Lý Ngự Vũ thân thể lại là mãnh liệt địa xuất hiện ở trước mặt hắn, đem hắn tiến lên đường cản lại. Sớm đã ngờ tới đây hết thảy, Mộ Dung Liệt cũng không kinh dị, chỉ là thân thể đột nhiên lắc một cái, toàn bộ bầu trời nhất thời hóa thành một mảnh nóng rực hỏa vân, đốt thiên nấu biển, khô nóng khó làm. Nguyên bản phong tuyết bay múa, vụn băng đầy trời Bắc Châu khắp nơi, bỗng dưng liền biến thành núi lửa bạo phát viêm địa đồng dạng, trong không khí nhiệt độ, trong nháy mắt liền đã nhanh muốn đạt tới dung nham khắp quá trình độ. Những khả năng kia trải qua mấy trăm năm tích phía dưới băng tuyết, cũng tại cái này đột nhiên ấm lên độ dưới, còn chưa hòa tan, liền đã biến thành hơi nước, tiêu tán vô tung. Chỉ là trong nháy mắt, cái này Bắc Quốc phong cảnh nhất thời thay hình đổi dạng, trở thành địa ngục liệt viêm. Toàn bộ thiên địa, cũng hoàn toàn rơi vào Mộ Dung Liệt trong khống chế. Quy Nguyên đỉnh phong cực hạn thực lực, làm cho tất cả tại phiến thiên địa này ra đời linh, đều thành hắn vật trong bàn tay, khó có thể đào thoát. Bất quá, đối mặt tình cảnh này, người bình thường đoán chừng sớm đã hoảng sợ nước tiểu, chỉ chờ thúc thủ chịu trói, nhưng Bách Lý Ngự Vũ là ai, há có thể bị cái này Nam Châu đệ nhất nhân một chiêu trấn trụ. Kết quả là, nàng cái kia băng lãnh hai con người cũng là không khỏi lóe qua một đạo tà dị lôi mang, tiếp lấy thân thể chấn động, mãnh liệt phát ra khí thế cường đại. Chỉ một thoáng, sấm sét từng trận, ngân quang đầy trời. Nhưng gặp cái kia ùn ùn kéo đến cự lôi tiếng vang, nguyên bản đỏ thẫm hỏa nhiệt bầu trời, đúng là có hóa thành một mảnh hải dương màu bạc. Bên trong bay múa từng đạo lạnh lôi quang kiếm khí, rất là mãnh liệt, dường như tất cả tiến vào cái này lôi mang phía dưới hết thảy sự vật đều sẽ bị trong nháy mắt vỡ nát chôn vùi giống như. Thấy tình cảnh này, Thiên Phú hai nửa cảnh tượng kỳ dị, Mộ Dung Tuyết cùng nha đầu Trụy Nhi nhìn đến lại là một trận hoảng hốt. Tuy nhiên các nàng sớm đã nhìn ra cái này Bách Lý Ngự Vũ không đơn giản, cùng với nàng huynh trưởng là cùng một đẳng cấp đối thủ, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, hai người không ngờ là thật sự lực lượng ngang nhau, không chút nào nhường. Cửu kiếm vương cấp bậc tuyệt đối đạo sức, làm cho toàn bộ thiên địa đều tại run không ngừng. Khó có thể tự kiềm chế không biết nên đứng ở một bên nào mới tốt. Ha ha ha, cô nương quả nhiên là khó được đối thủ tốt, thì công lực mà nói, cùng tại hạ tương xứng, khó trách vị tiên sinh kia sẽ như thế có tự tin, có thể thoát khỏi tại hạ dây dưa. Có cô nương dạng này hộ vệ tại thân, tại hạ cho dù cùng cô nương đại chiến 3 ngày 3 đêm, cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại, đâu còn có năng lực lại đuổi kịp hắn. Ngửa mặt lên trời nhìn xem cái này phân biệt rõ ràng bầu trời. Lại trông mong nhìn xem vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, từng bước, chậm rãi đi xa Trác Phàm bóng lưng, Mộ Dung Liệt không khỏi lúc này cười lớn một tiếng, một mặt tán thưởng gật đầu. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền lại nhếch miệng lên, ta cười ra tiếng nói, bất quá đáng tiếc, các ngươi khả năng tính sai một việc, cô nương tuy nhiên cùng tại hạ thực lực tương đương, nhưng nếu tránh thức khai chiến, cô nương chưa hẳn có thể cản ta 10 chiêu. Thôi đi, cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn a. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Bách Lý Ngự Vũ một mặt khinh bỉ nhìn về phía Mộ Dung Liệt, khinh thường nói, nghe đồn Mộ Dung gia chủ luôn luôn lão luyện thành thục, bây giờ thấy một lần lại cũng là khoác lác không lên thuế cuồng ngạo thế hệ. Vừa mới hai người chúng ta đơn tranh hơi tới so, đã là khó phân trên dưới chi thế, nếu là giao thủ, trừ phi đến sơn cùng thủy tận chi địa, nếu không đoạn khó phân ra thắng bại. Cho dù là thiên nhật chi chiến, cũng có khả năng. Nhưng hôm nay Mộ Dung gia chủ thế mà miệng thả cuồng ngôn, 10 chiêu đánh bại ta. Ha ha ha, chẳng lẽ nói, Mộ Dung gia chủ tự cho là tiểu nữ tử vũ kỹ, hội so ra kém Mộ Dung gia tuyệt học sao? Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Mộ Dung Liệt lại là chậm rãi lắc đầu, khóe miệng đột nhiên lộ ra thần bí mỉm cười, cô nương hiểu lầm, giống cô nương như vậy có thể đem công lực tăng lên tới cùng tại hạ không khác nhau chút nào cao thủ,
người bình thường sao có thể đạt đến. Hẳn là gia học uyên thâm thế hệ, vũ kỹ lại nơi nào sẽ kém đến. Ta Mộ Dung gia mặc dù hơi nhỏ tên bên ngoài, nhưng còn không đến mức tự cao tự đại, cuồng vọng đến khinh miệt thiên hạ anh hùng trình độ. Há, đã như vậy, vậy ngươi còn nói 10 chiêu thắng ta. Không khỏi Vũ Mị cười một tiếng, Bách Lý Ngự Vũ tà dị địa liếc nàng một cái, phát ra như chuông bạc trào phúng. Nhìn chằm chằm nàng chốc lát, Mộ Dung Liệt không khỏi than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, ai, vốn là hôm nay có thể cùng cô nương dạng này cao thủ gặp gỡ, đại chiến 3000 hội hợp, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, vốn là một chuyện may mắn. Chỉ tiếc hiện tại tình thế nguy cấp, không cho phép tại hạ bởi vì một người chi hưng, tổn hại Bắc Châu an nguy. Không thể nói được, có chút đắc tội, nhìn cô nương rộng lòng tha thứ. Hơi hơi liền ôm quyền, Mộ Dung Liệt rất là lễ độ, nhưng là rất nhanh, hắn liền trong mắt tinh mang lóe lên, sắc mặt biến đến cực kỳ kiên định lên. Sau đó, trong tay một đạo nóng rực ánh vàng một đến lập lòe, một cái dài 7 thước ngắn, toàn thân tản ra cuồn cuộn sóng nhiệt kim sắc trường kiếm, liền bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trong tay. Mà cũng liền tại cái này kim kiếm xuất hiện trong tích tắc, thiên địa chi thế lần nữa phát sinh nghịch chuyển. Cái kia Mộ Dung Liệt bên này, cuồn cuộn lật qua lật lại hỏa vân, bắt đầu càng không ngừng nhuyễn động, tản mát ra khí thế cường hãn, sau đó tựa như cuồn cuộn sóng biển gào thét giống như, hoa một chút liền hướng Bách Lý Ngự Vũ bên kia bầu trời ngân mang phóng đi, chỉ là trong nháy mắt, liền bỗng nhiên đem một nửa ngân sắc bầu trời, liền kinh lôi thiểm điện mang đánh đầu thắng đó kiếm khí, toàn bộ nuốt không tiến vào. Bạch, mênh mông chân trời biến đến càng thêm đỏ ngầu, mãnh liệt sóng nhiệt tản mát ra đủ để hỏa táng hết thảy nhiệt độ, ở trong thiên địa tùy ý gào thét. Toàn bộ thiên địa lực lượng trưởng khống quyền, lần nữa trở lại Mộ Dung Liệt trong tay, mà lại lần này, thiên địa bên trong sóng nhiệt lăn lộn cường hãn hơn, cho thấy Mộ Dung Liệt công lực được đến tăng lên trên diện rộng tăng cường. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Bách Lý Ngự Vũ không khỏi hơi hơi run run thân thể, cả kinh nói, Nam Châu thần binh, đốt thiên thần kiếm. Đúng vậy. Khóe miệng xẹt qua một đạo lạnh nhạt đường cong, Mộ Dung Liệt đem trường kiếm kia bãi xuống, đứng ở trước ngực, lại là than nhẹ địa lắc lắc đầu nói, cô nương thứ lỗi, ta biết rõ hai bên giao thủ, tại hạ đột nhiên xuất ra thần kiếm đến, thực sự thắng không anh hùng. Bất quá ta vừa mới cũng nói, nếu là bình thường ta nguyện cùng cô nương ngang nhau đọ sức, chiến thống khoái, nhưng bây giờ không được, mời rộng lòng tha thứ. Thấy tình cảnh này, Mộ Dung Tuyết cùng Trụy Nhi không khỏi cùng nhau hai mắt tỏa sáng. Lộ ra vui vẻ nụ cười, trong lòng đã minh bạch trận chiến này gia chủ đã thắng. Tuy nói nữ tử kia thực lực xác thực kinh người, có thể cùng gia chủ đánh đồng, nhưng là nàng duy chỉ có thiếu khuyết, lại là cái này hiếm thấy trên đời thần binh trợ trận. Phải biết, cái này thần binh cũng không phải bình thường linh binh có thể so sánh, một khi giữ linh binh nơi tay, thực lực càng mạnh người, càng có thể phát huy nó uy lực đáng sợ. Bây giờ hai người tuy nhiên không phân sàn sàn nhau. Nhưng là từ Mộ Dung Liệt xuất ra cái này phần thiên kiếm về sau, thắng bại đã rốt cuộc. Thì cùng Mộ Dung Liệt lúc trước sở thuyết đồng dạng, Bách Lý Ngự Vũ tại hắn thủ hạ, đã không qua 10 chiêu. Trác Phàm muốn yên ổn rời đi, lại là không thể nào. Nghĩ tới đây, Bách Lý Ngự Vũ không khỏi hung hăng nhìn chằm chằm đối diện Mộ Dung Liệt, hung ác cắn môi son, lại là mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Như muốn đối phó hắn phần thiên kiếm. Trừ phi lão tổ tông ban cho bá thiên kiếm cho nàng. Thế nhưng là bá thiên kiếm chính là lão tổ tông bảo bối, luôn luôn bất ly thân, đừng nói hiện tại hắn không ở bên người, cho dù tại, lại nơi nào sẽ cấp cho nàng đâu. Chỉ là bởi vì trên binh khí thiếu hụt, khó có thể thù địch, không thể không nhận thua, không có chút nào phản kích chi năng, lại là để cho nàng cái này kiếm vương, cảm giác rất là uất ức, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Minh bạch nàng lúc này tâm tình. Đồng dạng thân là quân nhân Mộ Dung Liệt, cũng là tràn đầy đồng cảm, khẽ gật đầu thở dài, cô nương mời chớ để ý, lần này cũng không thể tính là cô nương thua, chỉ có thể nói. Tình thế bất đắc dĩ, tại hạ mưu lợi. Thật sâu cúi đầu, Mộ Dung Liệt không nhìn nữa mặt mũi tràn đầy oán phẫn Bách Lý Ngự Vũ liếc một chút, ngược lại vừa nhìn về phía sau lưng vẫn tại đi bộ nhàn nhã Trác Phàm, thăm thẳm cười nói, tiên sinh, vị cô nương này hiện tại đã bại, ngươi còn có rời đi ý nguyện sao? Đương nhiên, tốc độ theo không đình chỉ, Trác Phàm trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, nàng mặc dù không thể thắng ngươi, nhưng ngăn trở ngươi một chút thời gian, lại là dư xài. Ta liền xem như ốc sên bò, cũng có thể cách ngươi cách xa vạn dặm. Mi mắt không khỏi vẩy một cái,
Mộ Dung Liệt nghi ngờ nhìn Trác Phàm liếc một chút, lại là bỗng dưng sủi cười ra tiếng, ngăn trở ta. 10 chiêu mà thôi, nàng có thể ngăn trở ta bao lâu, nghĩ đến ngươi cùng nàng đều rõ ràng đi. Sắc mặt hơi hơi bình tĩnh, Bách Lý Ngự Vũ giữ im lặng, lại là song quyền chăm chú nắm lại, tràn đầy không cam lòng. Ta nói nàng có thể ngăn trở ngươi, liền có thể ngăn trở ngươi, không tin phải không? Khóe miệng không khỏi xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm không khỏi yên lặng cười cười, Mộ Dung gia chủ, vừa mới ngươi nói Mộ Dung gia mặc dù có một ít điểm nhỏ danh tiếng, lại tuyệt sẽ không đem thiên hạ anh hùng xem thường. Nhưng bằng vào ta ý kiến, ngươi xác thực là có chút tự ngạo, không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Chẳng lẽ nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi trên tay có thần binh lợi khí sao? Trong mắt nhịn không được nhảy một cái, Mộ Dung Liệt không khỏi trong lòng lắc một cái, không thể tin nói, ngươi cái này có ý tứ gì, chẳng lẽ nói. Không tệ, đối với hai vị đối chiến, tránh thức tính sai, không phải ta, mà chính là ngươi. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm nhất thời một tiếng cười khẽ, mà hậu chiêu bên trong một cái búng tay đánh tới, ông một tiếng, nhưng gặp một đạo hắc mang lấp lóe, một cái đỏ thẫm xen lẫn màu đen đường vân quỷ dị trường kiếm liền đột nhiên địa xuất hiện tại hắn trong tay. Sau đó không nói hai lời, cũng không quay đầu lại, Trác Phàm nhất thời hơi vung tay, liền đột nhiên hướng không trung rằng có Bách Lý Ngự Vũ ném đi, cầm lấy nó, thật tốt lãnh giáo một chút Mộ Dung gia chủ cao chiêu đi. Hiu. Giống như một đạo hắc sắc điện mang vạch phá bầu trời, Bách Lý Ngự Vũ nhấc tay vồ một cái, phốc một tiếng, liền đem cái kia hắc kiếm vững vàng cầm trong tay. Màu đen lưu quang tại nóng rực không trung bên trong tản ra quỷ dị màu sắc, hơi hơi réo rắt tiếng ngâm khẽ, giống như ác ma ngâm sướng, tại giữa cả thiên địa phát ra nhiếp người tim gan vang động. Mí mắt bất giác hơi hơi nhảy động một cái, Bách Lý Ngự Vũ chăm chú nhìn cái này trường kiếm chấn động, lại là đột nhiên mà kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì hắn đã nhìn ra, kiếm này tính chất cùng linh tính, cùng lão tổ tông trong tay Bá Thiên kiếm cùng cái kia Mộ Dung Liệt trong tay Phần Thiên kiếm không khác nhau chút nào. Cái này, cũng là thần binh. Thế nhưng là, cuối cùng là cái nào châu thần binh, vì sao chính mình trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua đâu. Năm châu thần binh bên trong, có quỷ dị như vậy, bám vào màu đen đường vân binh khí sao? Đối diện Mộ Dung Liệt gặp. Cũng là ngăn không được mà run run suy nghĩ ra, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đồng thời, trong tay hắn Phần Thiên kiếm, cũng tại theo cái kia hắc kiếm ngâm gọi, phát ra trận trận ngâm khẽ. Phảng phất là gặp phải cái gì thiên địch đồng dạng, tản mát ra cuồn cuộn liệt diễm cùng sát khí. Chuyện gì xảy ra, cái này Phần Thiên kiếm đến tột cùng làm sao? Thật sâu nhìn một chút trong tay mình run không ngừng lưỡi kiếm, Mộ Dung Liệt không khỏi nhíu chặt lên mi mắt. Trong mắt bất giác lóe qua một tia mờ mịt, cái này thần kiếm hôm nay vì gì kích động như thế, toàn không giống thường ngày như thế bình thản, cho dù trước kia cùng hắn thần binh gặp mặt, cũng chưa từng xảy ra dạng này sự tình a, có thể hôm nay sao lại thế? Mộ Dung Liệt trong lòng không hiểu, nhưng Trác Phàm dĩ nhiên đã. Cái này thần binh nhìn thấy cái này ma kiếm, đương nhiên kích động, dù sao cái này ma kiếm tuy là kình thiên kiếm thân thể, nhưng kiếm linh sớm đã cải biến, không còn là lúc trước bộ dáng. Vốn là cùng một chỗ luyện chế thành công ngũ đại thánh binh, gặp lại lần nữa lúc, lại là khuôn mặt biến dạng, đừng nói là kiếm, coi như là bình thường người gặp, cũng sẽ kinh ngạc đi. Cái này cần thua thiệt là thần kiếm kiếm linh sẽ không nói chuyện, nếu không mà nói, gặp cái này đã đại thay đổi kình thiên kiếm, còn không lúc này thoá mạ lên tiếng, này, nơi nào đến tiểu tử, lại dám tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm ta huynh đệ vị trí, lại nói ta huynh đệ người đâu. Hắc hắc hắc, chết. Chết như thế nào? Bị ta chủ nhân diệt, ai kêu nó không nghe lời tới? Ân, hẳn là lần này chàng cảnh. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm nghe lấy cái kia hai cái trường kiếm kiếm ngân vang, trong đầu não bổ lấy bọn họ đối thoại, lại là lộ ra mỉm cười cho. Đáng tiếc a, lưỡng kiếm tuy có địch ý, nhưng kiếm chủ nhân lại không biết bên trong nội tình, cũng liền chết đấy hồ đồ. Đã thần kiếm tới tay. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì động thủ a? Hư không bên trong hai người đều bị cái này từng tiếng kiếm ngân vang cho ngơ ngẩn, không nhúc nhích, Trác Phàm vẫn như cũ chậm chậm mà đi, lại là bỗng dưng hét lớn lên tiếng, tiếng như chuông lớn, đinh tai nhức óc. Thân thể nhịn không được lắc một cái, Bách Lý Ngự Vũ cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn trong tay ma kiếm, khóe miệng bỗng dưng xẹt qua một đạo hưng phấn đường cong. Cái này,
nàng rốt cục có thể cùng Mộ Dung Liệt thống khoái nhất chiến, không hề bị cái kia uất khí. Bây giờ này khắc này, tất cả mọi người có thần kiếm nơi tay, ai sợ ai. Nghĩ như vậy, Bách Lý Ngự Vũ nhất thời đem toàn thân công lực cược tại thần kiếm bên trong, cái kia chống trời ma kiếm tiếng ngâm khẽ cũng là càng kịch liệt. Rốt cục đến sau cùng, bỗng nhiên một đạo ngút trời khí thế, nhất thời theo mũi kiếm bắn ra, thẳng lên 9 tầng mây. Chỉ một thoáng, sấm sét bạo động, tiếng xé gió vang lên, theo kiếm khí kia ngút trời, nguyên bản đã hoàn toàn biến đến đỏ thẫm bầu trời, lần nữa bị từ giữa đó xé mở một cái sáng ngời vết nứt, từng đạo ngân quang chợt hiện, xen lẫn sấm sét kiếm khí cũng tứ tán mà ra, đem bốn phía từng mảnh hỏa vân xoắn nát, hóa thành hư vô. Chỉ là một cái hô hấp công phu, đã đánh ra một mảnh chính mình bầu trời. Tuy nói vùng trời này rất nhỏ, chẳng qua là cái kia hỏa vân 1/3 diện tích thôi, lại là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Dù sao, cái này đã cho thấy, Bách Lý Ngự Vũ có lực đánh một trận, lại không là trong vòng 10 chiêu, mặc người chém giết người. Mà Mộ Dung Liệt cũng không phải vừa mới như thế một tay che trời, chấp trưởng thương khung thế hệ. Hai người đều tay cầm thần kiếm, giằng co với nhau, một trận chiến này muốn thời gian ngắn kết thúc, đã không có khả năng. Khóe miệng xẹt qua tà dị tiếu dung, Trác Phàm chậm rãi khoát khoát tay, tiếp tục lôi kéo Tước Nhi tay nhỏ, hướng về phía trước khoan thai đi tới, tốc độ vẫn như cũ nhẹ nhàng, hai vị chậm rãi đánh, tại hạ đi trước một bước, ha ha ha. Ra mặt nhìn không được hung ác run rẩy, Mộ Dung Liệt nhìn lấy Trác Phàm xa như vậy đi xa đi bóng lưng, trong lòng một trận thầm giận, nhưng là lại nhìn về phía cản ở trước mặt hắn, cầm kiếm mà đứng Bách Lý Ngự Vũ, khóe miệng còn mang theo khiêu khích tà tiếu, lại không có biện pháp gì, bất đắc dĩ thở dài. Xem ra lần này, thật rất khó mau chóng kết. Đúng vậy a, trong vòng 10 chiêu, ngươi là đấu không lại ta, trăm chiêu thiên chiêu, cũng không nhất định, hắc hắc hắc. Nhếch miệng cười một tiếng, Bách Lý Ngự Vũ lúc này vạch một cái kiếm mang, lúc này hướng Mộ Dung Liệt chỗ đó phóng đi, Mộ Dung gia chủ, bản cô nương cả đời này còn chưa dùng qua thần kiếm đối địch đây, lần này vừa vặn đụng phải lực lượng ngang nhau đối thủ, ngươi liền đến bồi cô nãi nãi qua hai chiêu a, ha ha ha. Mẹ hắn, hiện tại ta ngược lại thành bồi luyện. Khóe miệng hơi hơi co rúm một số, Mộ Dung Liệt lại là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thẳng lắc đầu, nhìn lấy hưng phấn liên tục Bách Lý Ngự Vũ vào tới, cũng là không thể làm gì khác hơn thở dài, một địa phương xông đi lên. Giờ khắc này, Mộ Dung Liệt tự biết đã lại khó lưu lại Trác Phàm, đã là không muốn đánh, nhưng Bách Lý Ngự Vũ đến thần kiếm sử dụng, lại là một trận hưng phấn, đang muốn luyện tay, lại là không phải đánh không thể. Kết quả là, một cái có chút thất ý nam nhân, cùng một cái cao hứng bừng bừng nữ nhân nhất thời đụng vào nhau, lại là đinh linh cây báng đại chiến. Đột nhiên ở giữa, thiên địa rung mạnh, sơn hà lắc lư, sấm chớp, hỏa phần 9 ngày. Vốn chính là kiếm vương cấp bậc hai người, trong tay lại cầm thượng thần kiếm giao chiến, cái này vừa đứng coi là thật long trời lở đất, sông cạn đá mòn, một bộ ngày tận thế cảnh tượng nhất thời xuất hiện tại trước mắt. Hai người những nơi đi qua, không có chỗ nào mà không phải là hoàn toàn cháy khét hủy diệt, sinh linh đổ thán. Cho dù hai người không có đi qua chi địa, chỉ là tản mát ra dư âm, cũng là để tất cả mọi thứ đều biến mất vì hư vô. Một trận chiến này, tình hình chiến đấu kịch liệt, chưa từng có ai nhìn thấy, bởi vì không người nào dám tại hai vị kiếm vương cao thủ trong giao chiến đứng ngoài quan sát, chứ không phải không nghĩ sống. Cho dù là Mộ Dung Tuyết cùng Trụy Nhi hai nữ, tại hai người một khi chiến mở bắt đầu, liền đã vội vã chạy đi, liền quay đầu nhìn một chút dũng khí đều không có, chỉ có bên tai không ngừng cuồng oanh lạm tạc, mau đưa hai người lỗ tai đều chấn điếc. Nhưng cho dù dạng này, các nàng trốn đến nhanh như vậy, đều kém chút bị cuốn vào cái kia kinh thiên động địa trong chiến trường, cái xác không hồn. Đến mức Trác Phàm, thì càng là cũng không quay đầu lại biến mất tại cái kia là lướt khói lửa bên trong, không có bóng dáng. Mộ Dung Tuyết vốn định muốn đuổi theo, nhưng cũng tìm không thấy. Một trận chiến này, đúng lúc đem Trác Phàm chỗ có manh mối chặt đứt, làm cho Trác Phàm lần nữa thành vì một cái người không có dễ, ai cũng tra không được thần bí nhân vật. Hu, cuồn cuộn khói lửa trước, một chiếc xe điều khiển bỗng dưng dừng lại, Trác Phàm lôi kéo Tước Nhi khoan thai tự đắc mặt đất xe, sau đó xe kia liền lần nữa nghênh ngang rời đi. Trên xe hộ vệ nhìn Trác Phàm liếc một chút, lại nhìn về phía ngoài xe cái kia kinh thiên cự trấn, không khỏi từng cái sắc mặt kinh dị, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đắc đạo, ta ai ra, tiên sinh, cuối cùng chuyện gì xảy ra?
Lúc trước chúng ta tại Phong Sương Trấn vừa mới làm tốt sự tình, liền gặp phải băng chùy rơi xuống đất, vội vàng chạy ra, đằng sau quả không ngoài dự đoán, toàn bộ tiểu trấn đều cho hủy, chúng ta còn lo lắng tiên sinh an nguy đây. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, đây là thiên địa sụp đổ sập, ngày tận thế đến a, làm sao khắp nơi đều là lôi mang núi lửa, còn có để cho người sống hay không? Không có gì đáng ngại, tiếp tục đuổi các ngươi xe, Lãnh Vũ Kiếm Vương đang cùng Mộ Dung Liệt sống mái với nhau mà thôi. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, sắc mặt lại là xoát một chút, trắng xám tiếp theo. Bất quá còn lại người dường như còn không có chú ý tới giống như, một mặt kinh dị nói, cái gì, Liệt Dương Kiếm Thần Mộ Dung Liệt. Tiên sinh các ngươi làm sao chọc tới hắn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không có gì, không cẩn thận bị để mắt tới mà thôi, phốc. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, nhưng là chợt thân thể lắc một cái. Bỗng dưng liền phun ra một miệng đỏ thẫm máu sắc tới. Trong mắt người nhìn không được co rụt lại, mọi người cùng nhau kinh hãi, tiên sinh, người cái này. Phụ thân, người vừa mới, mí mắt hơi hơi run run, Tước Nhi cũng là một mặt lo lắng đắc đạo. Bật cười khoát khoát tay, Trác Phàm thở dài một hơi, thẳng theo trong giới chỉ xuất ra một hạt đan dược ăn vào, sâu xa nói, không có gì đáng ngại, ta chỉ là một đoạn cái kia ân oán mà thôi, tiếp tục lên đường đi. Liếc nhìn nhau, còn lại người đều không rõ ràng cho lắm, chỉ có Tước Nhi minh bạch hết thảy, than nhẹ một tiếng, tựa ở Trác Phàm trong ngực, trên mặt đều là thương tiếc vẻ. Thiên địa còn đang không ngừng rung động, chấn động mãnh liệt cũng đang nhanh chóng hướng xung quanh lan tràn, hai đại kiếm vương cấp cao thủ dư âm, ngay tại hủy diệt tính kéo dài đến bốn phía các ngõ ngách, chỗ đi qua, không một may mắn thoát khỏi. Chỉ có một cỗ từ 4-5 con thất kinh cấp 3 linh thú kéo xa giá. Tại sóc này bất bình nói trên đường, một đường phi nhanh. Sau 10 ngày, phong tuyết phiêu diêu trên đường lớn, một bóng người xinh đẹp bỗng dưng lóe lên một cái, nhất thời liền xuất hiện tại một cỗ ngựa không dừng vó xa giá trước, không nói hai lời thì mở cửa xe, chui vào, lại chính là Bách Lý Ngự Vũ không thể nghi ngờ. Mà trong xe người, trừ Trác Phàm cha và con gái bên ngoài, cũng là mấy cái quen thuộc hộ vệ. Nhìn thấy nàng trở về, mọi người bất giác hai mắt tỏa sáng, cười nói, Ngự Vũ cô nương, người rốt cục trở về, tiên sinh lúc trước còn một mực tại sách ngươi, sợ ngươi xảy ra chuyện gì đây, ha ha ha. Hắn sợ ta ra chuyện. Liếc xéo liếc một chút một bên sắc mặt hơi có vẻ trắng xám Trác Phàm liếc một chút, Bách Lý Ngự Vũ có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là khóe miệng nhếch lên, cười nhạo nói, hắn vẫn là quản tốt chính mình a, ta nhìn hắn ra chuyện còn tạm được. Một mặt trắng bệch, thụ thương. Khóe miệng xẹt qua một đạo lạnh nhạt nụ cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, thần hồn thụ bị thương, đại khái một tháng sau liền không sao. Chậc chậc chậc, ngu ngốc, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Bách Lý Ngự Vũ thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, bất giác suy cười ra tiếng, ai để ngươi dùng thần hồn đi đón Mộ Dung Tuyết chiêu kia, rõ ràng công lực tương đương, thả ra thần hồn há không muốn chết. Bình chân như vậy cười cười, Trác Phàm không chút phật lòng, ta là phải trả nàng nhất mệnh. Nếu là không dùng chính mình chỗ chí mạng đón đỡ nàng một chiêu kia, nói gì còn mệnh. Ai nha nha, nhìn ngươi ngày thường một bộ gian trá giảo hoạt bộ dáng, lần này làm sao ngốc như vậy đâu. Thật sâu liếc hắn một cái, Bách Lý Ngự Vũ bất giác có chút ngoài ý muốn, điều cười ra tiếng, ngươi thì không sợ nàng thật đem ngươi thần hồn hủy, ngươi chết không toàn thây, liền khóc cơ hội đều không có. Ha ha ha, ta trước kia kinh lịch đến hiểm cảnh nhiều, điểm ấy tính là gì? Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nói, vẫn là câu nói kia, đã phải trả mệnh, liền muốn chân thành, để người ta có thể lấy tính mạng ngươi cơ hội. Chỉ bất quá lần này, ta song hồn lĩnh vực thực sự quá mạnh, cho dù nàng sử xuất toàn lực cũng giết không ta. Coi như ta long hồn bị hao tổn, ta lĩnh vực không gian cũng có thể đem những cái kia thương tổn hấp thu, chỉ cần không siêu hạn độ là đủ. Tóm lại, ta lại nhặt về nhất mệnh. Nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, Bách Lý Ngự Vũ trong mắt bất giác có chút kinh ngạc, bất giác cười khẽ một tiếng, người này thật là kỳ quái, báo cái ân, lại muốn bồi lên chính mình mệnh. Nếu là bình thường báo ân, ta tự nhiên có biện pháp bồi thường, đáng tiếc nàng cùng ta đường khác biệt. Đừng nói nàng khinh thường ta giúp, cho dù ta có thể giúp nàng cái gì, cũng là bẩn nàng nói, khiến không vui, nói gì báo ân. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có còn mệnh. Bất quá ta cái mạng này còn hữu dụng chỗ, không muốn vô duyên vô cớ vứt bỏ, thì cho nàng một cơ hội để cho nàng cầm. Nàng cầm không đi,
đó là nàng sự tình, dù sao ta tâm an, phần ân tình này vậy. Hơi hơi nháy mắt mấy cái, Bách Lý Ngự Vũ một mặt mê hoặc, cười khẽ một tiếng, người loại này suy nghĩ, ta còn là lần đầu tiên nghe đến, rất mới lạ. Báo ân báo thù, nói cho cùng đều trong lòng an hai chữ, ta không nợ người, người không nợ ta, làm đến điểm ấy liền có thể. Chỉ cần chính ta an tâm, cái này ân cừu như thế nào đoạn, cũng không đáng kể, tại ta trong mắt, bất quá đều là hình thức mà thôi. Xác thực, vô luận ân cừu, nói cho cùng đều là trong lòng một tia lo lắng, đem phần này lo lắng liền có thể, làm gì quản như thế nào đến đâu. Hơi hơi gật gật đầu, Bách Lý Ngự Vũ sắc mặt biến đến có chút nghiêm túc, sau đó một mặt trịnh trọng nhìn về phía hắn, như vậy hiện tại, bản cô nương cho ngươi một cơ hội, lại một phần lo lắng như thế nào. Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm thật sâu liếc nhìn nàng một cái, ngươi muốn làm cái gì, ta còn có cái gì lo lắng có thể. Ngươi đương nhiên có, mà lại là một phần vô cùng lớn ân tình. Phạch một cái, vội vàng chen đến Trác Phàm bên người, Bách Lý Ngự Vũ hai mắt chân thành tha thiết mà nhìn chằm chằm vào Trác Phàm, không nhúc nhích, họ Tiền, ngươi cảm thấy bản cô nương thế nào a? Thân thể nhịn không được lắc một cái, cả xe người nghe đến Lãnh Vũ Kiếm Vương đột nhiên phát ra như thế nghi vấn, bất giác tất cả đều ngơ ngẩn, sau đó cứng ngắc thân thể, một mặt kinh dị nhìn qua. Vị này Kiếm Vương đại nhân là muốn làm gì, hướng tiên sinh thổ lộ. Đậu phộng, như thế gọn gàng làm, thực sự quá biêu hãn, thật không giống cái nữ a. Ách không, là thật là có Kiếm Vương chi phong a. Mí mắt nhẹ nhàng nhíu nhíu, trên xe tất cả bất giác lại toàn đều nhìn về Trác Phàm chỗ đó, trong mắt tràn đầy mập mờ chi sắc. Tiên sinh, có thể đem Kiếm Vương kéo qua, mặc kệ đối ngươi còn là đối chúng ta tất cả mọi người, đều là có chỗ tốt cực lớn a. Người ta một nữ tử đều như thế chủ động, ngài liền đem thì một chút nhận a, tuy nói đó là cái cọp cái. Thế nhưng dù sao cũng là lão hổ a, đối ngoại thế nhưng là rất có uy hiếp lực. Hung hăng chừng bọn họ liếc một chút, để bọn hắn thiếu trộn lẫn, Trác Phàm mới lại quay đầu nhìn về phía Bách Lý Ngự Vũ cái kia hy vọng hai con ngươi, trong mắt không khỏi hơi nghi hoặc một chút ây. Ngự Vũ cô nương, lời này ý gì? Nói đúng là, ta bình thường đối với ngươi làm gì đi? Không được tốt lắm, mặt không biểu tình, Trác Phàm lúc này xuất khẩu. Da mặt nhìn không được co lại, Bách Lý Ngự Vũ lúc này giận dữ, níu lấy Trác Phàm cổ áo nói, ngươi nói cái gì, không được tốt lắm. Ngươi cho cô nãi nãi lặp lại lần nữa. Ách, Ngự Vũ cô nương bất giận, tuyệt đối đừng phát cáu, tiên sinh luôn luôn so sánh trách móc nặng nề, ngài tuyệt đối đừng cùng hắn đồng dạng tính toán. Mọi người gặp cái này có cái lại muốn phát huy, vội vàng khoát khoát tay, tới khuyên can. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Bách Lý Ngự Vũ không biết suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu, lại là nhất thời đem Trác Phàm buông ra, bình tĩnh một chút tâm tình, đột nhiên lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười, Tiền tiên sinh, nói chuyện muốn sở lấy lương tâm a. Tuy nhiên người bình thường xem ra không giống người tốt, làm lên sự tình cũng đến xác thực không phải người tốt, nhưng có một chút cũng khá, tri ân đổ báo. Ngay cả mình mệnh đều có thể lấy ra báo ân, bản cô nương coi trọng nhất người loại này có tình có nghĩa hán tử. Có lời nói mau nói, có dám mau thả, không có việc gì khác mù lại nhải. Dương mắt nhẹ liếc một cái nàng, Trác Phàm nhẹ hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Khóe miệng hung hăng run run, Bách Lý Ngự Vũ tức giận đến toàn thân run rẩy, hung tợn theo dõi hắn, song quyền đều nắm lại đến, nghiến chặt hàm răng, nhưng lại quá ít khoảnh, lại là lần nữa phun ra một ngụm chọc khí đến, đè xuống lửa giận trong lòng, nhưng là khuôn mặt đã không giống vừa mới nhiệt tình như vậy. Phảng phất có điểm đàm phán bộ dáng, lạnh lùng nói, ta nói họ Tiền, tại Phong Xương trấn lúc, bản cô nương làm yểm hộ ngươi rút lui hiểm cảnh, một thân một mình lưu lại đối phó Mộ Dung Liệt, có tính hay không ngươi ân nhân cứu mạng? Ngươi có nên hay không báo đáp? Không tính. Vì cái gì? Ngươi là Bách Lý Ngự Thiên đưa cho ta hộ vệ, làm chuyện gì đều là cần phải, bảo hộ ta càng là thiên kinh địa nghĩa, ta tại sao muốn đem ngươi trở thành ân nhân cứu mạng báo đáp? Dương mắt nhìn chằm chằm nàng, Trác Phàm chuyện đương nhiên nói. Bất giác trong lòng trì trệ, Bách Lý Ngự Vũ có chút nghẹn lời, nhưng vẫn là cố ngụy biện nói, thế nhưng là Phong Xương trấn phiền phức, là ngươi rước lấy, không phải vậy chúng ta thế nào lại gặp Mộ Dung Liệt. Ta cho ngươi bãi bình phiền phức, ngươi không nên ngoài định mức báo đáp một chút sao? Ta nói, ngươi bây giờ là ta thủ hạ, làm bất cứ chuyện gì đều là cần phải, bao quát nghe ta phân phó, bảo hộ ta an toàn, đây đều là ngươi trách nhiệm. Báo cái gì đáp?
nhìn chằm chằm nàng cái kia khát vọng ánh mắt, Trác Phàm gần từng chữ một, lại nói, coi như muốn ngoài định mức cho ngươi điểm khen thưởng, tại Phong Xương trấn lúc ta đã cho. Nếu không phải lão tử đem lão tử thần kiếm cho ngươi dùng lời nói, ngươi còn không bị Mộ Dung Liệt đánh thành chó sao? Bổn công tử để ngươi thể diện, thậm chí bảo toàn tánh mạng, đây không phải đối ngươi giải thưởng lớn nhất khích lệ sao? Thế nhưng là ngươi không cho ta thần kiếm, chính ngươi cũng chạy không, đó là ngươi cần phải a. Làm ngươi chủ tử, cho ngươi chỗ tốt gì, đều không phải là cần phải, mà chính là ân huệ, ngươi cần phải hướng ta mang ơn mới là, bởi vì làm nô tài ngươi tất cả mọi thứ đều là ta. Hơi hơi gõ gõ Bách Lý Ngự Vũ cái mũi, Trác Phàm không khỏi ta cười một tiếng, cho nàng chỉ rõ một chút chính mình chức trách, sau đó lại dường như nhớ tới cái gì giống như, hỏi, đúng, ta ma kiếm đây, sau khi ngươi trở lại còn không trả lại cho ta. Thân thể bất giác uốn éo, Bách Lý Ngự Vũ hai tay hướng về sau một lưng, không khỏi lui lui, khắp khuôn mặt là do dự chi sắc. Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm trông mong hướng phía sau nàng xem xét, lại chính gặp nàng bên hông, nghiêng nghiêng cắm cái kia thanh kình thiên kiếm, bất giác đã là trong lòng không sai, khẽ vươn tay nói tốt, còn lại đến. Ai, ta chính là muốn nói với ngươi, có thể hay không? Đem kiếm này đưa ta, có chút nhăn nhó, Bách Lý Ngự Vũ ít có lộ ra khẩn cầu chi sắc. Nghe được lời này, mọi người tại đây mới tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vị này lãnh vũ kiếm vương cùng tiên sinh mài nửa ngày, mục đích ở đây, không phải thổ lộ a. Này, hại cho chúng ta bạch khởi hống nửa ngày, không thú vị. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, mọi người tất cả đều vừa nghiêng đầu, các việc có liên quan đi, chỉ có Trác Phàm tựa hồ sớm đã ngờ tới hết thảy, cười nhạo lấy nhìn về phía nàng nói, tặng cho ngươi. Ngươi biết đây là vật gì a? Ngươi đi theo nhà ngươi lão tổ tông nói, nhìn hắn có thể hay không đem bá thiên kiếm tặng cho ngươi. Cũng là bởi vì thần kiếm khó được, cho nên ta suốt đời đều chưa sờ qua thần kiếm một chút, lần này đột nhiên dùng một lần thần kiếm, quả thật long trời lở đất, khiến ta thực lực tăng nhiều a. Trong mắt lần nữa lóe qua vẻ hưng phấn, Bách Lý Ngự Vũ không khỏi khẩn cấp hỏi, đúng, ta nghe nói thiên hạ chỉ có 5 thanh kiếm thần, ngươi tại sao có thể có thanh thứ 6 đâu? Nhẹ liếc nàng một cái. Trác Phàm trầm ngâm một chút, lại là mỉa mai cười ra tiếng, người nào nói cho ngươi khắp thiên hạ chỉ có 5 thanh kiếm thần, hẳn là lưu truyền tại thế tục, chỉ có 5 thanh mà thôi. Cái gì, thế tục? Như vậy nói cách khác, trên đời còn có hắn thần kiếm. Đó là đương nhiên, chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết, cái này thần kiếm đều là thiên ma sơn tạo thành sao? Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Trác Phàm không khỏi bĩu môi nói. Không khỏi sợ hãi cả kinh. Bách Lý Ngự Vũ bất giác lúc này chấn động đến tột đỉnh, cảm xúc bành trướng, cái gì, 5 châu thần kiếm đều là thiên ma sơn chỗ sinh. Đúng vậy a, mỗi một cái thiên ma sơn đệ tử thành tài rời núi trước, sư tôn đều sẽ căn cứ bọn họ công pháp khác biệt, lượng thân thể vì bọn họ chế tạo chính mình bội kiếm. 5 châu cái kia 5 thanh kiếm thần, cũng là trước kia đệ tử hành tẩu đại lục lúc, chết sau thất lạc. Trác Phàm hai mảnh bờ môi một xoạch. Há miệng liền biên cái làm cho tất cả mọi người đều rung động đến đầu dạp xuống đất cố sự. Bách Lý Ngự Vũ nghe xong, càng là trong nháy mắt thì ngốc ở, trong mắt đều không có thần quang, qua rất lâu mới phản ứng được, lại là nắm thật chặt sau lưng ma kiếm không thả, một mặt cầu khẩn nói, đã cái này là các ngươi sư tôn đúc thành, vậy ngươi thẳng thắn đem nó đưa ta, trở về tái tạo một thanh thôi. Ngươi nói tạo nên tạo a, thần kiếm sở dĩ thần kiếm, há lại tùy tiện liền có thể tạo đến. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến mà nhìn chằm chằm vào nàng nói, Phong Xương trấn nhất chiến, người nào thắng? Ây, Mộ Dung Liệt, hơi hơi trầm ngâm một chút, Bách Lý Ngự Vũ có chút do dự, bĩu môi nói, chúng ta đánh 8 ngày 8 dạ, cuối cùng vẫn là đánh không lại hắn, ta thì thừa cơ chuồn mất. May mà mọi người công lực kém không nhiều, hắn muốn ngăn cũng ngăn không được ta, truy đoán chừng muốn đuổi tới chân trời góc biển, hắn cũng không có cái kia công phu. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm khẽ gật đầu, lại là lại hỏi, ngươi cùng Mộ Dung Liệt công lực tương đương, cần phải rằng co thiên nhật bất bại mới là, làm sao 8 ngày thì thua chạy. Này làm sao có thể giống nhau đâu, trong tay hắn phần thiên kiếm, cùng hắn hơn ngàn năm, dùng đến đã sớm cùng một phần thân thể một dạng thuận tay, ngươi kiếm này ta vừa mới cái kia đạo, liền trái tim linh liên hệ đều làm không được, tự nhiên sử dụng tới cứng nhắc, không phải là đối thủ, cũng hợp tình lý a. Cái này không phải. Hơi lỏng vai, Trác Phàm thản nhiên nói, cái này ma kiếm là vì ta chế tạo,
tự nhiên cùng ta tương tính gần nhất, ngươi là Bách Lý Ngự Thiên Bá Thiên Kiếm ngộ đạo, chỉ có làm Bá Thiên Kiếm mới thuận tay, bắt ta kiếm này căn bản vô dụng a. Thế nhưng là Bổ Thiên Kiếm lão tổ tông sẽ không cho ta, ngươi cái này tốt xấu là Thanh Thần Kiếm, tuy nhiên dùng đến cứng nhắc điểm, nhưng cũng so không có tốt. Kiếm theo nhân tâm, nhất định muốn tùy tâm kiếm mới đối với mình có chỗ tốt, dùng người khác kiếm, riêng là loại này thần kiếm, thời gian dài hội nhiễu loạn chính mình kiếm đạo. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm lơ đễnh nói, như vậy đi, ngươi nghe ta hiệu lệnh, lần này ta Thiên Ma Sơn nhiệm vụ ngươi lập xuống đại công, ta trở về thời điểm đem ngươi mang lên, để ra sư tự thân vì ngươi chế tạo một thanh cùng Bá Thiên Kiếm không sai biệt lắm thần kiếm phối thân thể, cái kia không phải là được sao, ngươi cần gì phải ta thanh này. Trước mắt bất giác sáng lên, Bách Lý Ngự Vũ nhất thời đại hỉ thật. Đó là đương nhiên, ta lúc nào lừa qua người. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói. Bình tĩnh gật gật đầu, Bách Lý Ngự Vũ đầy mặt vui mừng, sau đó liền vui vẻ đem sau lưng cái kia ma kiếm giao ra. Trong tay vuốt ve thanh này đen nhánh trường kiếm, Trác Phàm không khỏi bật cười lắc đầu. May mắn cái này ma kiếm cùng hắn tâm ý tương thông, không có hắn cho phép, ai cũng hàng phục không. Nếu không mà nói, cô gái nhỏ này không phải quyển kiếm lẩn trốn không thể, còn dùng đi về cùng hắn cò kè mặc cả. Nghĩ như vậy, Trác Phàm đánh cái thủ quyết, mà kiếm lần nữa trở lại trong cơ thể mình. Ngược lại lại nhìn về phía hưng phấn liên tục Bách Lý Ngự Vũ lúc, Trác Phàm lại là trong lòng thầm cười một tiếng. Cái này lợi quả nhiên dễ dàng lừa người hai mắt, cái này ngốc cô nương muốn kiếm muốn điên, chính mình cũng không suy nghĩ thật kỹ, thần kiếm như vậy, há có thể tùy tiện nói tạo nên tạo. Lại nói, lão tử lúc nào nói qua lời nói thật đây. Gió táp quét kình tuyết, khoái mã thêm một roi. Lao nhanh xa giá ẩm ẩm địa hành chạy nhanh tại đằng đắng tuyết lành phía trên, sóc này không ngừng, trong xe mọi người lần nữa khôi phục thường ngày bình tĩnh, yên ổn lên đường. Bách Lý Ngự Vũ trong ngực ôm lấy tước nhi mềm mại tiểu thân tử, trong lòng suy nghĩ chuyện tốt, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt cũng thuận mắt rất nhiều. Chợt, nàng dường như nghĩ đến cái gì. Vội vàng nói, há, đúng, cái kia Mộ Dung Liệt cha không được ta hành tung, nhưng là rất dễ dàng tra được các ngươi a, nói không chừng hiện tại chính bốn phía tìm tòi, lập tức liền đuổi theo. Đến lúc đó ta đoán chừng lại cản, có lúc trước kinh nghiệm, hắn đã thăm dò ta nội tình, đại khái cũng cản không bao lâu thời gian. Ta chỉ có thể tự vệ, ngươi chỉ có thể tự cầu phúc. Ai nha nha, không tệ a, biết quan tâm ta an nguy. Thôi đi, người nào quan tâm ngươi. Ta chỉ sợ ngươi chết, lão nương thần kiếm không biết nên hỏi ai muốn đi. Hai gò má bất giác một đỏ, Bách Lý Ngự Vũ không khỏi bĩu môi, lẩm bẩm nói. Mỉm cười lắc đầu, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, không nhìn tới nàng, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía trước chư người nói, khoảng cách trạm tiếp theo, còn có bao lâu thời gian. Khởi bẩm tiên sinh, trạm tiếp theo là Hải Vân Tông, đại khái còn có hai canh giờ liền đến. Tốt, gấp rút điểm tốc độ đi. Khóe miệng xẹt qua lạnh nhạt nụ cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, thăm thẳm lên tiếng.